Ha ha ha, Giang giật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên đều dài cười lên, tư đồ nhất tiếu quả nhiên là cái rượu nhân, cũng chân tâm đem Giang giật xem như người mình, cùng chung mối thù, vạch mặt cũng không tiếc. Giang giật vỗ vỗ tư đồ nhất tiếu bả vai nói, quay lại mấy người chúng ta cùng một chỗ uống rượu một chén, sinh nhật vẫn là phải thật vui vẻ, ta cũng không chuẩn bị cái gì, cố ý cho ngươi vẽ lên một bức họa. Hắc hắc, tư đồ nhất tiếu lập tức vui vẻ, tiếp nhận Giang giật sau lưng hộ vệ dâng lên một bức họa, vội vàng mở ra quét qua sau lập tức trên mặt cười nở hoa đây là một bức nhân vật tranh vẽ là tư đồ nhất tiếu bản nhân vẫn là đứng tại thiên cơ thuyền bên trên hăng hái chỉ huy chiến đấu một màn nơi xa chính là ma quỷ đảo trên biển vô số người ngay tại khai chiến đấu hoàng phủ đào thiên cũng xuất cảnh trong tay bôn lôi đao chính bổ về phía ma long tràng diện to lớn hùng vĩ nhân vật đều khắc họa đến cực kỳ đúng chỗ không nhìn bên trong ẩn chứa đạo văn tự xem họa kỹ bản thân tự giá trị liên thành mấu chốt nhất bên trong nhân vật chính là tư đồ nhất tiếu bản nhân. Tốt, 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 tư đồ nhất tiếu luôn miệng khen hay vài tiếng, yêu thích không buông tay nhìn mấy lần, lúc này mới đem tranh cất kỹ giao cho bên cạnh hạ nhân cười nói, đây là cười một tiếng đời này nhận được tốt nhất quà sinh nhật, vì thế nên uống cạn một chén lớn. Hoàng Phủ Đào Thiên không làm, chừng mắt nói, giang giật, người không đưa ta một bức. Giang giật nhếch miệng cười nói, quay lại cho ngươi vẽ một bức, đi vào trước đi. Ba người song song hướng bên trong đi đến, những hạ nhân kia tự nhiên không có tư cách đi vào, thống nhất ở bên cạnh một cái bên trong cung điện nhỏ chờ. Trong chính điện bầu không khí rất hòa hợp, từ đồ nhất niệm cùng tiền vạn quán ngay tại chiêu đãi mọi người, trong đại điện cũng có vũ nữ khiêu vũ, các công tử tiểu thư cũng chén nâng ngọn, vô cùng náo nhiệt. Tại giang giật sau khi đi vào, bầu không khí thoáng cái lạnh mấy phần, bởi vì giang giật tại sau khi đi vào ánh mắt tựu trừng trừng cùng lôi kỳ viêm đối mặt, trên thân hai người đều là sát khí, tràn ngập mùi thuốc súng, để giữa sân cũng đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Giang giật nhìn lôi kỳ viêm vài lần, ánh mắt hướng bên cạnh quét tới, khi hắn nhìn thấy lôi kỳ viêm bên người ngồi một người mặc hắc bào, còn được lụa mỏng nữ tử về sau, sắc mặt thoáng cái trở nên càng lạnh hơn mấy phần. Linh đang tỉ quả nhiên tới, mà lại cùng lôi kỳ viêm ngồi tại một cái bàn bên trên, mặc dù Linh đang tỉ đầu là thấp, không nhìn thấy thần sắc, nhưng rất rõ ràng lôi kỳ viêm đây là im ắng đang đánh giang giật mặt mà tại giang giật ánh mắt nhìn về phía linh đang tỷ lúc lôi kỳ viêm đột nhiên duỗi ra một cái tay bắt lấy linh đang tỷ ngọc thủ cái sau thân thể mềm mại run lên nhưng cũng không có phản kháng chỉ là đầu thấp hơn ha 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 giang giật nhìn thấy lôi kỳ viêm khiêu khích ánh mắt nộ khí mà cười sát khí trên người cũng rốt cuộc khó có thể che giấu như một cái suất khiếu bảo kiếm ép tới rất nhiều công tử tiểu thư khí cũng không dám miệng lớn phun ra giang huynh trước ngồi xuống đi tư đồ nhất thiếu nhẹ giọng mở miệng phá vỡ trong sân yên tĩnh, Giang giật biết rõ tư đồ nhất tiếu đang nhắc nhở hắn, không muốn không người bị hại động gây sự, nếu không rất dễ dàng bị lôi ra bắt đạo tay cầm, tái khởi tranh chấp. Giang giật cố nén nộ khí, đi đến bên phải thủ vị, cùng tiền vạn quán sóng vai ngồi cùng một chỗ, Phượng Loan thì ngồi tại hắn bên phải. Tiền vạn quán như thế thân phận, lại cam tâm ngồi tại Giang giật bên người, để rất nhiều công tử tiểu thư đối Giang giật lại xem trọng mấy phần. Lôi kỳ viêm cười nhạt một tiếng, đảo mắt một vòng, đột nhiên đối bên người Linh đang tỉ nhẹ giọng nói ra, khinh Linh, nghe nói người cùng Giang Công Tử là quen biết cũ Giang Công Tử tới, người không lên tiếng kêu gọi sao. Giang giật hoàng phủ đào thiên tiền vạn quán tư đồ nhất tiếu không hẹn mà cùng nhíu mày, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, xem ra lôi kỳ viêm hôm nay quả nhiên là tìm đến sự tình. chương 821, cái này thần tứ bộ lạc ta không đợi. Linh đang tỉ chật vật ngẩng đầu, lờ mờ có thể thấy được nàng mặt, theo lễ phép ai cũng vô dụng thần thức dò xét, bất quá giang giật thị lực so với bình thường người tốt hắn có thể nhìn thấy linh đang tỉ gần nhất lục soát rất nhiều đôi mắt cũng ảm đạm tối tăm nàng kinh ngạc nhìn giang giật một cái nói giang ra đã lâu không gặp giang ra giang giật khóe miệng lộ ra một tia đắng chát dùng quan hệ của hai người linh đang tỉ thế mà xưng hô giang ra hắn nhìn xem nàng tấm kia rất là gầy gò mặt nội tâm có chút đau xót linh đang tỉ đến cùng gặp cái gì sự thỉnh để nàng biến thành cái bộ dáng này hắn nhìn thật lâu mới mở miệng nói linh đang tỉ chúng ta có thể đơn độc trò chuyện chút sao? Không thể, lôi kỳ viêm nói tiếp, giang giật, khinh linh là ta vị hôn thê, mời ngươi tự trọng. Giang giật đối với lôi kỳ viêm không lọt vào mắt, thậm chí liền mí mắt đều không nháy mắt một cái, chỉ là nhìn chằm chằm linh đang tỉ, chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng. Chỉ là, linh đang tỉ để hắn thất vọng, nàng đắng chát cười nói, giang ra, gia, có việc ở chỗ này chuyện vãn đi. Ây, tiền vạn quán cùng phượng loan liếc nhau đều là kinh ngạc, Linh Đang Tỷ hôm nay có thể cùng Lôi Kỳ Viêm cùng có mặt, còn có thể ngồi cùng một chỗ. Đây vốn là liền là một kiện chuyện quỷ dị. Giờ phút này đối Giang Giật thái độ như thế, càng là quỷ dị tới cực điểm. Các nàng trong ấn tượng, Linh Đang Tỷ cũng không phải dạng này người. Vậy được rồi, Giang Giật trầm tự nhẹ gật đầu, dùng vô cùng khẳng định nói nói ra. Linh Đang Tỷ, người còn nhớ rõ người thời điểm ra đi lời ta nói sao câu nói kia vĩnh viễn hữu hiệu. Linh Đang Tỷ thời điểm ra đi, Giang Giật nói qua giống như ở bên ngoài gặp được nguy hiểm mời trước tiên tới tìm hắn, chỉ cần không có mở ra cửu thiên diệt thần trận, vô luận là ai theo đuổi giết, hắn đều có thể mang Linh Đang tỷ thoát đi. Linh Đang tỷ thân thể mềm mại run lên, nhưng rất nhanh cúi đầu, hờ hững nói ra, Giang gia nói cái gì khinh linh đã quên đi, khinh linh qua rất tốt, Giang gia chúc tình ý này khinh linh tâm lĩnh. Giang giật trầm mặc, không nhìn nữa Linh Đang tỷ, mặc kệ nàng là bản tâm, vẫn là có nỗi khổ khác, nói đến càng nhiều sẽ chỉ làm nàng càng khó có thể, hắn chỉ có trầm mặc mà đối đãi. Ha ha ha, lôi kỳ viêm cười ha hả, tựa như đánh một trận thắng chiến, trên mặt đều là hăng hái, hắn tự mình cho Linh đang tỉ rót một chén rượu, ánh mắt nhìn qua tư đồ nhất tiếu nói, đến, khinh Linh, chúng ta kính cười một tiếng một chén rượu, hôm nay thế nhưng là cười một tiếng sinh nhật. Linh đang tỉ dừng một chút, bưng chén rượu lên cùng lôi kỳ viêm xa xa cùng ngồi tại chủ vị tư đồ nhất tiếu nâng chén, một bộ phu sướng phụ tùy dáng vẻ, thấy giang giật bọn người trong mắt phun lửa, chỉ là Linh đang tỉ thái độ như thế, ai cũng không tiện nói gì. Giang giật bên này trầm mặc, đều cúi đầu uống vào rượu buồn, bên trong đại sảnh bầu không khí cũng dần dần hóa giải, từ đồ nhất thiếu làm chủ nhân tự nhiên không thể tẻ ngắt, từ đồ nhất niệm cũng liên tiếp đứng dậy cùng chư vị công tử tiểu thư mời rượu, bầu không khí thoáng cái lại trở nên náo nhiệt lên. Linh đang tỉ, ngươi là có hay không có cái gì nỗi khổ tâm chuyện gì xảy ra có thể hay không nói cho Giang giật, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi. Giang giật thừa dịp lôi kỳ viêm đứng dậy cùng một người mời rượu lúc, lặng yên truyền âm cho Linh đang Tỷ, nhưng lại như bùn chảy vào biển cái sau không có nửa điểm phản ứng tựa như không có nghe được giang giật cũng không dám tiếp tục truyền âm chỉ có một người buồn khổ uống rượu tiền vạn quán bởi vậy cũng không hăng hái lắm rất nhiều người cùng hắn mời rượu hắn đều không có đứng dậy chỉ là tùy ý uống xong để một đám công tử tiểu thư hảo hảo xấu hổ tới 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 chư vị nâng chén ta mời các ngươi một chén lôi kỳ viêm hôm nay rất kiêu ngạo tựa như chính mình sân nhà da mặt cũng dày phải cùng tường thành giống như không ngừng cùng người đối ẩm, kia phóng khoáng tiếng cười cũng thỉnh thoảng vang vọng toàn trường, nghe được Giang giật bọn người phá lệ không thoải mái. Tiệc rượu mở ra một nửa, Giang giật nếm thử truyền âm hai lần, cũng không có nửa điểm đáp lại, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, xem ra lần này yến hội bạch khai, cùng tiền vạn quán bản giao vài câu, liền chuẩn bị rời sân. Ha ha ha, lôi kỳ viêm dư quang lườm Giang giật một chút, nhìn thấy hắn tựa hồ chuẩn bị rời đi đột nhiên cười hai tiếng, thình lình đứng lên nói, chư vị, hôm nay có một kiện đại hỷ sự quên cùng đại gia nói, ngay tại hai ngày trước, ta đã cùng khinh linh chính thức đính hôn, sẽ tại một năm sau cưới khinh linh, đến lúc đó còn xin chư vị đến dự A. Giang giật vừa mới chuẩn bị đứng dậy lại ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía lôi kỳ viêm, muốn nhìn một chút hắn còn có cái gì trò gian trá nghĩ nhục nhã chính mình lôi kỳ viêm phát hiện giang giật ánh mắt, hắn khiêu khích nhìn sang, chế nhạo cười nói, giang huynh, đến lúc đó cũng khẩn cầu ngươi đến dự A. Giang giật khóe miệng đột nhiên cong lên một cái đường cong, lộ ra một nụ cười sán lạn nói được đến lúc đó ta đem hỗn độn xích cùng đại địa giáp xem như hạ lễ đưa cho linh đang tỉ toàn trường thoáng cái yên tĩnh trở lại rất nhiều công tử sắc mặt trong yên lặng tâm lại mừng rỡ giang giật xoay tay lại đánh mặt đêm nay xem ra lại có trò hay nhìn hỗn độn xích cùng đại địa giáp đây chính là lôi kỳ viêm vết sẹo giang giật công khai mở ra lôi kỳ viêm vết sẹo lôi kỳ viêm sắc mặt quả nhiên biến đổi bất quá đảo mắt cười nhạt một tiếng nói hỗn độn xích cùng đại địa giáp đây chẳng qua là một chút cấp thấp đồ chơi chúng ta lôi ra muốn bao nhiêu có bấy nhiêu giang huynh hảo ý ta cùng khinh linh tâm lĩnh khinh linh giang huynh tốt như vậy ý chúng ta không cùng lúc kính hắn một chén lôi kỳ viêm nhìn qua linh đang tỉ một tay bưng một chén rượu lên cái sau trần chờ một chút đứng dậy bưng chén rượu lên ai ngờ lôi kỳ viêm một cái tay thừa cơ ôm một cái nàng linh đang tỉ thân thể mềm mại run lên vặn vẹo thoáng cái thân thể muốn tránh thoát lái đi nhưng lôi kỳ viêm lại ôm càng chặt hơn còn cúi đầu xuống tiến tới nhẹ giọng nói ra khinh linh thân thể ngươi không thoải mái sao có muốn hay không ta đưa ngươi trở về để các ngươi nam cung ra người nhìn xem lôi kỳ viêm câu nói sau cùng tựa như đánh chúng vào linh đang tỉ tử huyệt nàng lợi mã không dẫy dụa nữa mặc cho lôi kỳ viêm ôm hắn lôi kỳ viêm cũng cười ha hả xa xa cùng giang giật nâng chén nói giang huynh đến chúng ta vợ chồng kính ngươi một chén kỳ viêm cũng nhất định thay người chiếu cố thật tốt khinh linh cam đoan để nàng hạnh phúc khoái hoạt lôi kỳ viêm thu thập tình báo hiển nhiên không đúng chỗ coi là Linh đang tỷ đã từng cùng Giang Giật có một chân, hôm nay lời nói cũng làm cho toàn trường đều hiểu lầm, cho là hắn ăn cướp trắng trợn Giang Giật nữ nhân, giờ phút này còn tới trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Toàn trường yên tĩnh im ắng, ánh mắt đều khóa chặt Giang Giật, muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì. Giang Giật tại thời khắc này không có nổi giận, ngược lại là thường yên tĩnh, hắn kinh ngạc nhìn qua Linh đang tỷ, trong mắt đều là đau lòng, trọn vẹn nhìn mười mấy hơi thở thời gian. Hắn thình lình đứng dậy mang theo Phượng Loan cùng Hoàng Phủ Đào Thiên trực tiếp rời đi. Trở lại Giang Bảo về sau, Giang giật một mực trầm mặc không nói, Hoàng Phủ Đào Thiên chờ dây lát, có chút tức giận bất bình chỗ nói ra, Giang giật, nếu không chế chút ta nửa đường phục kích, đem Nam Cung khinh Linh giúp ngươi cướp về. Giang giật khoát tay áo, ra hiệu Hoàng Phủ Đào Thiên an tâm chớ vội, chờ chỉ chốc lát tiền vạn quán vội vàng đi tới về sau, hắn lập tức đứng dậy, nói ra, vạn quán, Linh đang tỉ khẳng định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, người nghĩ hết tất cả biện pháp dò xét tinh tường. Mặt khác coi như Nam Cung gia muốn cái gì đều được, không tiếc bất cứ giá nào để Nam Cung gia hối hôn, thực sự không được ta chỉ có thể tự mình xuất thủ cướp người, việc này ngươi cùng Hoàng Phủ Đào Thiên đều khác đừng lẫn vào. Hừ hừ, lồi kỳ viêm ép ta, ta diệt ngươi, cái này thần tứ bộ lạc ta không đợi. chương 822, Nam Cung khinh Linh, Giang giật ngoài dữ liệu nhận sợ rời đi, để cười lâu đài bên trong công tử tiểu thư thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng lại có một trận trò hay nhìn, ai ngờ Giang giật nữ nhân bị người đoạt còn có thể như thế bảo trì bình thản. Lôi kỳ viêm vui vẻ đến ghê gớm, chờ giang giật sau khi đi liền uống ba ly lớn rượu, nhìn qua nam cung khinh linh ánh mắt cũng càng thêm dâm tà, hận không thể trước mặt mọi người liền đem nàng cho ăn sống nuốt tươi, tùy ý nhục nhã, dùng phát tiết giang giật trước kia mang cho hắn sỉ nhục. Nam cung khinh linh rất kỳ quái, một mực trầm mặc không nói, cùng ngày xưa tiêu sái tự nhiên linh đang tỉ tựa như đổi một người khác, thẳng đến yến hội kết thúc nàng đều chưa hề nói một câu, cuối cùng đi theo nam cung mộc ngư trầm mặc rời đi sau đó thời gian giang giật cũng một mực rất là trầm mặc tại giang bảo bên trong tu luyện không có bất kỳ cái gì cử động để chúng gia tộc công tử tiểu thư càng thêm thất vọng bất quá ngấm lại cũng liền bình thường trở lại nam cung khinh linh là nam cung gia người chính nàng cũng không phản đối cửa hôn sự này giang giật trừ phi chuẩn bị cùng nam cung ra lôi ra khai chiến nếu không cũng không dám làm ra mạo muội cử động nếu không tư đồ ra cũng không giữ được hắn lão đại tra xét xong ngày thứ 8, tiền vạn quán ra gia giang bảo hắn năng lượng rất lớn, muốn dò xét một chút tình báo quá đơn giản, hắn bí mật làm sự tình tựu liền tư đồ nhất tiếu đều không biết. Giang giật đang luyện tập hỏa kỹ, hắn cầm trong tay bút lông ném một cái, hướng bên cạnh thanh ngư vung tay lên, xoay đầu lại trầm giọng nói ra, nói. Thanh ngư khôn khéo đi ra ngoài, tiền vạn quán đem gian phòng cấm chế mở ra sau khi, lúc này mới chậm rãi nói ra, Linh đang tỉ nhưng thật ra là Nam Cung Vân nghĩa đệ đệ Nam Cung Vân hạc nữ nhi. Bất quá Nam Cung Vân Hạc tại Linh đang tỉ hai tuổi lúc tự chết trận, mà lại Linh đang tỉ mẫu thân vẫn là một cái thị nữ, sở dĩ Linh đang tỉ mặc dù là trực hệ tử đệ, thiên tư cũng không tầm thường, nhưng ở Nam Cung gia địa vị cũng không cao. Linh đang tỉ từ nhỏ tu luyện rất cố gắng, là nghĩ thay mẫu thân nàng tranh khẩu khí, để nàng sinh hoạt trôi qua rất lớp người ta. Nàng tu luyện linh hồn bí thuật, lực công kích rất hung tàn, lúc đầu gia tộc nghĩ bồi dưỡng nàng một phen, đáng tiếc tại một lần yến hội lúc bị lục ra một vị công tử coi trọng, vị công tử kia là lục lân đại ca lục tìm, thiên tư tung hoành, rất có hy vọng trở thành lục gia gia chủ thiên tài, Nam Cung gia tự nhiên đồng ý thông gia, dù sao Linh Đang tỷ tại Nam Cung gia không tính là gì. Lục tìm rất bi kịch, Linh Đang tỉ bên này đã xuất giá, hắn cũng dẫn người đến nửa đường đón dâu, nhưng ở hắn một cái thủ hạ phát hiện một cái tự nhiên bí cảnh. Loại này bí cảnh rất là thưa thất cùng chân quý, sở dĩ hắn dẫn người lập tức đi vào tìm kiếm, kết quả ngoại trừ hai tên thiên quân đỉnh phong trốn tới bên ngoài toàn bộ ngã xuống, Linh Đang tỉ trở thành quá chồng trước khi cưới giống như Linh Đan tỷ là Nam Cung Vân nghĩa nữ nhi, hoặc là mẫu thân nàng không phải thân phận hèn mọn thị nữ, cửa hôn sự này khẳng định hội phế bỏ. Đáng tiếc Nam Cung Vân nghĩa cứng nhắc cay nghiệt, quả thực là để Linh Đan tỷ gả đi qua, nghe nói. Linh đang tỷ là ôm một cái linh bài nhập động phòng. Cái này cũng chưa tính thảm nhất, thảm nhất sự tình là Lục tìm cùng Lục Lân một cái biểu ca tần cương, càng nhìn lên Linh đang tỷ, cho rằng dù sao là quả phụ, tại Nam Cung gia địa vị cũng không cao. Lưu tại lục gia thủ tiết cũng là lãng phí, sở dĩ chuẩn bị đùa bớn linh đăng tỷ một cơn say say rượu tần cương xâm nhập linh đăng tỷ viện tử đồng thời đem linh đăng tỷ theo nam cung ra mang đến hai cái tình như tỷ muội thị nữ giết đi linh đăng tỷ trong cơn giận dữ xuất thủ đả thương nặng tần cương nhưng ngay tại muốn giết tần cương lúc lục gia trưởng lão xuất hiện cứu tần cương cũng đổi trắng thay đen Gian dậy linh đăng tỷ không tuân thủ phụ đạo câu dẫn tần cương linh đăng tỷ cái gì đều không có giải thích mang theo hai tên thị nữ thi thể rời đi bạch long thành linh đang tỷ vốn định hồi trở lại thần tứ đảo thỉnh cầu nam cung ra báo thù nhưng nghĩ tới nam cung vân nghĩa như thế cứng nhắc nàng sau khi trở về đoán chừng thù báo không được mẫu thân nàng thời gian ngược lại sẽ càng khổ sở hơn sở dĩ một người đi thiên lôi đảo chuẩn bị dốc lòng tu luyện thay hai tên tình như tỷ muội thị nữ báo thù đây cũng là lục bình như thế chiếu cố linh đang tỷ nguyên nhân sự tình phía sau lão đại hẳn là đoán được linh đang tỷ tu luyện có thành tựu quay trở về bạch long thành chính tay đâm tần cương một người giết vào tần gia, bị tần gia kém chút giết chết, cuối cùng trọng thương ngã gục lúc, lục gia gia chủ lục ly truyền âm tới cứu Linh Đang Tỷ, nói thế nào Linh Đang Tỷ là nam cung gia người, không thể chết tại Bạch Long Thành, lục ly tự phái người đem Linh Đang Tỷ đưa về thần tứ thành. Còn như, vì sao lần trước chúng ta đi nam cung gia, nam cung vân nghĩa không cho chúng ta gặp người, hẳn là sợ bên ngoài nói xấu. Dù sao Linh Đang Tỷ tại lục gia sở tác sở vi, tại nam cung vân nghĩa xem ra là không tuân thủ phụ đạo, bại phôi nam cung gia thanh danh lão đại ngươi lại tại phòng đấu giá trước mặt mọi người nói rất thưởng thức linh đang tỷ nam cung vân nghĩa khẳng định cảm thấy mặt mo tối tăm lôi kỳ viêm cầu hôn không cần tra xét tuyệt đối là vì trả thù lão đại còn linh đang tỷ tại sao lại đáp ứng cửa hôn sự này còn có tại cười một tiếng sinh nhật trên yến hội như thế nhường nhịn không cần phải nói là sợ nam cung gia đối phó mẹ ruột của nàng phụ thân nàng chết rồi mẫu thân nàng năm đó lại là một tên thị nữ tại gia tộc xem như không chỗ nương tựa Nàng nếu không theo, mẫu thân nàng hạ tràng tuyệt đối rất thảm. Âm, um, tiền vạn quán lời nói xong, giang giật một trường trùng điệp hướng bàn đá vỗ tới, đem thư đồ ngạo đưa cho hắn một bộ quý báu bút nghiến toàn bộ thẻ thành bột mịn. hắn sắc mặt cũng biến thành xanh xám, nhắm mắt lại, thân thể run nhẹ nhẹ. Tiền vạn quán không dám nói lời nào, hắn biết rõ giang giật đã đến nổi giận cực điểm. Linh đang tỉ cùng giang giật giống như tình lữ, lại giống tỉ đệ, càng đối bọn hắn có ân, Giờ phút này còn là bởi vì lôi kỳ viêm muốn trả thù các nàng mới có thể bị này cực khổ, giang giật nội tâm lửa giận có thể nghĩ. Hô hô, giang giật thật dài phun ra mấy hơi thở, lúc này mới mở mắt ra nói, có hay không có cơ hội cùng nam cung ra đàm phán để bọn hắn hối hôn ta có thể cho đại địa giáp hỗn độn xích, một ngàn bước một vạn bước thiên họa, thậm chí quá đáng hơn yêu cầu đều tốt nói, ta chỉ cần nam cung ra buông tha linh đang tỉ cùng nàng mẫu thân. Ai, tiền vạn quán nặng nề thở dài. Khẽ lắc đầu nói, đoán chừng rất khó, nếu như là Hoàng Phủ Kỳ Lôi Đình Uy đều tốt nói, Nam Cung Vân nghĩa tính cách quá gản bướng, lão đại ta tận lực đi. Nam Cung gia trong lòng vẫn là rất muốn gia nhập đằng Long Thương Sẽ, bảo vật sức hấp dẫn không lớn, ta trong khoảng thời gian này cùng Nam Cung Mộc Ngư tiếp xúc dưới, tìm kiếm Nam Cung Vân nghĩa ý, lão đại đừng nóng vội, còn có thời gian một năm, nói không chừng lại có chuyển cơ. Tốt, việc này ngươi đi xử lý đi, Giang giật vỗ vỗ tiền vạn quán bả vai, cũng không có nói cái gì lời khách khí, hắn cũng biết coi như cái gì cũng không nói, tiền vạn quán cũng sẽ toàn lực ứng phó. Tiền vạn quán đi ra ngoài, giang giật một người đứng tại gian phòng bên trong thật lâu không nói, trong đầu hiển hiện cùng Linh đang tỷ lần thứ nhất gặp mặt tràng cảnh. Giang ra, người trở về nô ra chờ người thật lâu rồi đâu. Giang ra, nô ra gọi khinh Linh, ta vào giang ra viện tử tự nhiên là muốn ôm giang ra đùi, chỉ cần giang ra về sau bảo bọc ta. Kinh linh chính là của ngươi người, người muốn như thế nào tựu như thế nào. Miệng thật ngọt, người cái này đệ đệ ta nhận quay đầu ta dẫn người đi nhìn một chút thành chủ đi hồi tưởng lại linh đang tỉ lần đầu gặp mặt lúc loại kia hoạt bát vũ mị dáng vẻ giang giật lại nghĩ lên vài ngày trước yến hội linh đang tỉ loại kia như cái xác không hồn nhận mệnh dáng vẻ nội tâm của hắn tự một trận nắm chặt đau lại nghĩ tới như tử này từ nhỏ đã nhận hết cực khổ chỉ sợ tại thiên lôi thành mấy năm là nàng qua vui sướng nhất mấy năm đi giống như gả cho lôi kỳ viêm khẳng định sống không bằng chết giang giật càng thêm nén giận hắn hung hăng nắm 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 đấm ánh mắt kiên định trầm giọng, nhất định muốn đem Linh Đang tỷ cứu ra hố lửa, nhất định. Chương 823, chiến đấu không gian, cùng Nam cung ra đàm phán cần thời cơ cùng thời gian, Linh Đang tỷ xuất giá cũng còn có một năm, Giang Giật đem sự tình ném cho Tiền Vạn Quán sau liền không có đi quản, có tin tức Tiền Vạn Quán tự nhiên sẽ thông báo hắn, hắn muốn quản cũng không quản được. Hắn lần nữa bế quan, mà lại lần này là chiều sâu bế quan, tiến vào đế cung sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, cả ngày tu luyện nguyên lực, cảm ngộ vu thuật, dung hợp đạo văn, tăng thêm dùng tinh thần chi lực ôn dưỡng ba kiện ngụy thần khí. Nửa tháng sau, thần tứ thành thượng phong vân biến sắc, thiên địa nguyên lực điên cuồng hướng từ đồ đại viện bên trên hội tụ mà đến, tiếp lấy cửu thiên tinh thần phía trên bắn xuống một đạo tinh thần chi lực, lần nữa kinh động đến toàn thành người. Cửu thiên tinh thần chi lực rất khó thu hoạch được, trừ phi cả ngộ ngũ tinh trở lên đạo văn, hoặc là đặc thù đạo văn mới có thể được ban cho cho, mỗi một lần đều sẽ kinh động rất nhiều cường giả tại thời khắc này rất nhiều cường đại thần thức cũng quét tới nhưng tư đồ gia đại viện sáng lên một cái bảy màu cấm chế mạnh mẽ ngăn cách sở hữu thần thức dò xét lại là giang giật tư đồ ngạo tiếp vào truyền báo sau âm thầm ngạc nhiên lần trước thiên địa dị biến đã xác định không phải hoàng phủ đào thiên vậy chỉ có thể là giang giật giờ phút này mới cách bao lâu giang giật lần nữa xúc động thiên địa pháp tắc cái này khiến tư đồ ngạo cùng tư đồ gia nguyên lão thổn thức không thôi đều rất muốn đem giang giật cho tươi sống giải phẫu xem hắn đến cùng có gì chỗ thần kỳ Hoàng phủ đào thiên cùng tư đồ nhất tiếu mấy người cũng tổn thức không thôi, bất quá giang giật không có tử đế cung bên trong ra, bọn hắn tại giang bảo bên trong đợi một ngày, hai người tựu cùng rời đi. Thứ ngũ khỏa tinh thần dị biến, ta rốt cuộc danh phù kỳ thực thiên quân. Giang giật ngay tại đế cung bên trong cảm khái không thôi, thiên quân trước kia đối với hắn mà nói là tồn tại trong truyền thuyết, toàn bộ thiên tinh đại lục trong lịch sử thiên quân có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thủy U Lan bọn người cả một đời đều không có cách nào đạt tới thiên quân, Giang Biệt Ly đến chết cũng chỉ là kim cương cảnh mà thôi. Hắn còn không có đầy 22 tuổi, cũng đã đạt đến thiên quân cảnh, cái này tại thiên tinh đại lục trong lịch sử tuyệt đối là phượng mau lân giác, đương nhiên cùng đông hoàng đại lục công tử tiểu thư so ra vẫn là có khoảng cách, coi như cùng hoàng phủ đào thiên lôi kỳ viêm bọn người so sánh cũng kém một chút, nhưng hắn rất thỏa mãn, đây hết thảy đều dựa vào hắn cố gắng, một bước một cái dấu chân tu luyện ra, Hắn vui sướng cũng không có tiếp tục quá lâu, hắn phát hiện một vấn đề, một cái vấn đề rất lớn. Thứ sáu khỏa tinh thần cần nguyên lực, đúng là thứ năm khỏa gấp 10. Nói một cách khác hắn coi như dùng nghìn lần tốc độ tu luyện, muốn thứ sáu khỏa tinh thần dị biến, nguyên lực cảnh giới đạt tới thiên quân đỉnh phong, kia ít nhất cần 8 năm đến 10 năm. 8 năm thời gian 10 năm có lẽ không dài, nhưng đây là tại nghìn lần tốc độ tu luyện phía dưới, như giang giật về sau rời đi thần tứ đảo đâu khả năng này cần 80 năm 100 năm. Đây là thứ sáu khỏa tinh thần, đệ thất khỏa, thứ tám khỏa, thứ chín khỏa đâu. Giang giật nguyên bản còn ngây thơ nghĩ đến, một đường dạng này xuôi gió xuôi nước tu luyện, cho chín khỏa tinh thần dị biến về sau, nguyên lực đạt tới bán thần đỉnh phong, sau đó bằng vào cường đại nguyên lực, phóng thích thần thuẫn sau đứng đấy cho người ta đánh đều đánh không chết. Tu luyện một ngày sau, hắn xác định thứ sáu khỏa tinh thần cần ít nhất 8 năm sau, hắn bất đắc dĩ ngừng tu luyện, truyền tống ra đế cung bên ngoài. Bên ngoài Hoàng Phủ Đào Thiên đợi một ngày gặp Giang Giật chưa hề đi ra, cùng tư đồ nhất tiếu cũng không biết đi đâu, chỉ có Phượng Loan cùng Thanh Ngư Tại, hắn đưa tới hộ vệ, để hắn đi đưa tin cho tiền vạn quán hỏi thăm tình huống. Tiền vạn quán bề bộn nhiều việc, gần nhất không tại thần tứ đảo, đi hắc long quần đảo, đoán chừng muốn một tháng sau mới có thể trở về, Giang Giật chỉ có thể tìm Phượng Loan lấy hỏi ngưng kết thần thuẫn biện pháp, tiến vào đế cung bên trong nghiên cứu thần thuẫn. Thần thuẫn là cái thứ tốt. Chỉ cần thần thuẫn bất phá, thiên quân cơ hồ là không chết tồn tại. Thần thuẫn mở ra về sau, coi như đến lại nhiều kim cương võ giả đều là chịu chết. Ngưng kết thần thuẫn cũng rất đơn giản, chỉ cần đem nguyên lực dựa theo đặc thù nào đó quý thích vận chuyển là được, kim cương cảnh kỳ thật cũng không có ngưng tụ, bất quá kim cương cảnh nguyên lực cùng thiên quân tranh lệch rất rất nhiều, bọn hắn nguyên lực ngưng kết thần thuẫn nhẹ nhõm có thể đánh tan, thậm chí tự sụp đổ, sở dĩ bình thường chỉ có đạt tới thiên quân mới có thể ngưng tụ thần thuẫn. Phải biết sang giật viên thứ tư tinh thần dị biến lúc, nguyên lực đã đạt đến kim cương đỉnh phong, nhìn chỉ là cách xa một bước, nhưng giang giật lại lần nữa dị biến một viên tinh thần, nguyên lực mới đạt tới thiên quân cảnh. Vẹn vẹn điều nghiên một ngày, giang giật thân thể bạch quang lóe lên, một cái hình bầu dục hộ thuẫn tự xuất hiện, phía trên kim cương lập lòe, cùng thiên quân thần thuẫn cũng không có khác nhau. Giang giật xem xét vài lần phía ngoài thần thuẫn, có loại gân gà cảm giác, dù sao hắn đã có lôi hỏa thần thuẫn, cái này thần thuẫn muốn tới không có tác dụng gì, giống như lôi hỏa thần thuẫn cũng đỡ không nổi, hắn thần thuẫn cũng nhẹ nhõm có thể bị phá mất, đồng dạng phải chết. Thần thuẫn nghiên cứu ra, trong lòng của hắn nhớ mong linh đang tỉ sự tình, tăng thêm tu luyện nguyên lực tốc độ quá chậm, đạo văn dung hợp chậm chạp không có tiến triển, hắn dứt khoát lại truyền tống ra đế cung bên ngoài, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Lần này ngoài ý muốn phát hiện tư đồ nhất tiếu cùng Hoàng Phủ Đào Thiên tại Giang Bảo bên trong, ngay tại hậu viện uống trà phơi Thái Dương, hắn vội vàng chạy tới hậu viện, tư đồ nhất tiếu nhìn thấy Giang giật tới, đứng dậy cười nói, Hoàng Phủ Đại ca, ta đoán không sai, a à dùng gian giật thiên tư, cảm ngộ thần thuẫn tuyệt đối không muốn hai ngày. tiểu tử này liền là cái quái thai. hoàng phủ đào thiên liên tục cười khổ, giang giật đặt mông ngồi tại ghế đá, trận trắng mắt nói: ta điểm ấy thiên tư tính là gì một cái dung hợp đạo văn đều cảm ngộ hơn một năm, vẫn là không có dung hợp thành công. xem tình huống cái này đều không đạt được đại viên mãn chi cảnh. dung hợp đạo văn, tư đồ nhất tiếu trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng nói ra: đi, giang giật ta dẫn ngươi đi nhà chúng ta một chỗ bí cảnh nhìn xem, ngươi có thể hay không có rõ ràng cảm mộ, tự xem vận khí ngươi. Bí cảnh, cái này không được đâu, Giang giật có chút trần chờ, dù sao cũng là tư đồ gia truyền thừa bí cảnh, bản thân hắn tự thiếu tư đồ gia ân tình, vì hắn phá hư tư đồ gia tộc quy, hắn có chút băn khoăn. Tư đồ nhất tiếu khoát tay áo nói, không có gì, kỳ thật cái này bí cảnh đại gia tộc đều có. Hoàng phủ gia cũng có, không tính đặc biệt chân quý. Mà lại ta chỉ đem ngươi tiến vào tầng thứ nhất, tầng thứ hai nhất định phải trưởng lão đường đồng ý. Chiến đấu không gian, Hoàng Phủ Đào Thiên kiểm chứng hỏi một tiếng, gặp tư đồ nhất tiếu gật đầu, hắn cũng mở miệng khuyên nhủ, giang giật, cái này bí cảnh hoàn toàn chính xác rất nhiều gia tộc đều có, bên trong là quan sát các loại cường giả chiến đấu, đây là đóng dấu thạch ghi chép lại mà thôi, cũng không tính toán đặc biệt chân quý, người đi xem một chút cũng tốt. Cường giả ở giữa chiến đấu, giang giật tinh thần nhất chấn, lần trước hắn tại thần tứ hải, liền là nhìn Thanh Long cùng Hoàng Phủ Đào Thiên chiến đấu mới dung hợp 6 loại đạo văn, giống như có thể quan sát rất nhiều cường giả ở giữa chiến đấu, nói không chừng sẽ có xúc động, dung hợp đạo văn trực tiếp đại thành đâu. Hoàng Phủ Đại ca nếu không cùng đi xem xem, tư đồ nhất tiếu gặp Giang giật đồng ý, quay đầu cùng Hoàng Phủ Đào Thiên nói ra, nhà chúng ta chiến đấu không gian cùng Hoàng Phủ ra hẳn là có khác nhau, đi xem một chút nói không chừng cũng có thể có rõ ràng cảm ngộ đâu. Cũng tốt, Hoàng Phủ Đào Thiên cũng không làm kiêu, gần nhất hắn tu luyện cũng đến bình cảnh, nếu không trước mấy ngày cũng sẽ không theo tư đồ nhất tiếu ra ngoài đi dạo, hôm nay còn ở lại chỗ này phơi mặt trời. Ba người lập tức đứng dậy đi ra giang bảo, thẳng đến hậu viện một tòa thành lâu đài bên trong. Đấu lâu đài, một nén nhang về sau, ba người đã tới một cái không lớn không nhỏ tòa thành bên ngoài, tư đồ nhất tiếu mang theo hai người đi thẳng vào, sau đó đối một tầng thủ hộ nguyên lão nói ra, địch thúc, mở ra cấm chế đưa chúng ta vào chiến đấu trong không gian. Trường 824, Nữ Tử đấu lâu đài bên trong trống rỗng, ngoại trừ một cái thềm đá bên ngoài, chỉ có một cái truyền tống trận, một cái lão giả xếp bằng ở trong góc, từ đồ nhất thiếu mang theo tiến vào bên trong truyền tống trận, lão giả kia trong tay sáng lên một đạo thất thải quang mang đột nhiên đánh vào trong truyền tống trận, truyền tống trận sáng lên thất thải quang mang, giang giật bọn người biến mất tại đấu lâu đài bên trong. a à, giang giật tiến vào về sau, phát hiện đến một cái kỳ dị trong không gian, cái này không gian cùng nam cung ra bí cảnh có chút giống nhau khắp nơi đều là lơ lửng đá tròn, ba người phân biệt đứng tại một cái trên tảng đá, khác biệt chính là những này trên tảng đá không có vòng bảo hộ, khắp nơi đen kịt một màu, cái gì cũng không có. Giang giật, đợi lát nữa không cần kinh hoàng, chỉ cần lặng lặng quan sát là được, trong này đều là ảo tưởng, là tuyệt đối sẽ không làm bị thương chúng ta. Tư đồ nhất tiếu thanh âm vang lên, Hoàng Phủ Đào Thiên cũng nhẹ gật đầu, xếp bằng ở trong viên đá ở giữa, khuôn mặt yên tĩnh lại, đôi mắt sáng rực lóe sáng không thôi, Giang giật học hai người ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại. Ông, phía đông sáng lên một vệt ánh sáng bầy ra, tiếp lấy toàn bộ hư không đều phát sáng lên, bốn phía cảnh sắc cũng đại biến dạng, biến thành hoang sơn dã lính, cảm giác vô cùng chân thực, tựa như ba người thật đi tới dã ngoại hoang vu. Hưu, phía đông đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió, tiếp lấy một tên toàn thân bao phủ tại màu đen chiến giáp bên trong võ giả cấp tốc bay tới, hắn một bên bôn tẩu còn một bên quát lớn, kiếm hoành, người ta không oán không cừu, vì sao muốn truy sát ta các ngươi kiếm ra người đều như thế không nói đạo lý sao hưu phía đông lại truyền tới một đạo tiếng xé gió tiếp lấy một tên người mặc bạch bào trung niên cường giả bay vụt mà đến người này dưới chân dẫm lên một thanh khổng lồ kiếm đá trên thân kiếm kia phủ văn lấp lánh khi tức dọa người đúng là thông linh trí bảo trung niên võ giả thật xa tựu tàn cười lên giao ra phong ảnh luân ta tha cho ngươi khỏi chết nếu không cái này hoang sơn chính là của ngươi nơi táng thân mơ tưởng hắc giáp võ giả nổi giận giống to, đây là nhà ta truyền ra chi bảo, không nghĩ tới các ngươi kiếm ra như thế hèn hạ vô sỉ, hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng. hắc giáp võ giả không còn chạy trốn, trong tay xuất hiện một cái màu xanh bánh xe, hắn nguyên lực phóng thích, màu xanh bánh xe đột nhiên biến lớn, bánh xe bốn phía còn ra hiện rất nhiều lưỡi đao sắc bén, cái này bánh xe cũng có phủ văn lấp lánh, rõ ràng là thông linh trí bảo. Chết, kiếm ra võ giả dưới chân to lớn kiếm đá hóa thành một đạo thần hồng bắn ra, ở giữa không trung đột nhiên biến thành mấy vạn thanh giống nhau như đúc kiếm ảnh bay đầy trời mà đến mỗi một chiếc to lớn kiếm đá đều có xâm nhiên khí tức tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy vô cùng chân thực cái này viễn tượng quá chân thực nếu không phải tư đồ nhất thiếu vừa rồi bàn giao giang giật còn tưởng rằng là chân thực cái này viễn thuật quá rất thật kiếm đá bên trên lấp lánh lực lượng hủy diệt quá rõ ràng loại kia dọa người khí thế cũng làm cho hắn toàn thân đều căng thẳng nếu là bình thường người khẳng định sẽ tươi sống dọa cho chết Hill có rất nhiều kiếm ảnh hướng giang giật tư đồ nhất thiếu bọn người chỗ cửa thạch phóng tới giang giật không có đi xem phản ứng của hai người hắn thân thể cũng không nhúc nhích bởi vì kiếm ảnh này mặc dù chân thực nhưng hắn nội tâm cũng không có báo động sẽ không có nguy hiểm quả nhiên những cái kia kiếm ảnh trực tiếp đâm xuyên mọi người mà đi xuất tại núi cao xa xa bên trong rất nhiều sơn phong lập tức nổ tung đầy trời đá vụn bắn ra bầu trời cũng lưu lại từng đạo xấu xí khe hở cái kia phong ảnh luôn bị mấy chục thanh kiếm ảnh va chạm phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng vang, cái này phong ảnh luân huy lực rõ ràng cũng rất lớn, đem mấy chục thanh cự kiếm đụng bể, hóa thành một đạo thanh quang hướng kiếm ra cường giả bay đi. Phong hóa vạn thiên lực lượng hủy diệt, Giang giật tại kiếm ra cường giả trong công kích phát hiện hai cái đạo văn, ám đạo cái này bí cảnh quả nhiên rất không tệ, chân thật như vậy huyễn cảnh, có thể khiến người ta tinh tường cảm ứng được trong công kích ẩn chứa đạo văn, chỉ là không biết cái này rõ ràng là Đông Hoàng Đại Lục ở bên trên chiến đấu, từ đồ ra là thế nào thu vào tay chẳng lẽ là tốn hao giá cao đi đông hoàng đại lục mua lại ấn thạch. Hắc hắc, đi chết đi, vạn kiếm quy tông, phong ảnh luân hóa thành một đạo thanh hồng hướng kiếm ra cường giả bay đi, cái sau lại một điểm không sợ hãi bạo giống một tiếng, kia bay ra ngoài mấy vạn thanh kiếm ảnh lại toàn bộ lại ngưng tụ, hợp thành một cái kiếm đá đột nhiên hướng hắc giáp cường giả công tới. Hắn cái này vạn kiếm phân hóa nhanh, sát nhập cũng nhanh, sát nhập về sau tốc độ càng là nhanh hơn mấy lần, tại hắc giáp cường giả còn không có kịp phản ứng trước đó, đánh chúng vào hắn phía sau lưng thần thuẫn, thần thuẫn trong nháy mắt bạo liệt, tiếp lấy hắc giáp võ giả thân thể bị tạc thành thịt nát, Phong ảnh luân bên trên khí thế cũng thoáng cái yếu đi xuống tới, bị kiếm ra võ giả một phát bắt được. Chiến đấu kết thúc, cảnh tượng chung quanh cũng chậm chậm biến mất, khắp nơi lại biến thành đen kịt một màu, giang giật trong mắt nhưng đều là kinh ngạc. Phong hóa vạn thiên lại có thể dung hợp một hóa mấy vạn, mấy vạn hợp nhất hợp nhất về sau uy lực không ngờ trở nên cường đại. Giang giật âm thầm ngạc nhiên, lại không nghĩ ra phong hóa vạn thiên về sau, ngàn vạn lại thế nào hóa một. Ông, bốn phía lần nữa sáng rõ, phía dưới xuất hiện một mảnh hải vực, chiến đấu lại bắt đầu, lần này là bốn năm người đang đuổi giết một người, toàn bộ đều là thiên quân thượng giai cường giả, chiến đấu rất kịch liệt. Giang giật chỉ có thể đem suy nghĩ thu hồi lại, chuyên tâm xem chiến đấu, chiến đấu này không gian là tư đồ ra bí cảnh, tư đồ nhất tiếu dẫn hắn vào đây khẳng định sẽ để cho tư đồ ra trưởng lão có ý kiến, cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ thật là đáng tiếc. Trước dụng tâm quan sát, về sau đang từ từ hồi tưởng không muộn. Ông, thượng giai thiên quân tốc độ quá nhanh, giang giật cảm giác nhìn hoa cả mắt, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, nguyên lực vận chuyển đi trong đôi mắt, thị lực thoáng cái trở nên khủng bố, hắn cũng mắt không chấp nhìn chằm chằm chiến đấu, không ngừng cảm khái, người này công kích mạnh nhất là hỏa hệ đạo văn, người này là phong hệ đạo văn, a à, người bị đuổi giết đạo văn tốt huyền bí, lại là thượng giai dung hợp đạo văn uy lực này thật là khủng khiếp. Giang giật hết sức chăm chú quan sát, loại này cấp bậc chiến đấu rất khó gặp được, chủ yếu nhất là khoảng cách gần như vậy quan sát, còn không có nửa điểm nguy hiểm, có thể yên tâm quan sát, toàn tâm cảm ngộ bọn hắn thả ra đạo văn, đối với võ giả xúc động rất lớn. Tư đồ nhất tiếu hiển nhiên thường xuyên vào chiến đấu không gian quan sát, ngược lại là cũng không có để ý như vậy, Hoàng Phủ Đào Thiên thấy say sưa ngon lành, nơi này rất nhiều chiến đấu huyến tượng, Hoàng Phủ gia đều không có, đối với hắn loại này võ si tới nói, trợ giúp rất lớn từng chàng chiến đấu kết cục, từng chàng chiến đấu lại bắt đầu. Tư đồ ra chiến đấu không gian một tầng chiến đấu hình ảnh rất nhiều, khoảng chừng hơn 100 chàng, giang giật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên tại cái này dòng dã nhìn đại nửa ngày còn chưa xem xong. Hai người cũng nhìn mê mẩn, thỉnh thoảng đôi mắt mê mang, tựa hồ có chỗ xúc động, giang giật còn thỉnh thoảng tố chất thần kinh khoa tay múa chân. Để tư đồ nhất tiếu có chút thất vọng, giang giật xung hợp đạo văn tựa hồ cũng không có xúc động, bằng không hắn đều sẽ trực tiếp bế quan tu luyện. Ông, đen nhánh khắp nơi lần nữa bị chiếu sáng, bốn phía tràng cảnh biến thành một hòn đảo, đúng là thiên lôi đảo thiên lôi ở trên đảo cũng có người ngay tại đại chiến, bên cạnh còn có rất nhiều người quan chiến, đại chiến một phương hẳn là người của lục gia, khoảng chừng hơn 10 tên thiên quân đỉnh phong, đang cùng một lão giả đối chiến. Lão giả kia một người đối chiến hơn 10 tên thiên quân đỉnh phong rất là tùy ý, tựa như là cùng một đám tiểu hài tử trò vui đùa. Đối chiến địa điểm ngay tại thiên lôi thành phụ cận, trên tường thành còn có thể nhìn thấy rất nhiều người quan chiến, để người chú ý chính là, một bên khác lôi lĩnh phía trên, có một cái tuyệt sắc thiếu nữ ngay tại quan chiến, nàng một mặt thong rong, giếng nước yên tĩnh, tựa như đang nhìn một trận rất phổ thông chiến đấu. Ừ, tư đồ nhất thiếu đột nhiên cảm ứng được cái gì, ánh mắt đột nhiên hướng giang giật vào tới, xem xét phía dưới hắn biến sắc, trong con người đều là chấn kinh ngạc, bởi vì giang giật tại thời khắc này thế mà lệ rơi đầy mặt, si ngốc nhìn qua lôi lĩnh bên trên thiếu nữ kia, toàn thân đều đang rung động. Hoàng Phủ Đào Thiên cũng chú ý tới bên này Giang Giật tình huống, kinh nghi dò hỏi, Giang Giật, người thế nào? Giang Giật không nói gì, tiếp tục si ngốc nhìn qua đứng tại lôi lĩnh bên trên thiếu nữ, tựa hồ sợ nàng biến mất, thẳng đến trên bầu trời lão giả kia một chiêu đem lục ra hơn 10 tên thiên quân toàn bộ nện xuống mặt đất, trở về tuyệt sắc thiếu nữ bên người, chiến đấu hình ảnh biến mất về sau, hắn mới thình lình đứng lên hỏi nói, từ đồ huynh, các người có biết nữ tử này thân phận, còn có lão giả kia thân phận, cái này đối ta rất trọng yếu, rất trọng yếu, Tư Đồ Nhất Tiếu đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái nói, đúng rồi, ta nói nữ tử này làm sao như vậy, nhìn quen mắt nữ tử này cùng thiên họa tưởng niệm bên trong nữ tử rất giống a. Chương 825, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ông, Tư Đồ Nhất Tiếu đột nhiên đánh ra một cái nguyên lực, bầu trời lập tức phát sáng lên, tiếp lấy ba người bị truyền tống ra ngoài, mặc dù đằng sau còn có mấy chục bức chiến đấu hình ảnh, nhưng xem giang giật bộ dạng này là không tâm tình nhìn giang giật ra ngoài rồi nói sau một truyền tống sau khi ra ngoài từ đồ nhất yếu tự truyền âm tới ra hiệu giang giật an tâm chớ vội các loại chờ đi ra đấu lâu đài về sau hắn lần nữa truyền âm nói chiến đấu này hình ảnh hẳn là có một ít năm thân phận của cô gái kia ta cũng không biết cụ thể ta muốn đi điều tra thêm tư liệu người đi về trước đi ta trễ chút liền đến tìm ngươi ừm giang giật liền vội vàng gật đầu truyền âm bàn giao nói còn có cùng nàng cùng nhau lão giả chiến đấu này phát sinh ở thiên lôi đảo mà lại lục ra nhiều người như vậy bị lão giả một trường đập xuống, lão giả kia chiến lực khẳng định rất mạnh, việc này tuyệt đối tại các đại gia tộc đều có ghi chép, người nhất định muốn nghĩ biện pháp điều tra rõ tất cả tư liệu, xin nhờ. Nhìn thấy Giang giật trịnh trọng như vậy việc, tư đồ nhất tiếu khuôn mặt cũng ngưng trọng lên, gật đầu nói ta hết sức. Nói xong tư đồ nhất tiếu cũng nhanh bộ rời đi, Giang giật thân thể còn tại run nhẹ nhẹ, toàn thân kích động không thôi. Y phiêu phiêu lại tới qua tội đảo xem tình huống khi đó tới thời điểm giống như niên kỳ còn rất nhỏ hẳn là còn chưa có đi thiên tinh đại lục. Bên người nàng lão giả thực lực mạnh như vậy, vậy khẳng định không phải hạng người vô danh, giống như có thể tra ra thân phận của lão giả này, kia y phiêu phiêu thân phận vô cùng sống động. Hoàng phủ đào thiên con người nhất truyền, cũng truyền âm nói, giang giật đi về trước đi, lão giả này đã có thể một trưởng đem hơn 10 vị thiên quân đỉnh phong vỗ xuống, theo ta đoán chừng thực lực hẳn là đạt đến bán thân, coi như không phải bán thần cũng tuyệt đối tại Đông Hoàng Đại Lục lừng lẫy nổi danh. Việc này mặc dù ta chưa nghe nói qua, nhưng các gia tộc khẳng định lại có ghi chép, hẳn là rất tốt cha. Ừm, về trước đi lại nói. Giang Giật nhẹ gật đầu, Hương Phấn cùng Hoàng Phủ Đào Thiên nhanh chân đi trở về. Bên ngoài sắc trời đã tối, Phượng Loan cùng Thanh Ngư đang đợi Giang Giật trở về, nhìn thấy hắn một mặt hưng phấn cùng kích động, Phượng Loan lên tiếng hỏi vài câu, Giang Giật cũng không có trả lời, chỉ là để các nàng an tâm chớ vội chính mình một người trong sân đi qua đi lại chờ đợi tư đồ nhất tiếu tới một canh giờ sau tư đồ nhất tiếu trở về bất quá sắc mặt cũng không phải là quá đẹp đẽ hắn nhìn qua đầy mắt hy vọng giang giật khe khẽ thở dài nói giang giật ta tra xét rất nhiều tư liệu còn cố ý đi hỏi phụ thân cùng một ít trưởng lão sự kiện kia cha rõ ràng lúc ấy tại bộ lạc còn đưa tới rất lớn oanh động nhưng hai người kia thân phận cha không ra không chỉ là ta cha không ra trên thực tế, toàn bộ thần tứ bộ lạc cũng không biết thân phận của hai người. Cái gì, Giang giật sắc mặt đại biến, ngưng âm thanh hỏi, lão giả kia như thế kinh thiên thực lực, làm sao có thể là hạng người vô danh bộ lạc đối với đông hoàng đại lục thành danh cường giả không phải đều hiểu rất rõ sao. Ngươi đừng vội, nghe ta tinh tế nói tới, tư đồ nhất tiếu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói ra cái này thiếu nữ thần bí cùng lão giả, ra bộ lạc là tại hơn 20 năm trước đi, hai người là theo phía tây tiến vào, trực tiếp tiến vào bạch long quần đảo. Lúc đầu hai người là nộp lên thiên thạch, có thể tự do ở trong bộ lạc hành tẩu, bất quá hai người giống như bị thiên lôi trên đảo tụ lôi đại trận hấp dẫn, sở dĩ tiến vào thiên lôi đảo. Thiếu nữ dáng dấp rất đẹp, hết lần này tới lần khác lão giả kia lại che giấu thực lực, thoạt nhìn như là thiếu nữ một cái bình thường lão bộc, thiên lôi trên đảo dịch nô tự nhiên động ý đổ xấu. Kết quả, thiếu nữ trong thành lại động thủ, xuất thủ tàn nhẫn, trực tiếp diệt mấy chục người. Người tại thiên lôi thành bên trong ở qua, bên trong thành là không cho phép nhúc nhích tay, kết cục tự nhiên là chọc giận tới người của lục gia, thế là tự có trong hình ảnh một màn. Lúc ấy cũng rất trùng hợp, lục gia có mười mấy vị trưởng lão ngay tại củng cố tụ lôi đại trận, nhưng mười mấy người đồng loạt ra tay, lại bị lão giả một trưởng vỗ xuống dưới, bất quá cũng chưa chết người, lão giả kia hạ thủ lưu tình. Lão giả đập người về sau, không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại mang theo thiếu nữ nghênh ngang rời đi, tại thần tứ bộ lạc bên trong công nhiên du ngoạt, việc này kinh động đến lục gia hai cái lão gia hỏa cũng kinh động đến sở hữu gia tộc dù sao cường giả bí ẩn xâm lấn vạn nhất là cửu đế gia tộc người đâu lục gia hai cái lão gia hỏa tại thần tứ hải bên trong cản lại hai người lôi ra lão tộc trưởng cùng nam cung gia tộc trưởng giống như đều đi quan chiến kết quả lục gia hai cái lão gia hỏa đều bị đập bất quá đều không có chết không biết là người kia thủ hạ lưu tình vẫn là bản thân liền giết không chết hai người ngay tại Lôi Gia lão tộc trưởng chuẩn bị mở ra Cửu Long Chu thần đại trận, đem lão giả này lưu lại lúc, người kia mang theo thiếu nữ bay thẳng lên không trung, tốc độ dọa người đến cực điểm, tại đại trận mở ra trước đó, rời đi thần tứ bộ lạc, biến mất không thấy. Về sau 13 gia tộc đều tra duyệt rất nhiều tư liệu, vận dụng rất nhiều trinh sát, đi đông hoàng đại lục, cùng hắn cùng đại lục bí cảnh dò xét, nhưng đều không có bất kỳ cái gì thiếu nữ này cùng lão giả tư liệu có thể xác định một điểm là hai người này tuyệt đối không phải cửu đế gia tộc người, hai người này tự tựa như trống rỗng xuất hiện, mấy chục năm qua cũng không còn có gia đông hoàng đại lục hoặc là thần tứ bộ lạc bên trong, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Lúc ấy mười ba gia tộc cũng hạ phong khẩu lệnh, dù sao việc này đối với mười ba gia tộc tới nói danh khí không dễ nghe, sở dĩ ngoại giới biết rõ việc này người cực ít, ta không phải tra duyệt hồ sơ, sợ là cũng không biết những này chuyện cũ. Ây, Hoàng Phủ Đào Thiên cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện này, không nhịn được thổn thức không thôi, việc này quỷ dị chỗ không tại lão giả về mặt chiến lực, mà là ở như thế nhân vật cường đại, ngồi ba gia tộc lại dò xét không đến đó người thân phận. Giang giật cũng mộng, nội tâm hưng phấn tựa như bị rót một chậu nước lạnh biến mất hầu như không còn, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm truy tra ra y phiêu phiêu thân phận, tiếp theo nghĩ biện pháp tìm tới nàng, không nghĩ tới cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tư đồ nhất tiếu nhìn thấy Giang giật đầy mắt thất vọng, khe khẽ thở dài trấn an nói, Giang giật, lão giả kia chiến lực như thế cường đại, tuyệt đối đạt đến nửa thần cảnh, nhẹ nhóm có thể sống tới năm 600 tuổi, mà lại tốc độ của hắn nhanh như vậy, coi như lôi ra lão tộc trưởng đều ngăn không được hắn, sở dĩ hắn rất có thể còn sống. Miễn là còn sống tự có hy vọng tìm tới hắn, đúng rồi. Nữ tử kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hoàng Phủ Đào Thiên cũng tò mò nhìn qua giang giật, nữ tử kia cùng bán thần lão giả quan hệ tuyệt đối không tầm thường, giang giật như cùng nữ tử kia có quan hệ, đây cũng là có thể cùng cái này bán thần lão giả dính líu quan hệ giang giật nhìn qua hai người trầm mặc một lát thấp giọng nói ra nữ tử kia là mẫu thân của ta hy vọng hai vị giữ bí mật cho ta a à, tư đồ nhất tiếu hoàng phủ đào thiên liếc nhau hai người trong mắt đều là kinh ngạc không nghĩ tới giang giật lại còn có dạng này địa vị tư đồ nhất tiếu rất nhanh kịp phản ứng nhẹ giọng hỏi kia nữ tử không hội gọi y phiêu phiêu a đúng giang giật nhẹ gật đầu trong đôi mắt đều là ảm đạm theo tiền vạn quán trên tình huống xem, y phiêu phiêu cái tên này đã vang vọng toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục. Giống như y phiêu phiêu tiềm phục tại Đông Hoàng trong Đại Lục, nàng tuyệt đối có thể thu đến tin tức, nàng đã có thể cùng bán thần cường giả đáp lên quan hệ, thời gian trôi qua lại đã lâu như vậy, kia sớm hẳn là tìm tới thần tứ bộ lạc tới, coi như không tìm tới, cũng sẽ phái người tới liên hệ. Chỉ là, tiền vạn quán không có thu được bất luận cái gì phương diện này tin tức, điều này nói rõ y phiêu phiêu rất có thể chết rồi, hoặc là không tại Đông Hoàng Đại Lục. Dư ôn, giang giật trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, lão giả kia không phải là dư ôn a à, nội tâm của hắn cũng dấy lên hừng hực liệt hỏa, hận không thể lập tức rời đi thần tứ bộ lạc, đạp biến đông hoàng đại lục tìm tới dư ôn, hỏi rõ ràng y phiêu phiêu sự tình. chương 826, nữ nhân này quả thực là muốn. Bởi vì y phiêu phiêu sự tình, giang giật cũng không tâm tình lại đi chiến đấu không gian, dù sao rất nhiều chiến đấu hình ảnh đều ký ức trong đầu, thứ này có thể có rõ ràng cảm ngộ xem lần thứ nhất liền có thể cảm ngộ, cảm ngộ không được ngươi mỗi ngày đi xem cũng vô dụng, hắn cùng hai người hàn huyên vài câu, trực tiếp tiến vào đế cung bên trong bế quan. Nói là bế quan, kỳ thật hắn là trong lòng thống khổ, tìm một chỗ một người yên tĩnh một hồi mà thôi. Tính cách của hắn một mực như thế, chuyện tốt thích cùng mọi người cùng nhau chia sẻ, xảy ra chuyện thích một người khiêng, thuộc thương càng ưa thích một người yên lặng chữa thương, hắn không ở trước mặt mọi người biểu lộ sự yếu đuối của mình, bởi vì hắn là mọi người thiên, thiên làm sao có thể sụp đổ đâu. Tại đế cung đại điện bên trong lẳng lặng ngồi một ngày, hắn nhặt lại tâm tình tỉnh lại, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại một màn kia màn chiến đấu. Tại chiến đấu trong không gian hắn nhìn rất nhiều chiến đấu, nhiều khi cũng có một chút xúc động, hắn muốn bắt gấp thời gian hồi ức một phen, nhìn xem có thể hay không đối đạo văn cảm mộ có trợ giúp. Tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, nhớ lại một màn kia màn chiến đấu, nhưng... Trong đầu cuối cùng sẽ không ngừng hiển hiện lôi lĩnh bên trên lão giả kia cùng lục ra 10 cái cường giả chiến đấu, y phiêu phiêu đứng tại lôi lĩnh bên trên một màn. Nghĩ đi nghĩ lại, nội tâm của hắn lại là một mảnh trầm tựu, suy nghĩ lung tung một trận, hắn chân tác tinh thần, tiếp tục hồi tưởng cái khác chiến đấu hình tượng, kết quả lần nữa tiến vào vòng lặp vô hạn. Được rồi, vẫn là toàn tâm đi cảm ngộ cái kia bán thần lão giả một trường kia đi. Mấy canh giờ sau, Giang giật phát hiện căn bản là không có cách tính tâm xuống tới. Hắn dứt khoát trong đầu cực lực hiện ra bán thần lão giả cùng lục ra hơn 10 vị thiên quân đỉnh phong chiến đấu một màn, hồi tưởng lại cái kia lệnh làm hơn 10 người thiên quân đều không thể kháng cự đại thủ trường. Hồi tưởng lại thiên lôi ở trên đảo uổng phí lôi điện lấp lánh, y phiêu phiêu bình yên đứng ở lôi lĩnh bên trên, phiêu nhiên như tiên hình tượng. Lôi điện, chậm rãi, trong đầu của hắn bị lôi điện đánh xuống hình tượng sở chiếm cứ, kia từng đầu như nộ long lôi điện đánh xuống, xé rách đêm tối, vô thanh vô tức chui vào lôi sơn lôi lĩnh bên trong. Không đúng, hắn đột nhiên có một cái nghi vấn, lôi điện như thế bá đạo có thể phá hủy hết thảy, trong sấm sét có được cường đại lực lượng hủy diệt vì sao bổ vào lôi sơn lôi lĩnh bên trên cũng không có phát sinh bạo tạc ngược lại vô thanh vô tức không có vào trước kia hắn luôn cho là đây là tụ lôi đại trận nguyên nhân giờ phút này rốt cục phát hiện không đúng lôi điện lôi lĩnh không có bị lôi điện hủy đi cái này cố nhiên là tụ lôi trận nguyên nhân nhưng tụ lôi trận không có khả năng nhiều lần ngạnh kháng a nếu không vậy sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng chẳng lẽ lại lục ra phải hao phí lượng lớn thiên thạch duy trì đại trận vậy hiển nhiên không có khả năng vì đạt được một chút lôi thạch, không tiếc tốn hao cách sổ thiên thạch, vậy khẳng định là không có lời. Tụ lôi trận không thể ngạnh kháng, cái kia chính là lôi sơn cùng lôi lĩnh vấn đề, lôi sơn cùng lôi lĩnh khẳng định có được nguyên nhân đặc biệt, có thể triệt tiêu trong sấm xét hủy diệt cuồng bạo năng lượng, thậm chí đem những này lôi điện chi lực theo cho mình dùng, dạng này mới có thể ẩn dục ra lôi thạch. Không sai, chính là như vậy, đại địa có thể hấp thu hết thải năng lượng, cũng ẩn dục bước phát triển mới đồ vật. Lá dụng về cội, thảo trường hoa nở, bất kỳ cái gì năng lượng đều có thể bị đại địa phân giải, từ đó diễn hóa bước phát triển mới đồ vật, mới sinh mệnh. Cũng kỳ như thần mạch, khoáng mạch, hoa cỏ cây cối, thổ chi lực cũng có thể dung hợp bất luận cái gì đạo văn, ha ha ha. Ta rốt cuộc nghĩ thông suốt, Giang giật mở to mắt cười to lên, bối rối hắn thật lâu một vấn đề, ngay tại mới vừa rồi bị hắn nghĩ thông suốt. Kia cửu cái hạ giai đạo văn hắn nguyên bản đã dung hợp 7 cái, còn kém thổ chi lực cùng kim chi lực, giờ phút này thổ chi lực rốt cục có thể dung hợp, còn kém cái cuối cùng kim chi lực. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, dựa theo vừa rồi trong đầu mạch suy nghĩ thôi diễn, lặp đi lặp lại xác minh, cuối cùng dung hợp. Ba ngày sau đó hắn mở mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười, thẻ thời gian lâu như vậy, đạo văn lần nữa có đột phá tính tiến bộ, chỉ kém cuối cùng một loại đạo văn. Thượng giai đạo văn, mặc dù không biết là mấy sao, nhưng chỉ cần dung hợp thành công, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ có bay vào tính tiến bộ, Thượng giai đạo văn phi thường khó khăn cảm ngộ dung hợp, rất nhiều thiên quân căn bản dung hợp không được, cũng tỉ như thanh điều thương hội thanh long, hắn cảm ngộ rất nhiều trung giai đạo văn, nguyên lực cảnh giới cũng đã tới thiên quân đỉnh phong, nhưng hắn thực lực tổng hợp lại kém xa, hoàng phủ đào thiên nhẹ nhõm có thể giết hắn. Lôi sơn xuất hiện mấy chục vạn năm, lôi điện quanh năm suốt tháng đánh xuống, sinh ra một loại tự nhiên đạo vật, giang giật tin tưởng loại này thượng giai đạo văn uy lực tuyệt đối không tầm thường, đất trời sinh ra uy lực có thể tranh lệch sao? Zen sắt khi còn nóng. Giang giật rất nhanh lại bế quan, muốn đem cuối cùng một loại kim chi lực dung hợp đi vào, triệt để để loại này đạo văn đại thành, đáng tiếc dòng giã tìm hiểu hơn 20 ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Ông, đế cung bên trong cấm chế lấp lánh kinh động đến giang giật, hắn tính toán thời gian một chút, hẳn là tiền vạn quán trở về, thân thể lóe lên ra bên ngoài. Lão đại, quả nhiên, đế cung bên ngoài tiền vạn quán cùng Phượng Loan đang đợi, giang giật phung tay lên nói, đi vào nói đi ba người thân thể lóe lên, đều tiến vào đế cung bên trong, liên quan tới linh đang tỷ sự tình, giang giật cùng tiền vạn quán đều chuẩn bị tránh đi tư đồ nhất tiếu cùng hoàng phủ đào thiên, cũng không phải là không tín nhiệm bọn hắn, chỉ là không muốn đem bọn hắn kéo vào vũng nước đục này đến, để bọn hắn khó xử mà thôi. Phượng Loan theo trong giới chỉ lấy ra một chút đồ uống trà cùng nước sạch, nguyên lực vận chuyển đem thanh thủy đun sôi về sau, cho hai người rót một chén trà, Giang giật lúc này mới hỏi tình huống như thế nào. Không có nói, Tiền vạn quán nặng nề thở dài nói, Nam Cung gia rất muốn gia nhập đằng long thương hội, nhưng liên quan tới Linh đang tỉ sự tình, ta cùng Nam Cung Mộc Ngư mịt mờ nói chuyện một lần. Hôm qua ta sau khi trở về, Nam Cung Mộc Ngư truyền lời tới biểu thị việc này không có cách, Nam Cung Vân nghĩa một cái cự tuyệt, còn phát tính khí, Nam Cung Mộc Ngư nói, để chúng ta từ bỏ đi, việc này không có cách nào nói. Lão thất phu này, Giang giật nổi giận giống lên, Nam Cung Vân Nghĩa cứng nhắc canh nhiệt tại thần tứ bộ lạc lừng lẫy nổi danh, lại không nghĩ rằng cứng nhắc đến trình độ này, hy sinh Linh đang tỉ một lần không sao, lại muốn đả thương hại nàng lần thứ hai. Mấu chốt là, để Nam Cung ra gia nhập Đằng Long Thương Hội, Giang Giật còn mở ra giá trên trời, cái này lợi ích so cùng lôi ra thông ra còn mạnh hơn không ít, hắn lại vì mặt mũi, trực tiếp đoạn mất mọi người tưởng niệm. Giang Giật ở trong đại điện đi qua đi lại, đôi mắt lấp lóe rất nhanh đã quyết định quyết thầm nghĩ cướp người. Không thể trách, Nam Cung lão thất phu ép người quá đáng, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Chờ mắt nhìn xem Linh đang tỉ gả cho lôi kỳ viêm, mặc cho lôi kỳ viêm đùa bỡn ngược đãi, thay thế hắn để lôi kỳ viêm phát tiết việc này giang giật nhịn không được. Mặc dù tại thần tứ đảo tốc độ tu luyện có thể đạt tới nghìn lần, rời đi thần tứ đảo hắn đoán chừng cũng chỉ có thể mang theo mọi người lưu lạc yên nhai, trốn tránh tà ra kiếm ra truy sát. Nhưng hắn cái gì cũng không đoái hoài tới, nếu để Linh đang tỉ gả cho lôi kỳ viêm, cái này so giết hắn, càng làm cho hắn khó chịu. Lão đại, tiền vạn quán khóe miệng giật một cái, đột nhiên lên tiếng nói, còn có một việc, hôm qua ta đi bái kiến tư đồ ngạo lúc, hắn. Chính miệng đáp ứng ta, muốn đem tư đồ nhất niệm gả cho ta, nhất nhiệm cũng đồng ý. Ây, Giang giật cùng Phượng Loan nao nao, nếu như không có Linh đang tỉ sự tình, nghe được tin tức này hai người khẳng định sẽ vì tiền vạn quán cảm thấy cao hứng, giờ phút này hai người cũng rất là dối rắm Vạn quán, Giang giật trầm ngâm một lát, rất kiên định nói ra, việc này ngươi không thể dính vào, thậm chí một mình ngươi cũng không thể điều động, việc này một mình ta làm, ngươi là tư đồ gia con rể, đằng long thương hội phó hội trưởng, coi như ta đoạt linh đang tỷ, tư đồ gia cũng có thể bảo chủ ngươi. Hắc hắc, tiền vạn quán nhếch miệng cười một tiếng, nhìn qua giang giật nhún vai một cái nói, lão đại, nhìn lời này của ngươi nói, ngươi đem vạn quán xem như người nào nói thật với ngươi đi, đêm qua ta đi gặp nhất nghiệp, nữ nhân này quả thực là muốn, nàng nói đang quyết định gả cho ta kia một ngày, Nàng chính là ta nữ nhân, đừng nói cao chạy xa bay, coi như ta cùng tư đổ ra khai chiến cũng sẽ đứng tại ta bên này. Lão đại, đừng nói nhảm, muốn làm sao làm chúng ta thương nghị một cái kế hoạch ra, lần này không đem Nam cung ra huyên náo long trời lở đất, ta cùng bọn hắn họ. Chương 827, lực lượng bí mật, Giang giật chuyện quyết định, những người còn lại thường thường cũng sẽ không phản đối, lần này cần làm sự tình rất nguy hiểm, ba người cũng không thể không bàn bạc kỹ hơn. Đầu tiên muốn xác định là lần này bất luận thành công hay không, thần tứ bộ lạc không thể ở nữa, ngoại trừ tiền vạn quán bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thể tiếp nhận Nam Cung ra cùng lôi ra lửa giật. Tiền vạn quán quyết tâm muốn dính vào, kia tiền vạn quán cũng nhất định phải đi. Muốn đi kia nhất định phải tại cửu long chu thần trước đại trận độn thiên rời đi, sở dĩ hành động nhất định phải nhanh, muốn dùng thế xét đánh lôi đỉnh cứu gia linh đang tỉ, sau đó độn thiên rời đi. Cứu linh đang tỉ trước đó, còn có một cái đại sự nhất định phải hoàn thành, cái kia chính là cứu ra Linh đang tỉ mẫu thân, nếu không Linh đang tỉ khẳng định tình nguyện chết, cũng không muốn rời đi. Không đúng, vạn quán. Giang giật đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nói ra, nếu là người vận dụng tư đồ ra lực lượng có thể hay không đối tư đồ ra có ảnh hưởng cười một tiếng cùng tư đồ ngạo đối với chúng ta không tệ, chúng ta vỗ vỗ cái mông đi, như lôi ra cùng nam cung ra liên thủ đối phó tư đồ ra, chúng ta liền là tội nhân A. À. Ha ha, tiền vạn quán tự tin cười nói, lão đại, yên tâm, lần này chúng ta không điều tư đồ ra một binh một tốt mà lại coi như chúng ta đi đằng long thương hội đồng dạng có thể vận chuyển xuống dưới tư đồ ra sản nghiệp cũng tiến vào quỹ đạo ta không tại cũng sẽ không xảy ra nhiễu loạn nhiều nhất dậm chân tại chỗ không thể có quá lớn tăng lên thôi mà lại linh đang tỉ gả đi còn có hơn 9 tháng ta sẽ an bài tốt đến lúc đó đằng long thương hội thế lực tiến một bước mở rộng bát đại gia tộc liên minh càng vững chắc qua một hai tháng ta lại đem mặt khác hai cái gia tộc kéo vào được coi như cho lôi ra cùng Nam Cung ra lục ra 100 cái lá gan, cũng không dám động tư đồ ra. Vậy là tốt rồi, Giang giật yên tâm lại, lập tức lại hỏi, không điều tư đồ ra người, người còn có những người khác tay có thể tuyên truyền. Hắc hắc, lão đại người quá coi thường ta, tiền vạn quán nhếch miệng cười nói, hơn một năm nay đến, ta lặng yên nuôi dưỡng một thế lực, những người này trực tiếp nghe lệnh của ta, bao quát cười một tiếng đều không biết. Người hẳn phải biết đằng long thương hội trọng yếu nhất không phải làm ăn, mà là tại Đông Hoàng Đại Lục bồi dưỡng một thế lực, chậm rãi thẩm thấu, từng bước tan giã lật đổ cửu đế gia tộc thống trị. Cái này thế lực sơ bộ hình thức ban đầu, kỳ thật đây là ta giấu giếm bọn hắn, cái này thế lực đã rất khổng lồ, chỉ là trong đó một nửa người, bát đại gia tộc không biết mà thôi, đó là của ta lực lượng bí mật. Giang giật cùng Phượng Loan đều bị giật mình, tiểu tử này lại lợi dụng bát đại gia tộc tài nguyên, cho mình mời chào nhân thủ, đây coi như là lấy việc công làm việc tư sao trọng yếu nhất chính là tiểu tử này một ngoại nhân, lợi dụng đều là bát đại gia tộc người tây hắn có thể lặng yên bồi dưỡng một thế lực nếu không phải không biết tiền vạn quán bực này đại sự sẽ không gạt người giang giật cho sớm hắn cái ót một bàn tay phượng loan nháy nháy mắt mở miệng hỏi có bao nhiêu người thiên quân có bao nhiêu loan tỷ người đây là tại nhục nhã ta à tiền vạn quán trợn trắng mắt nói ngươi cho rằng ta vẫn là thiên tinh đại lục cái kia nhà quê ngươi cũng đã biết ta trở thành tư đồ gia thương hội tổng quản đằng long thương hội tổng quản về sau trong tay có thể điều động cường giả có bao nhiêu tự tư đổ ra thiên quân ta có thể điều động 5.000 người, thiên quân đỉnh phong cũng ít nhất có trăm người, người nói ta bí mật bồi dưỡng thế lực, sẽ còn đi mời chào kim cương võ giả sao. a à nha, Phượng Loan cuốn ba tất lưỡi mà nói, vậy người chiêu mộ bao nhiêu thiên quân võ giả. Tiền vạn quán rũi ra một cái ngón tay, Phượng Loan có chút thất vọng hỏi, 10 tên thiên quân A. Hắc hắc, tiền vạn quán nhếch miệng cười nói, 10 người là không sai, bất quá 10 người này toàn bộ đều là thiên quân đỉnh phong cái gì giang giật cùng phượng loan toàn bộ đứng lên hai người triệt để bị hù dọa thiên quân đỉnh phong đó cũng không phải là cà cả rốt cải trắng đừng nói người bình thường coi như mời ba gia tộc muốn mời chào cũng khó khăn a à tiền vạn quán lại hơn một năm thời gian lặng lẽ chiêu mộ mười tên thiên quân đỉnh phong cái này sao có thể có cái gì kỳ quái đâu tiền vạn quán không thèm để ý chút nào nói ra nếu không phải ta không muốn bị người phát hiện không muốn mời chào hạ giai trung giai thiên quân giờ phút này sợ là một ngàn thiên quân đều có thể lấy được các ngươi cũng không biết rõ Đông Hoàng Đại Lục đến cỡ nào loạn, 108 vực mỗi thời mỗi khắc đều có đại chiến, động một chút lại sẽ bị diệt tộc, đánh trận luôn có tù binh a rất nhiều cường giả tộc nhân đều bị bắt rồi, hắn chỉ có đầu hàng, loại này cường giả đầu hàng có thể, nhưng để bọn hắn dâng ra hồn ấn cận kề cái chết, sở dĩ loại này gân gà rất rẻ, trục tỷ thiên thạch liền có thể mua một người, chúng ta tại Đông Hoàng Đại Lục mời chào cũng thường thường là loại người này. Mua nô lệ về sau, chúng ta hội nghĩ trăm phương ngàn kế đem bọn hắn tộc nhân mua ra thực sự không được tự cường công cứu ra, về sau đem bọn hắn tộc nhân đưa đến tội đảo bên trong, để bọn hắn phục dịch trăm năm, tổ phóng thích bọn hắn cùng bọn hắn tộc nhân tự do, cứ như vậy chúng ta mua cường giả, bình thường đều sẽ quy thuật, bởi vì chúng ta là ân nhân của bọn hắn. Lão đại, người hẳn là nhớ rõ trước đó không lâu ma quỷ đảo đại chiến A khi đó cười một tiếng cho ta một tên thiên quân đỉnh phong nô lệ, bảo hộ an toàn của ta, rất nhiều chuyện đều là tên nô lệ này thay ta đi làm, hết thảy thần không biết quỷ không hay không so chiêu ôm 10 người, giờ phút này không tại thần tứ bộ lạc, còn tại đông hoàng đại lục, cần thiết thời khắc, ta có thể nhẹ nhõm triệu tập tới. Nghiêu, sang giật dơ ngón tay cái lên, tiền vạn quán làm tư đồ ra thương nghiệp tổng quản cùng chủ quản đằng long thương hội hơn một năm qua, không chỉ có trưởng thành rất nhiều, thủ đoạn cũng càng phát ra chỗ lợi hại, có thể tại bát đại gia tộc ngay dưới mắt đùa trò gian trá. Bất quá ngẫm lại, tư đồ nhất tiếu mặc dù treo một cái hội trưởng, đại gia tộc công tử tiểu thư cũng tham dự kinh doanh cùng giám thị, nhưng sự vụ lớn nhỏ đều là tiền vạn quán một người tổng quản những công tử kia tiểu thư tranh giành tình nhân run tao có lẽ không ai so với bọn hắn lợi hại nhưng kinh thương là nhất khiếu bất thông đằng long thương hội không gần như chỉ ở thần tứ đảo cùng đông hoàng đại lục ở giữa làm ăn còn tại rất nhiều đại lục có sinh ý lui tới phát triển cực kỳ cấp tốc lớn như thế nghiệp vụ vãng lai lại thế nào hoàn toàn có thể giám thị đã có người vậy liền dễ làm rất nhiều mười tên thiên quân đỉnh phong đối với lôi gia nam cung gia có lẽ không tính là gì nhưng dùng để đảo loạn thần tứ thành cái này đường nước, vậy liền không thể tốt hơn, chỉ cần nước đục, muốn cứu hai người lại cực kỳ đơn giản. Giang giật lấy ra giấy bút bắt đầu họa, đem từng cái danh tự viết lên, lại đem thần tứ thành cùng phụ cận địa hình vẽ lên, một lát sau mới trầm giọng nói ra, vạn quán, ngươi xem dạng này được không chúng ta qua 8 tháng sau động thủ, một là A A Nam cung gia, để hắn buông lỏng đối với Linh đang tỉ cùng nàng mẫu thân giám thị. Trong khoảng thời gian này ngươi nghĩ biện pháp thu mua Nam cung gia mấy người, Chờ 8 tháng sau ta sinh nhật, Mời Linh Đang Tỷ đến, Lôi Kỳ Viêm rất có thể mang theo Linh Đang Tỷ có mặt đến nhục nhã ta, đến lúc đó ngươi triệu tập những cái kia Thiên Quân đi Nam Cung gia sản nghiệp bên trong quấy rối, hấp dẫn Nam Cung gia lực chú ý, đồng thời để Nam Cung gia nội ứng đem Linh Đang Tỷ mẫu thân cứu lại, đến lúc đó chúng ta trực tiếp mang theo tất cả mọi người độn thiên thoát đi. Thực sự không được, ta cũng có thể chọc giận Lôi Kỳ Viêm, để hắn cùng ta quyết đấu, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, ngươi trong bóng tối bố trí động thủ. Ha ha Tiền vạn quán cười khổ một tiếng nói, lão đại, người biện pháp đại khái là có thể được, động thủ thời gian cũng hoàn toàn chính xác ít nhất phải 7, 8 tháng về sau, nhưng rất nhiều nơi đều có lỗ thủng, cơ bản nhất chúng ta không thể trong thành động thủ, người làm lôi ra cùng nam cung gia lão gia hỏa là ăn chay sao lão gia hỏa vừa ra tay, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân, nam cung gia nội ứng có thể thu mua, linh đang tỉ dễ làm, luôn có biện pháp mời đi ra, chỉ cần đem mẫu thân nàng lấy ra việc này liền thành. Đi, lão đại, người trước tu luyện, việc này ta sẽ cùng loan tỷ cẩn thận thương nghị, cần phải xuất ra một cái hoàn mỹ nhất phương án. Giang giật gật đầu nói tốt, việc này giao cho các ngươi. Sau cùng 7, 8 tháng thời gian, ta tranh thủ tại đem thực lực tăng lên một chút, ra cái này thần tứ đảo, về sau tu luyện nguyên lực liền sẽ trở nên gian nan rất nhiều. chương 828, hết thảy thuận lợi, Giang giật không am hiểu loại này âm mưu quỷ kế mưu đồ, hắn cũng làm lên vung tay trưởng quý phượng loan cái nhìn đại cục rất mạnh, tiền vạn quản ý đồ xấu đặc biệt nhiều, chấp hành năng lực siêu cường. Có hai người bọn họ phối hợp, Giang Giật chỉ cần cuối cùng chấp hành kế hoạch là được, năm đó ở thiên lôi đảo thành công thoát đi, cũng là hai người chế định kế hoạch, sự thật chứng minh rất thành công. Hắn một bên điên cuồng tu luyện nguyên lực, tận khả năng để nguyên lực đạt được tăng lên, đồng thời nghĩ biện pháp dung hợp cái cuối cùng đạo văn, còn muốn biện pháp luyện hóa hỏa vân khải, tăng lên lôi hỏa thần thuẫn uy lực. Phần diệt thương khung vô thuật hắn đã không đi tìm hiểu, bởi vì thời gian ngắn không có khả năng tăng lên uy lực, coi như có thể để luyện ra thiên hỏa, đó cùng lôi hỏa uy lực cũng tranh lệch không đến, muốn tới không có ý nghĩa, lôi hỏa hắn còn có rất nhiều, đầy đủ duy trì mấy chục lần chiến đấu. Hắn còn bắt đầu nghiên cứu thần âm thiên kỹ, thứ này phối hợp hồn kiếm uy lực quá lớn, hắn hồn kiếm số lượng đạt đến hơn 60 đem, chờ cái này 7, 8 tháng đi qua, còn có thể thêm mấy chục thanh, như thần âm thiên kỹ năng có một ít tăng lên, kia phối hợp hồn kiếm nhất thượng giai thiên quân đoán chừng đều có thể diệt sát hắn xếp bằng ở đế cung bên trong không ngừng rút ra ra tinh thần chi lực quán chú vào hỏa vân khải bên trong để tinh thần chi lực ôn dưỡng hỏa vân khải còn đại địa giáp cùng hỗn độn xích hắn đã bỏ đi hắn cũng hỏi thăm qua tư đồ nhất thiếu cùng hoàng phủ đào thiên rất có thể là lôi kỳ viêm âm thầm làm quỷ tỷ như tại xóa đi bên trong dấu ấn tinh thần thời điểm công kích khí linh để cái này khí linh thụ thương ẩn vào trong binh khí dù sao giang giật căn bản không cảm ứng được khí linh tồn tại loại này mánh khóe kỳ thật rất nhiều người đều hội khí linh bị hao tổn sau không có 10 năm 8 năm là không có cách nào khôi phục nguyên khí, cũng không có khả năng bắt được. Khí linh đều không cảm ứng được, người lại như thế nào thông linh không thông linh ngụy thần khí, giang giật muốn tới vô dụng, hắn nhất cường đại công kích cũng không dựa vào ngụy thần khí phát ra. Duy nhất để hắn có chút đáng tiếc là vượt qua thiên ấn, giống như vượt qua thiên ấn có thể tu bổ, có lẽ uy lực có thể tăng lên rất nhiều, nhưng thần tứ bộ lạc chỉ có một vị luyện khí tông sư, còn tại hoàng phủ gia bên trong. Giang giật chính mình đi Hoàng phủ ra, đoán chừng kia luyện khí tông sư căn bản sẽ không để ý tới. Để Hoàng phủ đào thiên đi vậy căn bản không có khả năng. Theo Giang giật điên cuồng tu luyện, theo Đằng Long Thương hội phát triển thêm một bước. Theo một tháng sau còn lại hai đại gia tộc gia nhập Đằng Long Thương hội, tư đồ gia liên minh cũng càng ngày càng vững chắc. Sự tình các loại cũng đi lên chính quy, tiền vạn quán cùng tư đồ nhất niệm hôn sự cũng nâng lên đề tài thảo luận. Không có cách nào a? À, tư đồ ngạo còn không đem nữ nhi bảo bối gả cho tiền vạn quán còn lại gia tộc coi như hạ thủ, đạt được một cái dạng này giai tế, cái kia chính là một tòa kim sơn A, không nói cái gì trong khoảng thời gian này đến nay, còn lại bảy đại gia tộc ít nhất kiếm lời mấy ngàn tỷ thiên thạch, đây đều là tiền vạn quán công lao. Mấy ngàn tỷ không tính là gì, nhưng mọi người lại thấy được hy vọng, như tiếp tục như vậy phát triển tiếp, chờ đằng long thương hội phát triển càng lúc càng lớn, thế lực càng ngày càng khổng lồ, có lẽ thật có thể từng bước tan giã đông hoàng cửu đế thống trị đâu chỉ ít có đằng long thương hội, Đông Hoàng Đại Lục sở hữu tình báo 13 gia tộc đều có thể rõ như lòng bàn tay, so trước kia mạnh không biết bao nhiêu. Đàng Long Thương hội hết thảy hành động đều là tuyệt mật, ngoại trừ 13 gia tộc bên ngoài, ngoại nhân căn bản nghe đều chưa nghe nói qua Thương hội danh tự, bao quát tại Đông Hoàng Đại Lục hết thảy hoạt động đều là tuyệt mật. Đây cũng là tiền vạn quán có thể bí mật bồi dưỡng 10 tên thiên quân đỉnh phong nguyên nhân, bên trong rất nhiều chuyện đều là tuyệt mật, chỉ có số lượng không nhiều mấy người mới biết được đằng long thương hội cũng không có trực tiếp cùng đông hoàng đại lục tiến hành thương nghiệp mậu dịch mà là đón mua đông hoàng đại lục một cái gia tộc lợi dụng cái này gia tộc danh nghĩa mậu dịch bên kia vẫn là đơn hướng liên hệ ngăn cản sạch bị người bí mật điều tra bại lộ khả năng loại này hoàn toàn mới hình thức để mời ba gia tộc thấy được hy vọng lôi ra cùng nam cung gia lục ra mặc dù mạnh miệng sĩ diện nhưng nội tâm vẫn là duy trì đằng long thương hội cũng cũng nghĩ gia nhập bất quá tiền vạn quán không nể mặt mũi không có chủ động mời Ba nhà cũng không có khả năng mặt dạn mày dày gia nhập. Tư Đồ nhất niệm muốn gả cho Tiền Vạn quán, việc này không xuất chúng nhân ý dự đoán bên ngoài, Tiền Vạn quán đối với Tư Đồ nhất niệm si tình, chúng công tử tiểu thư cũng nhìn thấy trong mắt, bất quá tại thương nghị hôn kỳ lúc, Tiền Vạn quán cho ra trả lời chắc chắn lại làm cho Tư Đồ ngạo rất là ngoài ý muốn. Tiền Vạn quán nói còn không có lập nghiệp, dùng cái gì thành ra. Hắn nói muốn chờ mọi chuyện cần thiết ổn định sau lại thành ra, chờ Tư Đồ ra sản nghiệp hoàn thiện. Đông Hoàng Đại Lục bên kia triệt để ổn định bước chân, phát triển ra 10 đầu tuyến, coi như cửu đế muốn diệt cũng không diệt được sau lại thành hôn, ít nhất phải 7 tháng sau đi. Cái này trả lời chắc chắn để tư đồ gia trưởng lão cảm động đến mơ mơ hồ hồ, ám đạo tìm tới một cái tốt sai tế, thế là tư đồ ngạo tự mình đưa thiếp mời mời tới 13 gia tộc gia chủ, cho hai người đã đính hôn, ước định 7 tháng sau đại hôn. Kéo 7 tháng, tiền vạn quán tự nhiên là có thâm ý, nguyên bản giang giật nói hắn sinh nhật, mời Linh đang tỉ tham gia lưu hành một thời động, tiền vạn quán cho rằng không an toàn. Hắn giờ khắc này ở thần tứ địa vị, tăng thêm tư đồ nhất niệm đại hôn, như thế thịnh sự, mời ba gia tộc công tử tiểu thư đều sẽ tham gia. Trọng yếu nhất chính là tiền vạn quán đại hôn, đại sự như thế giang giật luôn không khả năng làm loạn A dạng này hội tiến một bước A A lôi ra cùng Nam Cung gia Tiền vạn quán cũng bắt đầu từng bước vững chắc tư đồ ra sản nghiệp cùng Đằng Long Thương Hội, cũng bắt đầu bồi dưỡng tư đồ nhất tiếu tiếp ban, tư đồ ra đối bọn hắn không tệ, tư đồ nhất niệm mặc dù cũng không có nói cho nàng tình hình thực tế, nhưng đã nguyện ý cùng hắn đi, tiền vạn quán tự nhiên nghĩ cuối cùng giúp tư đồ ra một cái, báo đáp thoáng cái ân tình. Tư đồ nhất niệm loại nữ nhân này rất quái dị, các nàng hoặc là không động tình, một khi động tình liền là khăng khăng một mực. Từ khi nhận tiền vạn quán về sau, nàng sẽ không bao giờ lại cái khác công tử liếc ngang liếc dọc, cũng không đi ra tụ hội, hoặc là ở nhà tu luyện, hoặc là đi theo tiền vạn quán ra ngoài làm việc, tiền vạn quán cũng có thể cảm nhận được nàng phát đến nội tâm tình ý, điểm ấy là trộn lẫn không được giả, trừ phi tư đồ nhất niệm là trời sinh diễn viên. Ba tháng, vẻn vẹn ba tháng, tiền vạn quán tự đón mua một cái nam cung gia quản sự, đây là nam cung gia nội vụ đường một tên trọng yếu quản sự. Người này gần nhất thường xuyên tại sân quyết đấu bên trong đánh cược, bị tiền vạn quán hạ bộ, thiếu cách xù tiền nợ đánh bạc, nhẹ nhõm bị kim giao thu làm hồn nô. Có tên này quản sự làm nội ứng, tiếp tục thu mua nam cung ra người cũng quá đơn giản trong cõi u minh lão thiên gia tựa hồ đang giúp bọn hắn để tiền vạn quán cùng phượng loan cảm giác thuận lợi đến đáng sợ nhưng hai người lặp đi lặp lại suy nghĩ cùng thí nghiệm về sau xác định bên trong cũng không có quỷ kế chỉ là vận khí tốt mà thôi quản sự cam đoan chỉ cần cho hắn thời gian mấy tháng hắn có thể kéo ba người xuống nước theo thứ tự là nam cung ra một tên tuần tra đội trưởng còn có một gã hộ vệ thống lĩnh mặt khác liền là phụ trách nam cung khinh linh viện tử quản sự chỉ có ba người này cầm xuống, Linh đang tỉ mẫu thân có thể tùy thời mang ra, dù sao chỉ là một tên không quan trọng gì phụ nhân thôi. Giang giật mấy tháng nay xuất quan một lần, gặp tiền vạn quán cùng Phượng Loan đã bố trí xong, hắn cũng lười hỏi đến, lần nữa đi vào bế quan, tranh thủ tại cuối cùng trong vòng mấy tháng đem đạo văn dung hợp đại thành. Giang tiểu nô trong khoảng thời gian này một mực bế quan không ra, Giang giật cũng không có thời gian đi quan tâm nàng, dù sao nàng tại đế cung bên trong rất là an toàn, tùy thời có thể dùng mang đi. Chiến vô song cùng vân phỉ cũng một mực tại đế cung bên trong, giang giật bọn người đi, hai người giấu nơi đó cũng không an toàn, chỉ có thể cùng đi theo. Bốn tháng, còn có bốn tháng, hy vọng hết thảy thuận lợi. Giang giật thật sâu thở ra một hơi, lần nữa ngồi xếp bằng bế quan. chương 829, vì sao không thấy giang giật công tử đâu? Cái này bốn tháng hoàn toàn chính xác rất thuận lợi, thậm chí thuận lợi đến làm cho tiền vạn quán đều có chút lo lắng, luôn cảm giác quá mức thuận lợi. Đằng Long thương hội tại Đông Hoàng Đại Lục phát triển rất thuận lợi, Minh Tuyến ám tuyến phát triển mười mấy đầu, coi như cửu đế gia tộc có chỗ phát giác, cũng không có khả năng toàn bộ tiêu diệt. Tư đồ gia thương hội cũng đã chế bá toàn bộ thần tứ bộ lạc, coi như tiền vạn quán rời đi, tư đồ gia cũng sẽ càng ngày càng cường đại, tư đồ nhất thiếu làm được rất không tệ, tại tiền vạn quán điều giáo phía dưới, có thể nhẹ nhóm tiếp nhận tư đồ gia cùng đằng long thương hội sản nghiệp. Một mặt khác, lôi gia cùng nam cung gia lục gia một mực rất hiên tĩnh, đối mặt tư đồ gia cường thế, ba nhà khai thác liên minh chống lại, ba nhà cũng thành lập một cái thương hội, đáng tiếc cũng không có tốt kinh thương nhân tài, cũng không gặp quá lớn khởi sắc. Nam Cung gia nội ứng thu mua đến cũng rất thuận lợi, đội tuần tra đội trưởng, hộ vệ thống lĩnh, Nam Cung khinh linh cái nhà kia quản sự toàn bộ bị kéo xuống nước, tại sân quyết đấu bên trong đại hào cược, cuối cùng thiếu cách xù tiền nợ đánh bạc, đều bị kim giao thu làm hồn nô. Chỉ cần tiền vạn quán ra lệnh một tiếng là có thể đem linh đang tỉ mẫu thân cho mang ra. Tiền vạn quán lựa chọn sử dụng đại hôn địa chỉ tại thần tứ quảng trường, nhưng phía sau tăng lên một cái hoạt động, đi đăng thiên phong cử hành đống lửa yến hội. Đăng thiên phong ngay tại thành bắc trăm dặm là năm đó nam cung đại đế thăng thiên địa phương, rất nhiều công tử tiểu thư đại hôn cũng sẽ lựa chọn tại ngọn núi bên trên cử hành đống lửa yến hội, cầu xin nam cung đại đế phù hộ, cái này rất bình thường. Hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành, tiền vạn quán tại đông hoàng đại lục mời chào 10 người nhẹ nhõm xâm nhập vào thần tứ thành bên trong, chỉ cần tiền vạn quán ra lệnh một tiếng, liền có thể trong thành gây ra hỗn loạn, từ đó để mọi người nhẹ nhõm độn thiên rời đi. Thậm chí, thoát đi lột tuyến, Phượng Loan cùng tiền vạn quán đều thương nghị xong, trước độn thiên đi phía Tây, để mời ba gia tộc ngộ nhận mọi người đi Đông Hoàng Đại Lục, tiếp lấy để Giang giật lại lượn quanh một vòng đi tội đảo về phía Tây, đến vô tận trong biển sâu một cái hoang đảo bên trong. Cái hoang đảo kia tiền vạn quán đã trải qua rồi sớm phái người kiến tạo cường đại huyến cảnh, bên kia là vô tận sâu hải yêu tộc địa bàn, cửu đế gia tộc không dám công tới, tội đảo cường giả cũng sẽ không đi vô tận biển sâu, dù sao kia là liên minh, trái lại vô tận biển sâu cường đại yêu tộc cũng sẽ không tới mạo muội công kích nhân loại. Mọi người tại vô tận biển sâu hoang đảo bên trong ẩn núp, chậm chậm mưu toan, tiền vạn quán còn chuẩn bị bí mật thành lập thương hội, thành lập một cỗ thế lực cường đại, chậm rãi phá vỡ đông hoàng đại lục thống trị, hoặc là nghĩ biện pháp diệt lôi ra, nhập chủ tội đảo. Hết thảy đều rất tốt đẹp, vấn đề duy nhất liền là giang giật bế quan về sau, không còn có xuất hiện, ai cũng không biết chiến lực của hắn có thể hay không có khá lớn tăng lên. Mọi người vừa trốn cách, duy nhất có thể dựa vào chỉ có giang giật, giang giật thực lực không có lớn tăng lên, như bị người đuổi giết chết ở nửa đường, tất cả mọi người muốn chết. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, ba tháng rất sắp đi qua, thần tứ trích nội dung chính tới, mà thần tứ thiết sau ngày thứ hai liền là tiền vạn quán đại hôn thời gian, nhưng giang giật còn không có xuất quan, mọi người cũng không tốt quấy dày. Từ đầu ra bắt đầu công việc lưu bù lên, chuẩn bị đem lần này hôn lễ làm được nở mày nở mặt, một tòa hoàn toàn mới tòa thành cũng bắt đầu tu kiến, cái này mới tòa thành tu kiến đến sau tư đồ nhất thiếu tòa thành còn muốn đại, đó có thể thấy được tư đồ ngạo đối với tiền vạn quán coi trọng. Vì chuẩn bị đăng thiên phong yến hội, tư đồ ra còn phái ra 10 tên trưởng lão tự mình phụ trách an toàn các phương diện vấn đề, bảo đảm ngày đó chúng công tử tiểu thư an toàn. Mặc dù đăng thiên phong cách thần tứ thành rất gần, tứ đại gia tộc một mực có người hộ vệ, cũng tại Nam Cung Đại Đế Thăng Thiên thời gian tứ đại gia tộc đều sẽ đi tế điện, bình thường không có sơn phỉ dám tới gần 10 dặm, nhưng hôm nay mời ba gia tộc thành niên công tử tiểu thư đều sẽ đi, không thể không thận trọng một chút. Tư đồ ra khiến cho Việt Long trọng, tiền vạn quán ngược lại càng ái náy, nhưng ở tiền vạn quán trong lòng, Giang Giật là hắn người trọng yếu nhất, không thể cùng Giang Giật cùng một chỗ kể vai chiến đấu, hắn cảm giác làm cái gì đều không có ý nghĩa. Hắn đời này cũng nhận định Giang Giật, cho rằng đi theo hắn đời này mới có càng lớn tiền đồ, mặc dù chính hắn cũng không biết hắn tướng nhân thần thuật sẽ hay không chuẩn. Vì để cho lần này hôn lễ càng thêm long trọng náo nhiệt, tư đồ ra lần này thần tứ tiết cũng lấy ra rất nhiều chân tàng bảo vật, còn lại chín đại gia tộc tại tư đồ ngạo ám chỉ dưới, cũng lấy ra rất nhiều bảo tàng, để lần này đấu giá hội trở nên chưa từng có long trọng. Đồng thời tư đồ ra trinh sát tứ xuất, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ đông hoàng đại lục ẩn núp gian tế, bảo đảm lần này không có nửa điểm nhiễu loạn, nếu không đại hôn ngày đó có đông hoàng đại lục gian tế quấy rối vậy sẽ phá hư bầu không khí. Theo thần tứ tiết tiếp cận, thần tứ thành từ từ náo nhiệt lên, rất nhiều mời ba gia tộc công tử tiểu thư tộc nhân sớm đi tới thần tứ thành, chờ đợi thần tứ tiết cùng tiền vạn quán đại hôn. Còn có hai ngày tiểu thần tứ khúc, lão đại, làm sao còn không có xuất quan. Giang bảo bên trong, tiền vạn quán có chút thần sắc lo lắng tại tòa thành bên trong đi qua đi lại, phượng loan cùng thanh ngư cũng một mặt cấp bách, giang giật nếu không xuất quan, kế hoạch tựu không có cách nào chấp hành, không có độn thiên ai có thể trốn được. Thanh Ngư chờ dây lát, vội la lên, nếu không ta đi gọi tỉnh công tử công kích thoáng cái cấm chế, công tử liền sẽ có cảm ứng. Không thể, tiền vạn quán lắc đầu nói, như lão đại cảm ngộ ngay tại thời khắc mấu chốt đâu vẫn là tại đợi chút đi, ta cùng lão đại nói qua thời gian, hắn có chừng mực. Tốt ha, Phượng Loan cùng Thanh Ngư nhẹ gật đầu, các nàng đều biết Giang Giật còn có một loại hạ giai đạo văn liền có thể dung hợp một cái thượng giai đạo văn, hắn không có ra khẳng định có đạo lý của hắn, như cảm ngộ không được, hắn khẳng định đã sớm xuất quan. Nhưng mà, cái này chờ đợi dòng dã hai ngày, thần tứ thiết đến giang giật còn không có xuất quan, hoàng phủ đào thiên đều xuất quan, tư đồ nhất tiếu cùng tư đồ ngạo cũng đích thân tới, kết quả giang giật còn chưa có đi ra. Nghe nói giang giật tu luyện tại thời khắc mấu chốt, tư đồ ngạo cùng tư đồ nhất tiếu cũng tỏ ra là đã hiểu, coi như trời sáng hôn lễ không xuất hiện cũng sẽ không trách tội, dù sao tu luyện lớn nhất, giống như cưỡng ép bị đánh gãy về sau muốn cảm mộ tựu rất phiền toái. Đêm dần dần tới, tiền vạn quán gặp Giang Giật còn chưa có đi ra, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo tư đồ ngạo bọn người đi thần tứ quảng trường tế thần. Xoạt, mới vừa từ tư đồ ra đại viện bay ra, tiền vạn quán liền phát hiện trong quảng trường một mảnh xôn xao, ánh mắt của hắn theo mọi người nhìn lại, vừa hay nhìn thấy phía đông một đầu màu đen cự long gào thét mà đến, lòng đầu phía trên một cái thiếu nữ tóc lục mỹ lệ như trước, vô tận biển sâu yêu tộc công chúa thiên thiên lại tới. Cái này yêu tộc công chúa không tại trong biển sâu đợi, vì sao như thế thời khắc mấu chốt lại tới cũng đừng bởi vì nàng ra loạn gì a? À. Tiền Vạn quán âm thầm cảm thấy không ổn, bất quá Thiên Thiên công chúa nói một câu nói, để Tiền Vạn quán lập tức yên tâm xuống tới, Thiên Thiên đại biểu vô tận biển sâu yêu tộc đến đây bái tế Nam cung Tiền Bối, đồng thời Thiên Thiên dùng danh nghĩa cá nhân cung chúc nhất niệm tỷ tỷ tân hôn đại hỷ Lần trước Thiên Thiên công chúa tại thần tứ thành ở một tháng, đều là tại tư đồ tiểu trúc bên trong ở, cùng tư đồ nhất niệm quan hệ cũng không tệ lắm nàng nghe nói từ đồ nhất niệm đại hôn cố ý tới cung trúc, cái này cũng bình thường. tiền vạn quán yên tâm lại đi theo tư đồ ngạo bọn người cùng một chỗ đằng không mà lên, tiến đến nghênh đón thiên thiên công chúa. thiên thiên từng cái đáp lễ, ánh mắt quét về phía tiền vạn quán lúc thiên thiên lại đột nhiên mở miệng nói tiền công tử vì sao không thấy giang giật công tử đâu? tiền vạn quán khẽ giật mình, tư đồ ngạo lôi đình uy mấy người cũng cảm thấy ngoài ý muốn cái này yêu tộc công chúa vì sao đơn độc hỏi cái này chẳng lẽ thích giang giật muốn mang đi vô tận biển sâu làm yêu tộc con rể. Tiền vạn quán thành thành thật thật đáp lời, lão đại đang bế quan, còn không có xuất quan. Nha, thiên thiên công chúa nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói, thiên thiên lần trước mua một bộ thiên hỏa, càng xem càng thích, rất muốn gặp gặp thiên hỏa tác giả, đã đang bế quan coi như xong đi. Mọi người thoải mái, mang theo thiên thiên công chúa bay xuống, tế thần nghi thức chính thức bắt đầu, cuồng hoan cũng bắt đầu chương 830, Đại Hôn, tế thần nghi thức cùng những năm qua không có gì khác biệt, để tiền vạn quán hơi xúc động chính là những năm qua hắn là đứng tại phía dưới, coi như năm ngoái cũng không có tư cách đứng tại cái này trên đài. Hôm nay hắn làm tư đồ ra người, có tư cách đứng tại trên đài cao góc nhìn xuống vạn dân, cũng tại trời sáng liền muốn cưới tư đồ nhất niệm cái này bạch phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đáng tiếc trời sáng về sau, hết thảy tất cả cũng bị mất, hắn những năm này cố gắng muốn giao chi đông lưu, còn muốn mang theo tư đồ nhất niệm đi lưu lạc thiên nhai, thậm chí tùy thời đều có thể vẫn lạc, hoảng hốt ở giữa hắn đột nhiên hỏi mình, đáng giá không? Đáp án là khẳng định, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, thâm tình nhìn qua bên cạnh y như là chim non nép vào người tư đồ nhất nghiệp, trong lòng dâng lên sự tự tin mạnh mẽ, chỉ cần lần này có thể không chết, hắn tự tin có thể từ đầu tới qua, hắn sẽ tiêu phí 10 năm, thời gian mấy chục năm, lần nữa kiến tạo một cái thương hội, một cái uy chấn toàn bộ thiên tinh giới thương nghiệp đế quốc, để tư đồ nhất niệm chứng minh lựa chọn của nàng là chính xác. Tư đồ nhất niệm phát hiện tiền vạn quán dị chạc, nhẹ giọng dò hỏi, vạn quán, người thế nào? Không có việc gì, tiền vạn quán lục soát rất nhiều, trên thân cũng có một loại khí chất đặc biệt, hắn ôm tư đồ một tuổi trẻ cười nói, ta chỉ là đột nhiên cảm giác rất hạnh phúc, nhất niệm đời này có ngươi, có lão đại, ta còn cầu mong gì? Tư đồ nhất tiếu ngòn ngọt cười, đưa tay ôm thật chặt lại tiền vạn quán còn có chút bụng nhỏ nạm eo, cười đến so tốn còn muốn rực rỡ, để rất nhiều công tử trẻ tuổi thấy vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Tế thần nghi thức rất nhanh kết thúc, tiếp xuống lại là mấu chốt nhất đấu giá hội, để tiền vạn quán rất là thất vọng là thẳng đến đấu giá hội kết thúc, trở lại giang bảo về sau, giang giật còn không có xuất quan. Trời sáng liền là tiền vạn quán ngày đại hôn, cũng là kế hoạch chấp hành ngày, làm sao có thể thiếu khuyết giang giật tiền vạn quán chờ đến nửa đêm, bất đắc dĩ đi ra bên ngoài viện, một tay nguyên lực bao phủ, liền muốn công kích đế cung cấm chế. Ông, đúng lúc này đế cung quang mang lóe lên, bốn đạo nhân ảnh ra phía ngoài, tiền vạn quán trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hoảng sợ nói, lão đại, vô song đại ca, vân phỉ công chúa, tiểu nô, các người rốt cuộc ra. Ha ha ha, Giang giật cười lớn ôm tiền vạn quán nói, ta huynh đệ tốt nhất đại hôn, ta làm sao có thể không ra. Chiến vô song cũng vỗ vỗ tiền vạn quán bả vai nói, vạn quán, giống như bá phụ có thể biết ngươi tại thần tứ bộ lạc lấy được lớn như thế thành tựu, còn có thể cưới tư đồ ra tiểu thư, khẳng định hội cao hứng say mềm ba ngày, vạn quán đại hôn khoái hoạt. Chiến vô song dứt lời dưới, hắn cùng tiền vạn quán hai người con người đều ảm đạm xuống, giang giật cũng trầm mặc ba người suy nghĩ đều phiêu trở về ở xã ức vạn ngoài vạn giảm thiên tinh đại lục. Mặc dù tiền quỹ cùng chiến nhất mình rất tự tin có thể còn sống sót, Giang Vân Hải ẩn thân địa điểm rất bí mật, cửu đế gia tộc theo lý cũng sẽ không tìm phiền phức của bọn hắn, nhưng người nào biết rõ giờ phút này thiên tinh đại lục là tình huống như thế nào ai có thể cam đoan tiền quỹ cùng chiến nhất Minh Giang Vân Hải còn sống. Vô song, tốt như vậy thời gian, người nói những này làm gì Vân Phỉ đẩy chiến vô song thân thể, giận dữ nói ra, hôm nay là vạn quán ngày đại hỷ, chúng ta hẳn là cao hứng mới đúng. Ha ha ha, hôm nay là ngày đại hỷ, không nói những thứ kia. Giang giật nói tiếp, lập tức trong đôi mắt quang mang bắn ra bốn phía, hào khí vượt mây nói ra, chỉ cần chúng ta ba huynh đệ cố gắng, luôn có một ngày chúng ta có thể đường đường chính chính đánh tới đông hoàng đại lục nở mày nở mặt hồi trở lại thiên tinh đại lục đi đến lúc đó đem tất cả mọi người nhận lấy để bọn hắn hảo hảo hưởng phúc ừm tiền vạn quán cùng chiến vô song trùng điệp gật đầu bị giang giật hào khí lây tiền vạn quán cùng giang giật nhìn nhau vài lần hai người đều không cần truyền âm chỉ là mấy cái ánh mắt đều lẫn nhau hiểu rõ rất nhiều tình huống tiền vạn quán cũng kích động đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên xem giang giật thần sắc giống như có rất lớn đột phá uống rượu đi giang giật phung tay lên trời tối không có sáng đại hôn nghi thức còn có mấy canh giờ mới có thể cử hành mọi thứ đều có tư đồ ra an bài ba người đi đại điện bên trong lấy ra liệt tử uống thả cửa sau khi trời sáng các loại nghi thức bắt đầu tiền vạn quán bị kéo lấy đi tắm thay quần áo sau đó đi tế tự tư đồ ra tiên tổ tiếp lấy lại là một đống loạn thất bát tao lễ nghi cuối cùng đi thần tứ quảng trường cử hành hôn lễ nghi thức tại toàn thành người cùng nam cung đại đế pho tượng chứng kiến dưới hai người thuận lợi kết thành vợ chồng, đến chưa tư đồ ra yến hội bắt đầu, lần này tới chính là lớn nhỏ gia tộc tộc trưởng cùng trưởng lão bọn họ, nhận được lễ vật có thể xếp thành một tòa đại sơn. Lôi đình uy, nam cung vân nghĩa, lục ly đều không đến, nhưng cũng nhao nhao phái các gia tộc trưởng lão bọn công tử tới chúc mừng, dựa vào thống kê không trọn vẹn lần này ngụy thần khí tự nhận được hơn 10 kiện, tiền vạn quán một kiện không có cầm, toàn bộ ném cho tư đồ ra. Giang giật cùng chiến vô song thay thế nhà trai gia trưởng, có mặt nghi thức cùng yến hội, Giang giật đưa một bộ thiên hỏa, lần này không có ký tên y phiêu phiêu, mà là viết tên thật, vẽ là tiền vạn quán cùng tư đồ nhất nghiệp, rất là sinh động, bên trong cũng ẩn chứa một loại rất đặc thù đạo văn, chỉ ít tư đồ ngạo nhìn thấy bức họa này lúc thân thể chấn động, trong đôi mắt nóng rực nhưng làm hàn băng hòa tan. Sau đó, Giang giật còn dâng tặng cho tư đồ ngạo một ngàn bức thiên hỏa cùng một cái quyển trục, làm nhà trai xính lễ, tư đồ ngạo tùy ý nhìn một bức tranh hậu thân con lần nữa run lên, chờ mở ra quyển trục thấy là thần niệm vu thuật chuẩn bị ở sau run dày lợi hại hơn đáng tiếc tranh này cùng quyển trục chỉ có từ đồ ngạo một người có thể xem mà lại tại mọi người thần thức thăm dò qua đến trước từ đồ ngạo lập tức thu hồi thiên hỏa cùng quyển trục bắt lấy giang giật tay thật lâu không có buông ra chiến vô xong phượng loan bọn người nhao nhao đưa lễ vật đương nhiên không có quý giá như vậy mà lại những lễ vật này đều là phượng loan chuẩn bị tiền vạn quán là nhà mình huynh đệ không cần giảng nhiều như vậy khách sáo nhưng nhất định phải cho tư đồ nhất niệm mặt mũi, đây cũng là tôn trọng thể hiện. Đêm dần dần đến rồi, Giang giật bọn người toàn bộ chuẩn bị lên đường đi thành bắc bên ngoài đăng thiên phong, tối nay trọng đầu hí tại kia, qua tối nay mọi người cũng sẽ chính thức rời đi thần tứ bộ lạc. Tiền vạn quán hết thảy tất cả an bài xong, hắn cùng Phượng Loan lặp đi lặp lại thôi diễn tối nay chiến sự, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay hành động sẽ rất hoàn mỹ. Vù vù, rất nhiều chiến xa tại màn đêm thời gian cũng theo thành nội đằng không mà lên, bay thẳng thành bắc bên ngoài, tại xác định lôi kỳ viêm mang theo linh đang tỉ cưỡi một cỗ chiến xa đi đăng thiên phong về sau, giang giật cùng tiền vạn quán đồng thời thở ra một hơi. Theo kế hoạch hành động, việc này qua đi, các người có thể đầu hàng, có thể tìm tư đồ ra phù hộ, cũng có thể tới tìm chúng ta, nếu có thể bình an tìm chúng ta, ta trả các người tự do, các người tộc nhân toàn bộ an trí xong, đời đời kiếp kiếp không lo ăn uống. Tiền vạn quán vung tay lên, một tên toàn thân bao phủ tải áo xám lão giả thật sâu thở dài về sau, ẩn vào hắc ám bên trong, tiền vạn quán cùng Giang giật cười nói, lão đại, chúng ta đi đăng thiên phong đi. Tốt, Giang giật lấy ra đế cùng đem phượng loan chiến vô song bọn người toàn bộ đều thu vào, nhưng không có đem Giang tiểu nô thu vào đi, tiền vạn quán có chỗ kinh ngạc hỏi, lão đại, tiểu nô đi theo chúng ta có thể hay không quá nguy hiểm. Ha ha, ta tự có chủ trương, Giang giật cười thần bí, mang theo tiền vạn quán cùng Giang tiểu nô đi ra nội điện. Cùng phía ngoài tư đồ nhất niệm hoàng phủ đào thiên phân biệt tiến vào hai chiếc chiến xa, mang theo một đám tư đồ gia thiên quân hộ vệ bay thẳng đăng thiên phong. Hoàng phủ đào thiên cùng giang giật giang tiểu nô cưỡi chính là một cỗ chiến xa, tại chiến xa bay lên giữa không trung mở ra vòng bảo hộ về sau. Hoàng phủ đào thiên đột nhiên nhìn qua giang giật nói, giang giật, các ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta, tại sao ta cảm giác có chút bất an. Ha ha, hoàng phủ đại ca ngươi đa tâm, giang giật ánh mắt nhìn về phía chiến xa bên ngoài, nhìn qua đầy trời tinh thần, cười nhạt nói, Đăng Thiên Phong giờ phút này khẳng định sẽ rất náo nhiệt chứ chúng ta đi đoán chừng hội càng náo nhiệt. Hoàng Phủ Đại ca tối nay chớ suy nghĩ quá nhiều, hảo hảo giải sâu một chút, hôm nay là cái đáng giá kỷ niệm thời gian. chương 831, Giang Giật xuất thủ, Đăng Thiên Phong hoàn toàn chính xác rất náo nhiệt, toàn bộ đỉnh núi lúc trước bị Nam Cung Đại Đế một kiếm cho bình định, hắn lúc tuổi già gần như tại núi này đỉnh một cái trong túp lều vượt qua. Giờ phút này trên đỉnh núi vây quanh nhà tranh, cũng dấy lên mấy trăm đoàn đống lửa đem đỉnh núi chiếu lên như ban ngày, nửa bầu trời đều một mảnh đỏ. Đỉnh núi rất nhiều nơi đều trải lên hồng hồng thảm, vây quanh đống lửa để lấy rất nhiều mặt bàn, phía trên bầy đầy rượu ngon món ngon, ở giữa nhất một đoàn lớn nhất đống lửa bên cạnh trưng bày gần trăm cái bàn vuông, ở giữa còn có vũ nữ tại vây quanh đống lửa nhảy huyền chuyển vũ đạo, có vui sư đánh lấy tiểu khúc, gió mát nhẹ nhẹ, trăng tròn tinh phồn, cảnh sắc say lòng người. Tối nay tại đỉnh núi ngồi đều là khôi ngô công tử cùng tiểu thư xinh đẹp, các công tử tiểu thư đều thịnh trang có mặt, nam ngọc thụ lâm phong, nữ xinh đẹp như hoa, không cần uống rượu xem người đều say. Đỉnh núi bốn phía đều bị tư đồ ra hộ vệ vây quanh, trọn vẹn tới 500 thiên quân, bốn phía còn không ngừng có người tuần tra, phạm vi ngàn dặm càng có tư đồ ra ám vệ ẩn núp, đừng nói sơn phỉ liền xem như con muỗi đều rất khó tới gần đăng thiên phong. Hiu hiu hiu, không ngừng có xa hoa chiến xa bay đi lên, đưa tới từng cái công tử tiểu thư. Tối nay loại tình huống này các gia tộc đều sẽ để hậu bối tham gia, nhất là rất nhiều tiểu gia tộc tiểu thư càng là nửa trước tháng liền bắt đầu suy nghĩ hôm nay mặc cái gì, đánh như thế nào giả làm cái. Loại này yến hội thường thường là đại gia tộc bọn công tử liệp diễm, tìm kiếm giai ngẫu thời cơ tốt, xem vừa ý mới tốt thông đồng cầu hôn không phải. Vù vù, cũng thỉnh thoảng có từ đồ gia hạ nhân từng bầy bay tới, mang đến vô số đồ ăn nóng, đỉnh núi bên trong công tử tiếng cười to, tiểu thư tiếng cười duyên liên tiếp, thị nữ núi đuôi nhau xuyên thẳng qua, nhìn một cái trên đỉnh núi đều là người, vô cùng náo nhiệt. Hưu, một đám hộ vệ vây quanh hai bầy ra xa hoa chiến xa theo thành nội bay tới, vô số người nhìn lướt qua nhau nhau đứng dậy. Đây là tư đồ ra chiến xa, tư đồ nhất tiếu cùng tư đồ ra hắn dư công tử tiểu thư đều tới, tối nay loại này yến hội các trưởng bối cũng sẽ không tham gia, kia chỉ có hôm nay nhân vật chính tiền vạn quán cùng giang giật đám người. Quả nhiên, tiền vạn quán kéo một thân váy đỏ, diễm quang tứ xa tư đồ nhất niệm hạ chiến xa, toàn trường đều sôi trào, rất nhiều tiểu thư nhao nhao cười duyên vây quanh, đem tư đồ nhất niệm lôi đi, một chút công tử thì vây quanh tiền vạn quán, còn có phía sau giang giật nịnh nọt. Giang giật tùy ý hàn huyên vài câu, ánh mắt ở giữa đống lửa đảo qua, nhìn thấy ngồi tại thiên thiên công chúa cùng tư đồ nhất tiếu bên cạnh lôi đình uy linh đang tỉ, hắn đôi mắt thoáng cái lạnh xuống, lôi kỳ viêm cũng không cam chịu yếu thế cùng giang giật đối mặt, nhếch miệng lên, một bộ người thắng dáng vẻ. Lão đại, đi qua ngồi đi, tiền vạn quán vỗ vỗ giang giật bả vai, cái sau tình ngộ lại, không còn đi xem lôi đình uy, cùng hoàng phủ đào thiên tại một đám tiểu gia tộc công tử bao vây dưới, đi tới bên phải thượng thủ vị ngồi xuống. Giang tiểu nô hôm nay mặc một thân phổ thông váy trắng, thân sắc thanh lãnh, cho dù có người ánh mắt nhìn về phía nàng cũng không để ý, một mực đi theo giang giật, để rất nhiều người thầm than cải trắng tốt đều cho giang giật con lợn này cho ủi. Tiền vạn quán ngồi tại chủ vị, từ đồ nhất niệm cũng bị mang về, hai người đứng dậy mời rượu, toàn bộ người đều rất cho mặt mũi, coi như lôi kỳ viêm hôm nay cũng không dám tìm sự tình, khách khách khí khí đáp lễ. Tiếp lấy tiền vạn quán mang theo tư đồ nhất niệm cùng tư đồ nhất tiếu đi khác đống lửa trại, từng cái mời rượu, cũng may tiền vạn quán là cái thùng rượu, cái này nếu là giang giật khẳng định phải say, bực này trường hợp ai cũng không biết dùng nguyên lực đem tự ép ra ngoài, vậy sẽ cho người ta chế diễu. Giang giật một mực trầm mặc cúi đầu uống rượu, giang tiểu nô đang ngồi yên lặng không nhúc nhích, hoàng phủ đào thiên càng là không uống rượu, phụ cận công tử cùng tiểu thư cũng không có tới tìm ba người phiền phức, cùng những người còn lại cũng chén nâng ngọn, bầu không khí đồng dạng nồng đậm. Lôi kỳ viêm uống sau nửa canh giờ, tựa hồ có chút say, ánh mắt không ngừng hướng giang giật bên này quét tới, đều là khiêu khích. Đáng tiếc giang giật không tiếp chiêu, một mực cúi đầu trầm mặc uống rượu, đem lôi kỳ viêm khiêu khích xem như không khí, lôi kỳ viêm khiêu khích mấy lần không có kết quả về sau, đôi mắt nhất chuyển, bắt đầu hướng linh đang tỉ mời rượu, cái sau tâm tình không tốt, sở dĩ miễn cưỡng uống một chén về sau, liền không lại uống. Ai ngờ lôi kỳ viêm không biết có phải hay không hôm nay uống nhiều quá, vẫn là cố ý nghĩ khí giang giật, vậy mà bắt đầu cưỡng ép mời rượu, còn chân tay lóng ngóng, hành vi phóng túng đến cực điểm. Giang giật thấy bốc hỏa, nhưng tiền vạn quán bên kia còn không có truyền về tín hiệu, ý tứ linh đang tỉ mẫu thân còn không có cứu ra, hắn chỉ có thể tiếp tục ẩn nhẫn. Người làm gì lôi kỳ viêm mời tôn trọng một chút. Linh đang tỉ nhìn thấy lôi kỳ viêm một cái tay muốn tới ôm eo của nàng, một cái tay khác cưỡng ép chuẩn bị rót rượu rốt cục nổi giận vung tay lên đem chén rượu quét ra nổi giận đùng đùng đứng lên hắc hắc lôi kỳ viêm không hoảng hốt phản giận cười lạnh nói ra người cái này còn giả trang cái gì thánh nữ trở thành quả phụ lúc không tuân thủ phụ đạo câu dẫn hán tử không nói còn chạy tới thiên lôi thành cùng một cái dịch nô câu kết làm bậy hôm nay ngược lại giả thuần tình lôi kỳ viêm thanh âm không lớn không nhỏ cái này đại đống lửa phụ cận người lại đều nghe được sở hữu ngay tại trò chuyện cười to công tử tiểu thư trong nháy mắt an tĩnh lại ánh mắt nhìn về phía bên này bên cạnh thiên thiên công chúa khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cúi đầu giang giật trong mắt sát cơ lóe lên nhưng không có đi xem linh đang tỉ mà là hướng tiền vạn quán nhìn lại nhưng hắn đợi đến vẫn là một cái đắng chát nụ cười thành nội không có bất kỳ cái gì đưa tin tới chẳng lẽ xảy ra chuyện giang giật nội tâm hơi hồi hộp một chút theo kế hoạch linh đang Tỷ mẫu thân đã sớm tiếp ra vì sao đến chậm chạp không có tin tức tiền vạn quán cũng đầy mặt âm trầm lặng lẽ cùng bên người một người làm thủ thế người kia nhanh chóng rời đi hưu linh đang kỳ tức giận đến thân thể đều đang run rẩy nàng thân thể đằng không mà lên liền muốn rời đi nào biết lôi kỳ viêm đột nhiên bờ môi nhúc nhích truyền âm nói một câu nói linh đang kỳ thân thể mềm mại run lên thế mà lần nữa bay tới ngoan ngoãn ngồi tại lôi kỳ viêm bên người đầy mắt tử khí một bộ nhận mệnh dáng vẻ lôi kỳ viêm một lần nữa rót ba chén rượu đắc ý cười to nói, ha ha, lúc này mới ngoan nha, bản thân là đáng phụ cũng không cần giả thánh nữ. Đến, đem cái này ba chén rượu cho ra uống hết. ầm um, giang giật bên cạnh hoàng phủ đào thiên nhìn không được, trong tay một cái thịt xương trùng điệp nện ở trên mặt bàn, đằng đằng sát khí nhìn qua lôi kỳ viêm nói, lôi kỳ viêm, khó xử một nữ tử tính là gì ra môn ném các ngươi lôi ra mặt, chừng cái gì chừng không phục chúng ta đi chơi lão tử một cái tay có thể bóp chết ngươi. Ngươi, lôi kỳ viêm sắc mặt biến thành cực kỳ âm trầm, nhưng hắn tự nhận là không phải Hoàng Phủ Đào Thiên đối thủ, sở dĩ chỉ là cười lạnh một tiếng nói, Hoàng Phủ Đào Thiên, ta quản giáo nữ nhân của ta, mắc mớ gì tới ngươi ngươi một cái bị Hoàng Phủ ra trục xuất con bất hiếu, có cái gì mặt mũi giáo huấn ta. Lão tử hôm nay tự xem ngươi khó chịu, liền muốn thay lôi lão hổ dạy ngươi làm người, như thế nào Hoàng Phủ Đào Thiên tính tình thịnh vượng, nghe được câu này, trong tay bôn lôi đao thoáng cái xuất hiện, phía trên nguyên lực vần quanh, liền muốn động thủ. Lôi kỳ viêm bị Hoàng Phủ Đào Thiên sát khí khóa chặt, thân thể mát lạnh, vội vàng đứng lên, sau lưng hai tên thiên quân đỉnh phong ám vệ cũng đột ngột xuất hiện, nhưng Hoàng Phủ Đào Thiên sau lưng một cái bóng đen cũng xuất hiện, rõ ràng là ám vệ, ảnh tử. Hai vị, hôm nay là vạn quán cùng nhất niệm ngày đại hỷ, có thể hay không cho cười một tiếng cùng vạn quán một bộ mặt tư đồ nhất tiếu xem xét chàng diện liền muốn không khống chế nổi, vội vàng lên tiếng khuyên giải nói. Nào biết, Giang giật tại thời khắc này thân thể đột nhiên bay vụt lên giữa không trung trong tay vượt qua thiên ấn gào thét mà ra, đồng thời hỏa long kiếm xuất hiện thần âm thiên kỹ phóng thích mi tâm mấy chục thanh hồn kiếm cũng lóe lên mà ra hắn hỏa long châu bên trên lôi hỏa đổ xuống mà ra kinh khủng sóng nhiệt quét sạch toàn bộ đỉnh núi vào thời khắc ấy vô số công tử tiểu thư đều cho là mình phải chết hưu gần như đồng thời giang tiểu nô phía sau áo bảo bạo liệt hai phiến vũ rực xuất hiện một đầu tóc xanh hóa thành tóc lục mười ngón tay của nàng lóng lánh lục quang thân thể hóa thành một đạo bóng xanh tại tất cả mọi người không có phản ứng trước đó nhẹ nhõm vào đến lôi kỳ viêm trước người, một cái ngọc thủ nhẹ nhõm nắm cổ của hắn, nâng hắn lên, một cái tay khác lại hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức liền có thể nhẹ nhõm bóp nát lôi kỳ viêm trái tim. Toàn trường sôi trào, chương 832, Giang giật ngươi lần này chơi lớn rồi. Hôm nay là tiền vạn quán đại hôn thời gian, tối nay thần tứ bộ lạc có danh tiếng gia tộc công tử tiểu thư đều tới, rất nhiều tiểu gia tộc công tử tiểu thư thậm chí cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ nói nhầm náo ra tranh chấp, trêu đến từ đổ ra tiền vạn quán không cao hứng liền xem như vừa rồi hoàng phủ đào thiên đều áp chế tức giận nếu không theo tính tình của hắn đã sớm xuất thủ nhưng hết lần này tới lần khác tối nay có người thật dám nháo sự mà lại nháo trò không sao trực tiếp một chiêu kém chút đem toàn trường vô số công tử tiểu thư cho thiêu chết một người khác còn cầm xuống lôi kỳ viêm trọng yếu nhất chính là thấy máu phanh 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 a a a rất nhiều thực lực thấp công tử tiểu thư còn bị thần âm thiên kỹ công kích ôm đầu lăn lộn trên mặt đất càng có người toàn thân cực nóng khó nhịn, hoảng sợ hướng nơi xa cuồng bay. Đây là giang giật bay tương đối cao, lôi hỏa chỉ là một cái thoáng mà thu vào đi, các gia tộc thiên quân ám vệ trước tiên ra ngăn trở sóng nhiệt hậu quả, nếu không đoán chừng rất nhiều người không chết cũng muốn bị bỏng. Hiu hiu hiu, vô số người đồng thời đằng không mà lên, đằng đằng sát khí khóa chặt giang giật, như giang giật còn dám tiếp tục phóng thích lôi hỏa, rất nhiều thiên quân cường giả khẳng định sẽ lập tức công kích, diệt sát giang giật. Toàn trường hỗn loạn tương bừng, cũng một mảnh xôn xao, lập tức lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều nhân vọng lấy giữa không trung hỏa vân khải bao trùm giang giật, nhìn qua phía dưới bị nắm cổ nâng ở giữa không trung lôi kỳ viêm, nhìn qua giang tiểu nô cặp kia băng lãnh con mắt màu xanh lục, còn có cái kia đâm vào lôi kỳ viêm ngực ngọc thủ, toàn bộ người đều trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Giang giật điên rồi, không điên, như thế nào lại tại tiền vạn quán đại hôn trên yến hội động thủ không biên lại thế nào kém chút thiêu chết một đám người không biên vì sao cầm xuống lôi kỳ viêm còn kém chút miểu sát hắn. Lôi ra hai tên ám vệ sắc mặt một mảnh xanh xám, nhìn qua giang giật cùng giang tiểu nô trong mắt đều là, làm sao đều che giấu không ngừng sát cơ cùng nổi giận. Hai người thực lực rất mạnh, thiên quân đỉnh phong, nhưng lại bị giang tiểu nô ngay dưới mắt cầm xuống lôi kỳ viêm, đây đối với hai người tới nói không khác là to lớn sỉ nhục hai người nhìn qua Giang Tiểu Nô cũng là một mảnh kinh hãi, nữ tử này tốc độ càng như thế nhanh chóng, mặc dù hai người coi là tối nay không ai dám động thủ, sở dĩ nhất thời chủ quan, Giang giật đột nhiên bay lên không công kích cũng hấp dẫn chú ý của hai người lực, nhưng Giang Tiểu Nô tốc độ không nhanh, hai người tuyệt đối có thể kịp phản ứng. Tư đồ nhất tiếu cũng mộng, Hoàng Phủ Đào Thiên liên tục cười khổ, hắn mơ hồ đoán được muốn xảy ra chuyện, lại không nghĩ rằng Giang giật động thủ nhanh như vậy, như thế chi quả quyết. Toàn trường nếu như nói bình tĩnh nhất muốn thuộc yêu tộc thiên thiên công chúa, thậm chí nàng thân thể đều không có đứng lên, bất quá sau lưng một tên lãnh khốc hắc giáp tráng hán lặng yên đứng ở sau lưng nàng, kia là yêu tộc yêu hoàng, hắc thần đại nhân. Tất cả công tử tiểu thư toàn bộ đi bản thân ám vệ bên cạnh, sau đó thống nhất lên núi bên cạnh trên vách đá tụ tập, tùy thời chuẩn bị thoát đi, từ đồ ra mấy trăm thiên quân cũng toàn bộ cũng bay đi qua, ánh mắt lấp lóe, rất nhiều người âm thầm đưa tin, cũng không biết làm sao bây giờ. Giang giật, Người điên rồi sao lập tức thả ta ra công tử, ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu không hôm nay thiên vương lão tử đều cứu không được ngươi. Lôi ra một tên thiên quân đỉnh phong ám vệ nổi giận tiếng giống to phá vỡ trên ngọn núi bình tĩnh, tư đồ nhất tiếu cũng cười khổ nói ra, giang giật có chuyện hảo hảo nói, coi như lôi kỳ viêm hôm nay so sánh qua phân, nhưng ngươi cũng không thể động thủ, ngươi dừng tay chắc hẳn lôi bá phụ hội tha thứ cho ngươi. Tư đồ nhất tiếu ý tứ rất rõ ràng, giống như tiếp tục làm tiếp, tư đồ ra cũng bảo hộ không được giang giật, lôi kỳ viêm chết, lôi đình uy liền có thể quang minh chính đại động thủ, ai cũng không có khả năng ngăn cản. Giang giật khuôn mặt trầm tính, một mảnh lạnh buốt, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, tất cả chớ động, ai dám loạn động, tiểu nô trực tiếp giết chết lôi kỳ viêm. Được rồi, thiếu ra, Giang tiểu nô thanh âm lạnh lùng vang lên, nàng kia con người băng lãnh, làm cho tất cả mọi người đều nội tâm run lên, ai cũng không nghi ngờ Giang tiểu nô dám giết người quyết tâm. Tiền vạn quán cười khổ một tiếng, ôm bên cạnh bởi vì kinh sợ thân thể khẽ run tư đồ nhất nghiệp, giang giật đột nhiên động thủ không ra ngoài dự liệu của hắn, giống như hắn là giang giật, giờ phút này cũng sẽ động thủ. Bởi vì, kế hoạch thất bại, thần tứ thành bên trong thật lâu không có tin tức, chỉ có hai kết quả, một là thủ hạ của hắn làm phản rồi, hai là tất cả mọi người chết. Những này thủ hạ đều là hồn nô, tuyệt đối không dám chống lại mệnh lệnh của hắn, kia kết quả duy nhất, toàn bộ người đã chết. Lôi kỳ viêm hôm nay rất khác thường, tiền vạn quán đại hôn, hắn coi như uống say cũng không có khả năng làm ra như thế bất nhã sự tình đến, mà lại tại Linh đang Kỳ nổi giận về sau, càng nói ra như thế phóng lãng, đại gia tộc công tử đều rất có lòng dạ, coi như nội tâm lại thế nào nổi giận, cũng không trở thành nói ra như thế nói tới. Vấn đề ở chỗ nào? Vì sao thành nội kia 10 tên thiên quân đỉnh phong hồn nô liền nửa điểm động tĩnh đều không có chết được vô thanh vô tức vì sao lôi kỳ viêm sẽ như thế khác thường dùng mạnh mẽ vạn quán cùng giang giật tài trí, rất nhẹ nhàng đoán được kết quả, kế hoạch của bọn hắn bại lộ, lôi ra cùng Nam Cung gia bố cục lừa giết 10 người kia. Lôi kỳ viêm cũng biết hết thảy, sở dĩ hôm nay mới có thể như thế tứ không kiên sợ, thậm chí hắn vừa rồi như thế, cũng rất có thể là chọc giận Giang giật nổi giận, chỉ là không nghĩ tới Giang giật ra tay như thế chi quả quyết, Giang tiểu nô tốc độ nhanh như vậy. Mặc kệ vấn đề ở chỗ nào, Giang giật có thể kết luận chính là, lôi ra cùng Nam Cung ra lục ra khẳng định tối nay muốn đối phó chính mình. Sở dĩ hắn tiên hạ thủ vi cường, cầm xuống lôi kỳ viêm, có tấm bùa hộ mệnh này, mọi người có cơ hội đào tẩu, dự tính xấu nhất có người chôn cùng. Linh đang tỉ tới, Giang giật trầm giọng quát lạnh, đồng thời ánh mắt quét qua tiền vạn quán, tiền vạn quán lập tức mang theo tư đồ nhất niệm đằng không mà lên, tư đồ nhất niệm kinh hoàng hỏi, vạn quán, người muốn làm gì? Nhất niệm, còn nhớ rõ đính hôn đêm hôm ấy, lời ta nói sao tiền vạn quán mỉm cười, cái sau thân thể mềm mại run lên, con người lấp lẽ, nhưng cuối cùng cắn răng không nói lời nào, đi theo tiền vạn quán hướng Giang giật bay đi. Giang giật, vạn quán, các ngươi muốn làm gì? Tư đồ nhất tiếu kinh hãi, nhưng Giang tiểu nô đột nhiên sách theo lôi kỳ viêm đồng thời một cái tay mang theo linh đang tỉ hướng Giang giật bay đi. Nàng lãnh nhược vạn năm hàn băng thanh âm cũng làm cho tất cả mọi người không dám động, tất cả mọi người đừng nhúc nhích, nếu không lôi kỳ viêm hẳn phải chết. Linh đang tỉ mặc dù rất nhiều chuyện không nghĩ ra, nhưng ở Giang tiểu nô bắt lấy nàng bay lên không một khắc này, nàng đột nhiên suy nghĩ minh bạch một số việc, hoảng sợ kêu to lên, Giang giật, người điên rồi sao, linh đăng tỷ người yên tâm ta hội cứu ra mẫu thân ngươi tin tưởng ta chớ phản kháng nếu không chúng ta đều phải chết giang giật trong tay đế cung xuất hiện đem tiền vạn quán cùng tư đồ nhất niệm thu vào đi linh đăng tỷ lúc bắt đầu rất kháng cự nhưng ở giang giật câu nói sau cùng truyền âm xong nàng không dám phản kháng ngoan ngoãn tiến vào đế cung bên trong giang giật nghịch tặc dám động đến ta nhi tử hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ linh đăng tỷ vừa mới thu nhập đế cung thời khắc thần tứ thành phương hướng một đạo nổi giận đại hống chuyển đến, vô số bóng người mang theo nghiêm nghị khí tức bắn nhanh mà đến, liếc nhìn lại đen nghịt đều là người, thành nội cường giả gần như dốc toàn bộ lực lượng. Phía trước nhất rõ ràng là Lôi Đình Huy, Nam Cung Vân Nghĩa, Lục Ly, còn có mười ba gia tộc tộc trưởng trưởng lão bọn người. Ông, Giang giật sau lưng mấy trăm trượng không gian chấn động, vô số người theo trong hư không đi tới, tư đồ ngạo mang theo ít nhất năm ngàn tên thiên quân xuất hiện, bên cạnh tư đồ nộ đứng ngạo nghễ trời cao. Tư đồ ngạo nhìn qua khí thế hung hăng lôi đình uy bọn người, thật dài thở dài nói, giang giật, người lần này chơi lớn rồi. mươi 833, lôi đình chi nộ, tư đồ bá phụ, không phải ta chơi lớn rồi. Giang giật nghiêng mặt, dư quang quét tư đồ ngạo một chút, cười khổ nói, chẳng lẽ dùng bá phụ nhãn lực còn nhìn không ra đối phương đến có chuẩn bị sao? Thần tứ thành rời đi nơi này có trăm dặm, khoảng cách mặc dù không xa, dùng lôi đình uy đám người tốc độ thoáng cái tiểu đuổi tới, nhưng bọn hắn mang theo bao nhiêu người lục gia nam cung gia lôi ra ít nhất tới mấy ngàn thiên quân A ngắn như vậy thời điểm có thể tụ tập nhiều người như vậy có thể đến mức như thế nhanh chóng. Giải thích duy nhất, ba nhà cường giả đã sớm chờ xuất phát. Từ đầu ngạo khe khẽ thở dài, trên thực tế hắn có thể triệu tập năm ngàn thiên quân, cũng là bởi vì trinh sát dò xét đến ba nhà có dị động, hắn tụ tập người lo trước khỏi họa, không nghĩ tới thật xảy ra chuyện. Vù vù, mấy vạn người gào thét mà đến, lôi ra nam cung gia người lục gia nhiều nhất còn lại gia tộc hiển nhiên cũng không có chuẩn bị chỉ là tới mấy trăm gần ngàn người hoàng phủ ra tốt đi một chút tới hơn một ngàn toàn bộ người ánh mắt đều khóa chặt gian giật hoàng phủ kỳ bọn người ánh mắt lấp lẽ, không rõ cụ thể chuyện gì xảy ra chỉ là cảm ứng được ba nhà cường giả dị động sở dĩ bản năng dẫn người tới hiu 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 các gia tộc tử đệ nhau nhau bay lên không hướng nhà mình phương trận bay đi những cái kia thành nội lớn nhỏ gia tộc tử đệ bay đi một bên cũng không dám thiện động tư đồ nhất tiếu bay đi tư đồ ngạo bên người còn người lấp lóe hoàn toàn không biết làm sao bây giờ thiên thiên công chúa đằng không mà lên cùng hắc thần đứng ngạo nghễ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt hưu hoàng phủ đào thiên cũng bay lên giữa không trung nhưng hắn lại là hướng giang giật bay đi giang giật nhìn thoáng qua lập tức quát hoàng phủ đào thiên việc này không liên quan gì đến ngươi ngươi về thành đi hư hoàng phủ đào thiên bất mãn quét giang giật một chút truyền âm nói giang giật Người đây là ý gì có hành động vì sao không nói cho ta ngươi còn có hay không coi ta là huynh đệ ta nói cùng ngươi 10 năm, ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao. Nhìn qua hoàng phủ đào thiên kia ánh mắt kiên định, giang giật đắng chát cười một tiếng, đây là đầu bướng Bình như a à, sớm biết không phải dẫn hắn đến đăng thiên phong, hắn không còn khuyên nhiều, ánh mắt nhìn về phía lôi đình uy cùng nam cung vân nghĩa lục ly, trầm mặc không nói. Lôi đình uy một đôi mắt bên trong hàn quang bắn ra bốn phía, trên thân khí thế như hồng hoang mãnh thú, hắn rời đi giang giật mấy ngàn trượng trên không trung ngừng lại kiềm chế lửa giận nói ra giang giật thả con ta ta tha cho ngươi khỏi chết nam cung vân nghĩa cũng quát lạnh giang giật đem khinh linh giao ra ta tha cho ngươi khỏi chết ha ha giang giật cười nhạo một tiếng mở miệng nói hai vị gia chủ đừng đùa loại này văn tự trò chơi ta thả lôi kỳ viêm giao ra khinh linh sợ là các ngươi không động thủ thủ hạ của các ngươi sẽ động thủ lục gia sẽ động thủ a à các ngươi ba nhà mang theo nhiều người như vậy không phải liền là muốn lộng chết ta cùng vạn quán sao các ngươi yên tâm ta trước khi chết sẽ để cho lôi kỳ viêm cùng ta chôn cùng ừ lôi đình uy đôi mắt tinh mang lóe lên cùng nam cung vân nghĩa lục ly liếc nhau trong mắt ba người đều lộ ra một tia kinh ngạc ba người hôm nay vốn là không có ý định để giang giật cùng tiền vạn quán sống sót lại không nghĩ rằng giang giật đã sớm đoán được cũng sớm động thủ cầm xuống lôi kỳ viêm để ba người nhất thời có chút bó tay bó chân lôi đình uy dừng một chút trầm giọng nói ra vậy ngươi muốn thế nào rất đơn giản, giang giật đi thẳng vào vấn đề nói ra, đem nam cung khinh linh mẫu thân giao cho ta, chúng ta rời đi thần tứ bộ lạc, ra bộ lạc sau ta sẽ thả người, các người cũng có thể truy sát, như thế nào? giang giật nói như vậy, tư đồ ngạo không làm, hắn mặc dù giống nhau rất nhiều chuyện không rõ, nhưng làm sao có thể để giang giật bọn người rời đi? giang giật cùng tiền vạn quán đây chính là bất thế kỳ tài, hai người rời đi đối với tư đồ ra là tổn thất to lớn, mà lại tư đồ nhất niệm còn bị giang giật thu nhập đế cung bên trong hắn liên thanh mở miệng nói, giang giật, có việc hào hào nói, ngươi là tư đồ gia vinh dự trưởng lão, vạn quán cũng là của ta gia tế, coi như phạm vào một chút sai, ta nghĩ các vị gia chủ cũng không trở thành động võ, không bằng chúng ta về trước thần tứ thành có việc mọi người cùng nhau ngồi xuống cùng một chỗ nói vừa vặn rất tốt. Tư đồ ngạo bắt đầu làm hòa sự lão, cho thấy muốn ra sức bảo vệ giang giật tiền vạn quán quyết tâm, Hoàng Phủ Kỳ cũng đột nhiên lên tiếng nói, giang giật, trước thả người đi, lôi kỳ viêm tiếp tục đổ máu xuống dưới cần phải chết rồi, có việc đều có thể hảo hảo nói, hôm nay các gia tộc gia chủ đều tại, không có chuyện gì nói không rõ. Tư Đồ ngạo cùng Hoàng phủ Kỳ là hảo ý, sang giật lại có chút hơi khó, hắn mặc dù không rõ Bạch Tam người sử dụng gì lại đột nhiên chuẩn bị tối nay động thủ giết bọn hắn, bọn hắn không sợ cùng Tư Đồ ra khai chiến nhưng hắn có thể kết luận một điểm, một khi hắn thả lôi kỳ viêm, kia ba nhà tuyệt đối sẽ động thủ, coi như Tư Đồ ngạo cùng Hoàng phủ Kỳ liên thủ đều không gánh nổi bọn hắn. Hắn theo lôi đình uy nam cung vân nghĩa lục ly trong mắt thấy được tất sát chi tâm. Sở dĩ hắn dừng một chút, mở miệng nói, như vậy đi, một người đổi một người, đem Nam Cung khinh linh mẫu thân giao ra, ta thả lôi kỳ viêm. Lôi đình uy cùng Nam Cung Vân Nghĩa liếc nhau, Nam Cung Vân Nghĩa vung tay lên, một tên Nam Cung gia trưởng lão trong tay một cái hắc bình sáng lên, một cái trung niên phụ nhân xuất hiện, trưởng lão kia mang theo phụ nhân này hướng phía trước bay mấy trượng nói, đây chính là khinh linh mẫu thân, có thể thay người đi. Ông, giang giật trong tay đế cung xuất hiện, linh đang tỷ xuất hiện, Nàng ánh mắt quét qua, lập tức kêu to lên, "Mẫu thân." Khinh Linh, phụ nhân kia nguyên bản đến xem đến nhiều như vậy đại nhân vật, dọa đến thân thể đều đang run rẩy, cũng không biết chuyện gì xảy ra, giờ phút này nhìn thấy Linh đang tỉ lập tức khóc giống lên. "Tốt, Linh đang tỉ, đi đem mẹ ngươi mang tới." Giang giật lạnh giọng nói, đồng thời trong tay Hỏa Long kiếm nguyên lực lấp lánh, một bộ tùy thời chuẩn bị khai chiến dáng vẻ, Lôi Đình Uy vung tay lên nói, "Các loại chờ, không phải nói một người đổi một người sao không thả người mơ tưởng bắt người?" Giang giật ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi không có lựa chọn. Giang giật trong tay hỏa long kiếm chỉ một cái lôi đình uy, nói, hoặc là giao người, hoặc là ta và ngươi nhi tử đồng quy vô tận. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều người kỳ thật đến vẫn không rõ, đến cùng tình huống tại sao lại biến thành bộ dạng này vì sao Giang giật muốn bạo khởi bắt người vì sao giờ phút này lại muốn trao đổi một cái lão phụ nhân coi như đạt được lão phụ nhân này, Giang giật lại có thể thế nào tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì tư đồ ra cùng lôi ra nam cung ra lục ra có thể hay không khai chiến. Lôi đình uy cùng giang giật như hai cái như sư tử đối mặt, tựa hồ ai cũng không chịu nhượng bộ, giang tiểu nô tay còn đâm vào lôi kỳ viêm ngực, không có vẻ run rẩy, tựa như một cái lạnh băng băng khôi lỗi. Lôi kỳ viêm ngực huyết dịch còn tại không ngừng nhỏ xuống, thành một sợi tơ tuyến theo giang tiểu nô thủ hoạt lạc trời cao, khuôn mặt bởi vì thống khổ gần như bóp méo. Sao người, Lôi đình uy cuối cùng cắn răng nghiến lợi giống lên, trưởng lão kia mang theo linh đang tỉ mẫu thân chậm rãi hướng phía trước bay đi, linh đang tỉ cũng đại hỉ quá đối hướng nàng mẫu thân bay đi. Khinh linh, nam cung gia trưởng lão, đem trong tay phụ nhân hất lên, linh đang tỉ mẫu thân thực lực rất yếu, kinh hô kêu to, linh đang tỉ vội vàng nguyên lực một trận, hóa thành tàn ảnh hướng nàng mẫu thân bay đi, nhưng vào thời khắc này nam cung gia trưởng lão thân con lé lên, một cái tay đột nhiên bắt làm độc xà hướng linh đang tỉ cổ bóp đi, trên thân thần thuẫn mở ra khí tức dọa người đúng là thiên quân cường giả tối đỉnh cẩn thận tư đồ nhất tiếu cùng hoàng phủ đào thiên đồng thời quát lớn sang giật lại khóe miệng lạnh lẽo giận dữ hét muốn chết lôi đình chi nộ hắn hỏa long kiếm không lưu tình chút nào đánh xuống nhưng hỏa long kiếm phía trên cũng không có lôi hỏa tuôn ra cũng không có hỏa long bay ra ngược lại cửu thiên chi thượng sáng lên một tia sáng tiếp lấy một đạo lôi đình vạch phá bầu trời đột nhiên đánh xuống tốc độ nhanh đến để tư đổ nhất thiếu hoàng phủ đào thiên bọn người thấy không rõ, chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên, tiếp lấy kia lôi đình tự bổ chúng tên kia nam cung gia trưởng lão. Tiếp lấy để toàn trường khiếp sợ sự tình phát sinh lôi đình bổ vào nam cung gia thiên quân đỉnh phong trưởng lão trên thân, thần thuẫn trong nháy mắt bạo liệt, tiếp lấy trưởng lão kia thân thể hóa thành bột mịn, cái kia một tay vẻn vẹn rời đi linh đang tỉ nửa trường. chương 834, hư không đáng, bị đánh chết trưởng lão gọi vân thủy, thực lực thiên quân đỉnh phong, bất qua chiến lược cũng không tính mạnh, cùng thanh long không sai biệt lắm, là loại kia dựa vào trung giai đạo văn miễn cưỡng tăng lên tới thiên quân đỉnh phong võ giả. Bất quá vân thủy tại thần tứ thành vẫn là lừng lẫy nổi danh, bởi vì hắn là nam cung vân nghĩa em vợ, thâm thụ nam cung vân nghĩa tín nhiệm, là nam cung ra một tên thực quyền trưởng lão. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm tại hắn bị một chiêu đánh chết, vẫn là bị giang giật. Toàn trường đều có choáng váng, Linh đang tỉ cùng nàng mẫu thân càng là hoàn toàn choáng, hai người bị vừa rồi loại kiêu uy thế cường đại dọa sợ, cũng bị khí tức cường đại chân áp rơi xuống mặt đất. Còn tốt linh đang tỉ thời khắc mấu chốt thả ra thần thuẫn đưa nàng mấu thân bảo hộ ở trong ngực, đương nhiên kia lôi đình cũng bổ đến rất chuẩn, cũng không có lôi điện tiết ra ngoài cùng bạo tạc, nếu không linh đang tỉ không bị thương, mấu thân nàng khẳng định sẽ bị tươi sống nổ chết. Đây là cái gì đạo văn? Hoàng phủ đào thiên cùng tư đồ nhất tiếu lướt nhau, hai người trong mắt đều là chấn kinh ngạc, không chỉ là bọn hắn, từ đầu ngạo lôi đình uy nam cung vân nghĩa hoàng phủ kỳ lục ly bọn người trong mắt kinh nghi bất định vân thủy thực lực là không mạnh nhưng một chiêu miểu sát vân thủy vậy khẳng định là ngũ tinh trở lên đạo văn vấn đề là hoàng phủ đào thiên rất rõ ràng giang giật trước đó có cái thượng giai đạo văn một mực không có dung hợp coi như cuối cùng mấy tháng dung hợp kia vì sao không có thiên địa dị tượng vì sao không có ban cho tinh thần chi lực chẳng lẽ giang giật lừa hắn trước đó tự cảm ngộ cái này đạo văn hay là đây không phải ngũ tinh trở lên đạo văn trên thực tế Giang Giật cũng không rõ ràng, hắn không có lửa gạt Hoàng Phủ Đào Thiên, cái này đạo văn là một tháng thêm trước dung hợp, cuối cùng kim chi lực bị hắn dung hợp, hắn cảm mộ cái này thượng giai đạo văn lôi đình chi nộ, hắn biết rõ đạo văn này uy lực, còn như vì sao không có tinh thần chi lực ban cho, hắn cũng không rõ ràng. Hắn cảm mộ đạo văn về sau, lập tức vẽ lên hơn một ngàn bức thiên họa, mỗi một bức thiên họa bên trong đều ngưng khắc loại này đạo văn, tư đồ ngạo nhìn thấy kia một ngàn bức họa lúc mới có thể kinh ngạc như thế. Đây là Giang Giật lần thứ nhất phóng thích loại này đạo văn, đạo văn này cũng không để cho hắn thất vọng, uy lực lớn dọa người, trọng yếu nhất chính là tốc độ quá nhanh, nhanh đến để Vân Thủy căn bản không có cách nào đào tẩu. Đây là đạo văn công kích sao? Lôi Đình Uy cùng Nam Cung Vân nghĩa liếc nhau, từ đầu ngạo còn có rất nhiều thiên quân đỉnh phong lại đều đang suy nghĩ vấn đề này, đến bọn hắn cấp độ này, rất nhiều người đều hiểu đạo văn nhưng thật ra là cảm giác ngộ thiên địa pháp thì, mô phỏng thiên địa pháp tác, mượn nhờ thiên địa chi lực ngưng tạo ra rất nhiều cùng thiên địa pháp tác đồng dạng công kích, tất cả mọi người công kích đều dựa vào nguyên lực thả ra, dùng nguyên lực ngưng tụ. Bất luận người nào công kích, vô luận là cuồng bạo hỏa diễm, kinh khủng lôi điện, hung tàn lực lượng hủy diệt các loại chờ, kỳ thật đều là dựa vào nguyên lực, dựa theo đạo văn thả ra một loại công kích, những này hỏa diễm lôi điện thủy long công kích cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là hậu thiên ngưng tụ ra. Nhưng mà, vừa rồi cái kia đạo lôi điện lại là theo cửu thiên chi thượng bổ xuống kia lôi điện cuồng bạo lực lược, làm cho tất cả mọi người cảm thụ được rõ ràng, đây tuyệt đối là thiên địa bên trong tự nhiên hình thành lôi điện, bị Giang giật dẫn dắt xuống dưới. Nói một cách khác Giang giật lần này công kích, cũng không có dựa vào tự thân ngưng tụ, mà là lợi dụng thủ đoạn nào đó dẫn động cửu thiên thần lôi, hắn đây là mượn thiên địa chi lực. Đạt được cái kết luận này, vô số người linh hồn chấn động, võ giả tu luyện cuối cùng là vì cái gì nghịch thiên cải mệnh, cũng chính là cùng thiên địa đối kháng, nhưng người thật có thể đối kháng thiên địa nhân lực thật có thể cùng thiên địa chi lực so sánh. Hiển nhiên không được, cường giả đều có thể phi hành, nhưng vì sao chỉ có huyền đế một người phá toái hư không đó là bởi vì trên không trung có kinh khủng diệt thế lôi đình cùng không gian phong bạo, ai dám bay lên vô tận không trung chỉ có một con đường chết, liền xem như bán thần cũng không ngoại lệ. Sở dĩ thiên địa chi lực là nhân lực tuyệt đối không thể đối kháng, võ giả tu luyện cũng là cảm giác ngộ thiên lực pháp tắc, từ đó ngưng tụ ra cùng thiên địa chi lực đồng dạng công kích, nhưng giang giật không cần mô phỏng trực tiếp mượn nhờ thiên địa chi lực công kích nếu như là thật kia giang giật cùng chân thần có khác nhau a à? trong truyền thuyết chân thần liền là có thể mượn nhờ thiên địa chi lực lật trời đảo hải hủy diệt đại lục cái này rõ ràng không có khả năng bởi vì giang giật dẫn tới lôi đình uy lực cũng không tính quá lớn tối đa cũng thử ngũ lục tinh đạo văn uy lực sở dĩ cái này khiến rất nhiều người kinh nghi bất định nhìn qua giang giật cùng một cái quái vật đồng dạng không có khác nhau tứ ca a a cầu tặc kia giết tứ ca, chúng ta thay tứ ca báo thủ đi, giết. Một cái trung niên đại hán bạo hống tiếng vang triệt khắp nơi, cắt ngang mọi người trầm tư, nam cung ra hơn 10 người cường giả phải cùng vân thủy là nhất mạch, toàn bộ đều phát cuồng bạo tẩu. Cũng không kể lôi kỳ viêm còn tại giang giật trong tay, nổi giận hướng bên này vào tới, có hai người còn khóa chặt linh đang tỉ cùng nàng mẫu thân, chuẩn bị giết các nàng tiết hận. Ai dám loạn động chết, giang giật nghiêm nghị hét lớn, hỏa long kiếm liên miên không dứt đánh xuống, bầu trời cũng phong vân phun trào, hơn 10 đạo cửu thiên thần lôi vạch phá bầu trời phân biệt khóa chặt một người đánh xuống, tốc độ quá nhanh, rất nhiều thực lực thấp công tử tiểu thư chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch quang, tiếp lấy mười mấy người thần thuẫn trong nháy mắt bạo liệt, toàn bộ hóa thành cho bụi. Tê tê, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, nam cung gia vốn là còn người muốn cùng lao ra, thừa dịp loạn đem giang giật giết, hoặc là cầm xuống linh đang tỉ. Nhưng ở giờ khắc này không ai dám động, bởi vì cái này lôi điện đánh xuống tốc độ quá nhanh, uy lực cũng quá kinh khủng, vừa rồi lao ra mười mấy người, mặc dù hơn phân nửa đều là hạ giai trung giai thiên quân, nhưng vẫn là có hai tên thượng giai thiên quân. Giang giật, người khinh người quá đáng, Nam Cung Vân nghĩa trợn mắt muốn nứt, trong tay một cái chày sắt, gậy sắt xuất hiện, liền muốn chuẩn bị xuống lệnh, làm tổng tiến công, nhưng lôi đình uy đột nhiên bạo hống, đều không cần động. Giang giật một cái tay khác trong lúc vô tình, đã lấy ra một cái sắc bén nguyễn kiếm, giờ phút này cái kia thanh nguyễn kiếm đâm vào lôi kỳ viêm trong đúng quần, nghiêm nghị hàn khí để lôi kỳ viêm toàn thân đều run rẩy lên, một cỗ chất lỏng màu vàng dọc theo ống quần nhỏ giọt xuống. Giang giật không có đi xem lôi kỳ viêm, ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm lôi đình uy, ý tứ rất rõ ràng ai còn dám động, lôi kỳ viêm liền muốn biến thành thái giám. Cái này, tư đồ ngạo cùng hoàng phủ kỳ liếc nhau, hai người lần thứ nhất có chút bối rối, hôm nay chàng diện này đã hoàn toàn không kiểm soát, Giang giật ra tay quá độc ác, đã giết nam cung ra hơn 10 người. Trừ phi bọn hắn chuẩn bị cùng lôi ra Nam Cung ra lục ra khai chiến, nếu không hôm nay rất khó bảo trụ giang giật. Chỉ là vì một cái giang giật cùng tiền vạn quán, mười ba trong gia tộc loạn cái này thật đáng giá không? Hai người không biết, hai người cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến, đồng thời làm người ta phân biệt đưa tin trở về cho bọn hắn gia tộc tộc trưởng, thỉnh cầu bọn hắn định đoạt. Mười ba gia tộc đồng khí liên chi, chưa từng phát sinh nội chiến đại quy mô, một khi nội chiến 13 gia tộc tuyệt đối phải bị cửu đế gia tộc hủy diệt, cái này tại các gia tộc đầu thứ nhất tộc quy bên trong viết rõ ràng. Linh đang Tỷ tới, Giang giật một mặt lạnh buốt, quát khẽ một tiếng, Linh đang Tỷ vội vàng ôm mẫu thân nàng bay đến Giang giật bên người, Giang giật như dao ánh mắt liếc nhìn bốn phía, thu hồi mềm kiếm đế cung xuất hiện đem Linh đang Tỷ thu vào, đồng thời hắn hướng Giang tiểu nô nhìn thoáng qua, Giang tiểu nô mang theo lôi kỳ viêm thân thể lóe lên cũng tiến vào đế cung bên trong. Đào thiên, ngày sau hữu duyên lại tụ họp, lần này xem như Giang giật có lỗi với ngươi. Giang giật hướng Hoàng Phủ Đào Thiên nhìn thoáng qua, hỏa long kiếm vừa thu lại, hai tay xé rách hư không liền muốn độn thiên mà đi. Tam thúc, động thủ, lôi đình uy tại Giang giật tiến vào trong hư không một khắc này bạo hống. Hắn tiếng giống vừa rứt dưới, hư không bên trên một cái to lớn thủ ấn đột một xuất hiện, đột nhiên hướng Giang giật chui vào trong hư không vỗ xuống. Oanh, đại thủ ấn vỗ một cái tự biến mất, nhưng toàn bộ hư không rung động, xông vào vết nứt không gian bên trong giang giật bị mạnh mẽ chấn động ra, trong tay hắn đế cung cũng quang mang lóe lên, bên trong tất cả mọi người lại cũng bị chấn động ra, kinh khủng không gian sóng chấn động, đem giang tiểu nô phượng loan tiền vạn quán từ đồ nhất nhiệm bọn người quang bay ra đi, hoàng phủ đào thiên cũng bị kinh khủng khí lãng chấn động đến lăn lộn ra ngoài. Hư không đáng, là lôi ra thái thượng trưởng lão lôi cô, nguy rồi. Từ đồ ngạo kinh hô một tiếng, nghiêm nghị hét lớn, đình uy huynh, phân nghĩa huynh, lục ly các người trước dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Từ đồ ra người toàn bộ nghe lệnh, cứu người. chương 835, gian tế. Hư không đáng, đây là so thương không chấn còn mạnh hơn nhất tinh không gian đạo văn, là lôi ra một tên thái thượng trưởng lão lôi cô tuyệt kỹ thành danh. Các gia tộc đều có lão gia hỏa, những lão gia hỏa này không hỏi thế sự, rất ít động thủ. Hôm nay lôi ra một cái lão gia hỏa có thể cách không đánh ra một trưởng hư không đáng, cũng biểu lộ lôi ra lão tộc trưởng ý tứ. Mặc dù biết cục diện hôm nay đã không kiểm soát, giang giật bọn người rất có thể không gánh nổi nhưng tư đồ ngạo cuối cùng vẫn là quyết định tận lực cứu vãn thoáng cái giang giật thiên tư không thể so với hoàng phủ đào thiên tranh lệch tiền vạn quán càng là tại ngắn ngủi trong thời gian hai năm để tư đồ ra thực lực đại trướng thanh thế vượt qua lôi ra hay là hắn con rể hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem hai người chết hắn một tiếng hiệu lệnh phía dưới tư đồ ra mấy ngàn người cơ hồ so lôi ra nam cung gia lục gia cường giả cùng một chỗ động tràng diện cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi bắt người Lôi đỉnh uy hét lớn một tiếng, lôi ra cùng Nam Cung gia lục gia cường giả dốc toàn bộ lực lượng, ba nhà người tựa hồ đã sớm nhận được truyền âm, cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn, trước tiên hướng lôi kỳ viêm giang tiểu nô chiến vô song giang giật bọn người bay đi, chuẩn bị cầm xuống tất cả mọi người. Gắt gao, giang giật cũng bị đánh bay ra ngoài, hắn nhìn thấy mọi người toàn bộ hướng bốn phương tám hướng bay vụt, phượng loan cùng vân phỉ vận khí tốt, bị chấn đi tư đồ ra bên kia, tiền vạn quán cùng tư đồ nhất niệm vận khí cũng không tệ, rời đi tư đồ ra người quá gần, bỗng chốc bị tư đồ ra người cứu. Thanh ngư ôm tiểu hồ ly tương đối khổ bức, thoáng cái có hơn 10 tên lục gia cường giả hướng nàng bay đi, mắt thấy là phải bị bắt, giang giật cưỡng ép để thân thể trên không trung ổn định lại, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện liên miên không dứt đánh xuống. Suy suy, cửu thiên tri thượng, phòng dũng vận động, từng đạo lôi điện vạch phá bầu trời mang theo không thể ngăn cản uy thế đánh xuống, thanh ngư bên người hơn 10 tên lục gia cường giả bỗng chốc bị đánh chết, chỉ có một tên thực lực tương đối cường đại võ giả thần thuẫn kiên trì một giây, nhưng thân thể đồng dạng bị đánh đến toàn thân khét lẹt, đập xuống xuống dưới. Xuy suy Giang giật liên nguyên không dứt công kích, chiến vô song bên người lúc đầu cũng có vài chục người bay tới, nhưng bị Giang giật thả ra mấy chục đạo lôi đình, đánh chết hơn 10 người về sau, ba nhà võ giả trần chờ một chút, chiến vô song cũng trong nháy mắt bị tư đổ ra người cứu. Đáng tiếc, ba nhà võ giả nhiều lắm, nhai tí thú nhẹ nhóm bị một người một trưởng vỗ đến đập xuống xuống dưới, bị người của lục gia cầm xuống, kim dao cũng bị một lão giả nắm cổ, như ngắt lấy một con vịt, căn bản không động được. Tiểu nô, mau tới đây, giang tiểu nô lâm vào trùng vây, vô số người đồng thời hướng nàng công kích, nhưng nàng tốc độ quá nhanh, bình thường thiên quân võ giả căn bản không gây thương tổn được nàng, nàng hai cái hiện ra lục sắc móng vuốt cũng tựa như viễn cổ hung thú lợi trào, nhẹ nhõm có thể đâm phá thiên quân võ giả thần thuẫn, sau đó nhẹ nhõm mẻ vụn đối phương ngực, mang đi từng đầu mạng người. Thậm chí, có một tên thượng giai thiên quân đều bị Giang Tiểu Nô một chảo xé rách, thấy rất nhiều ba nhà thiên quân nhìn thấy mà giật mình, không nghĩ tới cái này không có danh tiếng gì Tiểu Cô Nương lại có như thế chiến lực. Tiểu Nô muội muội mặc vũ thần công đạt tới tầng thứ hai đỉnh phong nơi xa được cứu phượng loan tiền vạn quán bọn người nhao nhao kinh hãi, Giang Tiểu Nô chiến lực tiêu thăng nhiều lắm, ngoại trừ nàng mặc vũ thần công đạt tới tầng thứ hai đỉnh phong bên ngoài, không còn giải thích. Hiu hiu hiu, Giang giật không có cách nào quản Giang Tiểu Nô, bởi vì có vài trăm người hướng hắn vào tới từ đồ ra cường giả mặc dù hướng hắn dựa đi tới, nhưng khoảng cách còn có chút xa, hắn cùng Giang Tiểu Nô tương đối khổ cực, bị tạc đến hướng lôi đỉnh uy bên này bay tới. Suy suy ngay tại Giang giật chuẩn bị phóng thích lôi hỏa thần thuẫn liều mạng lúc, bầu trời đột nhiên lại có một cái đại thủ ấn vỗ xuống, hắn đôi mắt nhíu lại, đình chỉ phóng thích lôi hỏa thần thuẫn, chỉ là mở ra thần thuẫn, bởi vì tư đồ nộ xuất thủ, đây là thương khung chấn. Âm 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 âm, bên cạnh hắn tất cả mọi người không gian đều bị chấn động, những cái kia hướng hắn bay tới cường giả đều bị khủng bố sóng chấn động, chấn động đến thân thể ở giữa không trung lăn lộn xoay tròn, căn bản là không có cách bảo trì thân thể cân bằng, làm sao có thể công kích. Suy, bên cạnh hắn không gian bị xé nứt, từ đồ nộ ra hắn phía trước, kinh khủng sóng chấn động đối với hắn mà nói, căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng, hắn một tay mang theo giang giật hướng xa xa giang tiểu nô bay đi. Bên kia Giang Tiểu Nô cũng nhẹ nhõm đột phá trùng vây cùng Giang Giật Tư đồ nộ hội hợp. Ha ha ha. Nơi xa sừng sướng hư không lôi đình uy lại cười to lên, ánh mắt khóa chặt chậm rãi bay tới tư đồ ngạo nói, tư đồ ngạo, người nhất định phải như thế làm điều ngang ngược vì hai cái ngoại nhân người muốn cùng ba chúng ta tộc khai chiến sao. Vừa rồi lôi đình uy hạ lệnh bắt người, mà không phải giết người, một là vì cứu lôi kỳ viêm, càng quan trọng hơn cũng không muốn cùng tư đồ ra khai chiến, nếu không gian giật chiến vô song cùng gian tiểu nô sớm đã bị giết, nhiều như vậy cường giả một vòng công kích, đủ để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn ba nhà tới hơn một vạn cường giả, lôi ra một cái lão gia hỏa còn tự thân xuất thủ, ba nhà đều bị giang giật giết người, hôm nay việc này hiển nhiên không thể thiện. Tư đồ ngạo nội tâm cười khổ, nhưng mặt ngoài vẫn là trầm tính chỗ mở miệng nói, ta còn là câu nói kia, giang giật là nhà chúng ta vinh dự trưởng lão, tiền vạn quán là con rể của ta, hôm nay việc này bọn họ đích xác làm sai, chúng ta tư đồ ra thay bọn hắn kháng, có điều kiện gì các ngươi cứ nói, hai người này ta nhất định phải bảo trụ. Không sai, việc này ta hoàng phủ đào xa xa hoàng phủ đào thiên thân thể cũng bay vụt mà đến, nhưng lời còn chưa nói hết, một đạo hắc ảnh lóe lên hung hăng bổ một nhát sau gáy của hắn, đem hắn mạnh mẽ đánh cho bất tỉnh đi qua, mang theo hướng thần tứ thành bay đi. Rất nhiều người hướng hoàng phủ kỳ nhìn lại, hắn lại mặt không biểu tình, sừng sững ở phía xa không nhúc nhích, rất rõ ràng là hắn ra lệnh, để ảnh tử đem hoàng phủ đào thiên mang về, việc này hoàng phủ kỳ cho thấy không muốn dính vào. Hừ, lôi đình uy không nói chuyện, lục ly u, u mở miệng, hôm nay việc này các ngươi tư đồ ra còn tự kháng không được nữa, hai cái này gian tế các ngươi tư đồ ra nếu là dám bao che, tư đồ ra liền là đồng đảng, hôm nay tư đồ ra cũng muốn hôi phi yên diệt. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, tư đồ nộ tính khí tương đối thịnh vượng, thoáng cái trước mặt mọi người phát nổ nói tục, trong con ngươi sát khí giạt rào quát, lục ly. ngươi nói ai là gian tế đầu năm đó thánh chiến thời điểm chúng ta tư đổ ra chết nhiều người dòng dã mấy vạn người A à mà các người lục ra lại chết bao nhiêu bất quá một ngàn A à muốn nói gian tế, ta xem các ngươi lục ra mới là gian tế. Xoạt, toàn trường một mảnh xôn xao, loại này chuyện cũ năm xưa không phải mời ba gia tộc cao tầng người bình thường là không có tư cách biết rõ, hôm nay nếu không phải là như thế, tư đồ nổ cũng sẽ không tuôn ra tới. Ngươi, lục ly tức giận đến toàn thân phát run, bất quá lại không dám nói tiếp, sợ so tư đồ nộ tuôn ra càng nhiều bê bối, hắn con ngươi nhất chuyển, vung tay lên nói, tư đồ nộ ta không cùng ngươi hung hăng càn quấy, giang giật cùng tiền vạn quán có phải hay không gian tế, không phải ta quyết định, dẫn người đi lên. Vù vù, đăng thiên phong phía dưới, hơn 10 đạo thân ảnh bắn nhanh mà lên, giang giật ánh mắt thoáng cái sắc mặt lập tức trầm xuống, bởi vì kia mười mấy người sách theo ba người, đều là người quen cũ, một cái là Lục Bình, mặt khác hai cái theo thứ tự là Dương Đông cùng Như Đăng. Giang giật, tiền vạn quán, ba người này chắc hẳn các người đều biết a à. Lục Ly cười lạnh nói ra, các người tại thiên lôi đảo cấu kết Lục Bình buôn bán lôi thạch sự tình, chúng ta đã điều tra đến nhất thanh nhị sở, lôi thạch là cái gì mọi người đều biết a à kia là cấm đồ bán giang giật cùng tiền vạn quán lại tự mình bán cho đông hoàng đại lục cửu đế gia tộc đây chính là thông đồng với địch lôi đình uy cũng u u nói tiếp tiền vạn quán người tại đông hoàng đại lục bí mật chiêu mộ 10 tên thiên quân đỉnh phong còn mua được nam cung gia ba người chuẩn bị bắt cóc nam cung gia nở hoa phu nhân việc này chúng ta toàn bộ hành trình đều biết 10 người kia cũng toàn bộ cầm xuống mặt khác ngươi lợi dụng đằng long thương hội yểm hộ sắp xếp mấy ngàn tên gian tế vào thần tứ đảo đã toàn bộ bị chúng ta nắm giữ, những người kia giờ phút này hẳn là đều cầm xuống, đại gia có thể công thẩm. Lưu hội trưởng đem danh sách giao cho chúng ta, tiền vạn quán, người sẽ không không biết lưu hội trưởng A dẫn tới. Hưu, đăng thiên phong phía dưới lại có hơn 10 người bay đi lên, tiền vạn quán xem xét bị cầm xuống người kia, sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì người này là đằng long thương hội tại Đông Hoàng Đại Lục người phát ngôn, là cái kia xác giống thương hội hội trưởng, đây là hắn một cái rất đắc lực thủ hạ, không phải hắn đằng long thương hội phát triển cũng không thể nhanh như vậy. Lưu hội trưởng mỗi lần bị dẫn tới, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đối tiền vạn quán dập đầu nói, vạn quán thiếu ra, chuyện của chúng ta bại lộ, lão nô có lỗi với người A. À. Xoạt, toàn trường lại là một mảnh xôn xao, tụ liền tư đồ ngạo bọn người đôi mắt lấp lóe, kinh nghi bất định, như lôi đình uy bọn người ăn nói xuông ai cũng sẽ không tin tưởng, nhưng từng đầu chứng cứ bày ra đến, còn có mấy ngàn tên gian tế lập tức liền muốn bắt lại, lôi đình uy nói rõ có thể công thầm, chương 836, tư đồ ngạo quyết đoán. Quả nhiên có vấn đề, vấn đề lớn. Giang giật cùng tiền vạn quán liếc nhau, hai người đều nở nụ cười khổ, tiền vạn quán đôi mắt lấp lóe, tự hỏi vấn đề ở chỗ nào giang giật mặc dù không biết hắn an bài thế nào, nhưng đối với tiền vạn quán năng lực là tuyệt đối tín nhiệm, sở dĩ giang giật nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất đạt được một cái kết luận, có một cái rất cao minh người, tại bố cục hố bọn hắn. Người này biết rõ tiền vạn quán nhất cử nhất động, thậm chí tại đông hoàng đại lục làm cái gì đều như lòng bàn tay cái này lưu hội trưởng cũng hẳn là hắn người thậm chí kia mấy ngàn tên gian tế cũng là hắn phái tới mục đích không cần nói cũng biết muốn giết chết hắn cùng tiền vạn quán chẳng lẽ là cửu đế gia tộc tiền vạn quán trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu mời ba gia tộc giống như quen thuộc hắn vận hành chỉ có tư đồ ra tư đồ ra không có khả năng hố bọn hắn lôi ra cùng nam cung gia lục gia không có năng lực này bố cục dù sao lớn nhỏ sự tình đều là hắn tại vận hành ba nhà nghĩ xếp vào gian tế vào đây không dễ dàng như vậy, hắn cũng một mực đề phòng ba nhà. Lưu hội trưởng, nghĩ đến lưu hội trưởng, tiền vạn quán tâm thoáng cái lạnh, giờ khắc này hắn trăm phần trăm xác định là cửu đế gia tộc có người bố cục tại hố hắn. Nguyên nhân quá đơn giản, hết thảy đều quá thuận lợi, bao quát đông hoàng đại lục minh tuyến ám tuyến phát triển đều phát triển được quá thuận lợi, cái này rõ ràng là có người đang cố ý giúp hắn. Thật là lợi hại, nghĩ đến đối phương có thể bất chi bất giác giám sát hắn hết thảy, cũng tại hắn ngay dưới mắt xếp vào mấy ngàn tên gian tế vào tội đảo, còn có thể đoán ra hắn muốn cứu Nam Cung khinh linh mẫu thân, sớm thông báo cho tam đại gia tộc, để bọn hắn bố cục bắt được cái hiện hình, tiền vạn quán cũng cảm giác toàn thân rét run. Cái này bố cục người trí tuệ cùng thủ đoạn so với hắn cao minh rất nhiều, tăng thêm có cửu đế gia tộc tài nguyên phối hợp, để hôm nay biến thành một cái tử cục. Hiu hiu hiu, thần tứ thành phương hướng mấy ngàn người bay đi lên, rất nhiều người đều trong tay mang theo một cái cái võ giả hoặc là thi thể, những cái kia bị bắt người đan điền đều bị phế sạch, nhìn thấy lưu hội trưởng đôi mắt thoáng cái mở đi. 500, 1000, 2000, rất nhanh bị dẫn tới 2000 người, thành nội truyền tống trận cũng phát sáng lên, lại có vô số người bị dẫn tới, tư đồ ngạo tư đồ nộ nhìn thấy những người kia, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, nhiều người như vậy không có khả năng là giả, nếu thật là đằng long thương hội làm vào đây gian tế, tiền vạn quán tựu hết đường chối cãi. Thông đồng với địch, kia là tội chết. Lôi Đình Uy đảo mắt một vòng, bá khí thiết ra ngoài cười lạnh nói, từ đồ ngạo, nhà các ngươi có hội siêu hồn đại pháp người A cái này mấy ngàn người các ngươi đi siêu hồn tốt, nếu không phải đông hoàng đại lục gian tế, ta không nói hai lời dẫn người trở về. Nếu là gian tế, các ngươi còn muốn phù hộ giang giật tiền vạn quán, chúng ta chỉ có thể khai chiến. Lục lân cũng buông tay nói, lục bình cùng hai người này các ngươi tùy ý siêu hồn, như giang giật cùng tiền vạn quán không có buôn bán lôi thạch, ta lục ly đời này không vào thần tứ đảo, Nam Cung Vân Nghĩa lạnh lùng nhìn tư đồ ngạo một chút, nói, nhà chúng ta ba tên quản sự cũng mang đến, còn có 10 người kia toàn bộ bị cầm xuống, tư đồ ngạo ngươi cũng có thể tùy ý siêu hồn. Lão Phu hôm nay đem lời đặt ở cái này, tư đồ ra nếu dám tiếp tục bao che bọn hắn, chỉ có tử chiến. Tư đồ ngạo cùng tư đồ nộ nước nhau, cái sau vẫn là không dám tin tưởng vung tay lên nói, lão lục, ngươi đi xem một chút. Hiu, tư đồ ra một tên thiên quân cường giả tối đỉnh hóa thành một đạo hắc ảnh bay đi, một tay che ở một tên gian tế trên đầu, một đoàn bạch quang lóe lên, trưởng lão kia nhắm mắt lại, chờ hắn khi mở mắt ra, kia gian tế mắt trợn trắng lên trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Một cái, hai cái, ba cái, từ đồ ra trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi, dương đông cùng như đang sắc mặt cũng càng phát khó nhìn lên, cái này siêu hồn về sau đều sẽ chết, như đến phiên bọn hắn đồng dạng chỉ có một con đường chết. Linh đang tỉ, giang ra, đời sau gặp lại. Dương Đông cùng Nhiêu đang liếc nhau, hai người điên cuồng đứng lên hung hăng hướng lục gia cường giả phóng đi hai người trước khi đến đan điền đã bị phế nếu không phải lục ly dùng thiên lôi thành tất cả dịch nô bức bách hai người đã sớm tự sát suy suy nghênh đón hai người chính là hai thanh lóng lánh hàn quang bảo kiếm cổ hai người mát lạnh tiếp lấy đầu lăn xuống ra ngoài trên cổ tiên huyết cuồng phún chết không nhắm mắt dương đông như đăng dương đông giang giật cùng bị tư đồ ra cứu linh đang tỷ đồng thời hét lớn giang giật đỏ ngầu cả mắt trên thân sát khí nghiêm nghị sát lục chân ý không bị khống chế phóng xuất ra, mái tóc màu đỏ bay múa, tựa như một cái trong địa ngục đi ra ác ma. Được rồi, không cần lục soát. tư đồ ngạo vung tay lên, ánh mắt nhìn về phía tiền vạn quán cùng Giang giật nói, hai người các ngươi có gì có thể giải thích sao. Giang giật còn tại nhìn qua dương đông cùng như đang chết không nhắm mắt đôi mắt, tựa như không có nghe được, tiền vạn quán đắng chắt cười nói, ta không có gì tốt giải thích, ta chỉ muốn nói của ta làm ra làm xứng đáng thiên địa, xứng đáng thần tứ bộ lạc, xứng đáng tư đồ ra, còn có xứng đáng nhất nhiệm mặt khác các người ba nhà cũng đừng giả mù sa mưa một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng có một số việc người ta trong lòng đều rất rõ ràng khác đừng làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ vạn quán tư đồ nhất niệm ôm chặt lấy tiền vạn quán một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên sớm đã lây hoa đái vũ hai tay gắt gao ôm hắn tựa hồ sợ hắn đột nhiên tự biến mất ai tư đồ ngạo thật sâu nhìn tiền vạn quán một chút cúi đầu trầm tư một lát chậm rãi ngẩng đầu lên nói ta tư đồ ngạo Đại biểu tư đồ ra khẩn cầu các người tha thứ tiền vạn quán cùng giang giật bọn người. Giống như các người đồng ý, tư đồ ra tại thần tứ thành sản nghiệp toàn bộ giao ra, đồng thời chúng ta tư đồ ra rời khỏi thần tứ thành, trong ngàn năm không còn tiến vào thần tứ đảo. Giống như tiền vạn quán bọn hắn lần sau còn có thông đồng với địch hành vi, ta tư đồ ngạo tự sát tạ tội, như thế nào? Xoạt, toàn trường sôi trào, tự liền lôi đỉnh uy nam cung vân nghĩa bọn người bị kinh hãi, lục lân trong mắt thì quang mang đại thịnh lục gia cường giả từng cái kích động không thôi, từ đồ ra rời đi, kia lục gia không phải có cơ hội nhập chủ thần tứ thành. Tiền vạn quán nói không sai, trên thực tế, rất nhiều chuyện bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, tiền vạn quán cùng giang giật buôn bán lôi thạch kia là chuyện thật, nhưng thông đồng với địch ngược lại là không có. Những này gian tế cũng tới đến không hiểu thấu, bọn hắn có thể cầm xuống những này gian tế, cũng là lưu hội trưởng chủ động báo cáo, kỳ thật rất nhiều chuyện đều rất khả nghi, dùng sự thông minh của bọn họ cùng tình báo, nhẹ nhõm có thể đoán ra Đông Hoàng Đại Lục có đại gia tộc tại bố cục hố tiền vạn quán cùng giang giật. Nhưng là, ba nhà đều không có đi truy tra người sau lưng, ba nhà đều không hẹn mà cùng quyết định xuất thủ đối phó tiền vạn quán cùng giang giật. Bởi vì có hai người này, từ đồ ra rất nhanh liền có thể quật khởi, không nói trở thành đệ nhất gia tộc, trở lôi ra lão tổ tông chết rồi, nhất thống thần tứ bộ lạc cũng có thể. Ai cũng không cam tâm là phụ thuộc, trong gia tộc lợi ích vĩnh viễn là trí thượng, sở dĩ tiền vạn quán phải chết, giang giật cũng phải chết. Còn có một chuyện, lôi đình uy vô cùng rõ ràng, lôi kỳ viêm sở dĩ muốn cưới Nam Cung khinh Linh, cũng là bị người giật dây. Nam Cung khinh Linh cùng Giang giật chuyện cũ là có người cố ý nói cho lôi kỳ viêm, mà nói cho hắn biết cái kia tiểu gia tộc công tử, tại lôi kỳ viêm cùng Nam Cung khinh Linh đính hôn sau đột nhiên chết. Hết thảy hết thảy đều cho thấy, có một cái cường đại mưu sĩ, hoặc là một cái gia tộc đang mưu đồ, nhưng này lại như thế nào thậm chí lần này ba nhà đều chuẩn bị đem tư đồ ra tiêu diệt, chỉ là không nghĩ tới tư đồ ngạo không có khai chiến, ngược lại làm ra một cái điên cuồng quyết định. Tư đồ ngạo quyết đoán luôn luôn rất lớn, hôm nay càng là lớn đến cầm gia tộc toàn bộ sản nghiệp cùng tương lai, chỉ vì đổi lấy hai người. Ta không đồng ý, một giọng già nua đột ngột vang lên, để toàn trường tất cả mọi người chấn động, tư đồ ra tất cả mọi người nghe lệch, lập tức bãi miễn tư đồ ngạo vị trí gia chủ, tất cả mọi người trở về gia tộc, hôm nay việc này tư đồ ra mặc kệ. Ra ra, tư đồ nhất niệm thân thể mềm mại run lên, thân thể vô lực ngồi trồm hổm ở địa, trên mặt đều là tuyệt vọng. chương 837, Luyện Thần Trung, có thể có được bãi miễn tư đồ ngạo gia chủ quyền lực chỉ có tư đồ gia lão tộc trưởng tư đồ múa mộng. Thần tứ bộ lạc mời ba gia tộc là theo đông hoàng đại lục di chuyển tới, sở dĩ gia tộc chế độ đều không khác mấy, tộc trưởng xưa nay không quản sự, nhưng có vô thượng quyền uy. Gia tộc chuyện lớn chuyện nhỏ gia chủ xử lý, nhưng ở gia chủ xảy ra vấn đề về sau, tộc trưởng một câu liền có thể bãi miễn vị trí gia chủ, tại gia tộc xuất hiện nguy cơ sinh tử lúc, tộc trưởng mới có thể ra mặt, bình thường không có việc gì tộc trưởng hoặc là bế quan, hoặc là đi sông sáo các loại bí cảnh, chu du thiên tinh giới, tiêu giao khoái hoạt. Giờ phút này tư đồ gia tộc trưởng lên tiếng, trước mặt mọi người bác bỏ tư đồ ngạo quyết định, đồng thời bãi miễn hắn vị trí gia chủ, có thể thấy được tư đồ múa mộng đối với tư đồ ngạo quyết định này rất không tán đồng, hắn sau khi mở miệng sự tình cũng vô pháp sửa lại. Phụ thân, tư đồ ngạo biến sắc, nghiêm nghị hét lớn một tiếng, đáng tiếc tư đồ múa mộng không còn có thanh âm truyền đến, tư đồ nộ bất đắc dĩ thở dài nói đại ca trở về đi tư đồ ra tất cả mọi người nghe lệnh thu binh không ra ra người không thể không quản a à. tư đồ nhất niệm thê âm thanh khẽ kêu nhưng tư đồ ra một tên trưởng lão nhẹ nhàng đánh ra một cái nguyên lực thân thể của nàng tựu mềm nhũn xuống dưới người trưởng lão kia hướng tiền vạn quản áy náy chắp tay sau đó một tay sách theo tư đồ nhất niệm bả vai hướng thần tứ thành bay đi tư đồ nhất tiếu cũng trợn mắt muốn nứt gấp đến độ ghê gớm từ đồ ra hai tên trưởng lão trực tiếp cầm xuống hắn, từ đồ ngạo ánh mắt đắng chát hướng tiền vạn quán giang giật nhìn một cái, nhắm mắt lại thống khổ hướng thần tứ thành bắn nhanh mà đi. Hiu hiu hiu, từ đồ ra sở hữu thiên quân võ giả toàn bộ đằng không mà lên hướng thần tứ thành bay đi, tộc trưởng hạ lệnh, ai dám chống lại vậy liền phản tộc, sẽ làm chàng bị giết chết. Hiu, giang giật vẫn như cũ hai con người đỏ như huyết, mái tóc màu đỏ bay múa, hắn thân thể hóa thành thiểm điện, đế cung xuất hiện lần nữa, đem tiền vạn quán giang tiểu nô chiến vô song phượng loan bọn người lần nữa thu vào. Lôi đình uy bọn người không nhúc nhích, trêu tức nhìn qua hắn, tựa như một đám miêu nhìn xem một cái lão thử tại vùng vẫy dẫy chết. Ba nhà cường giả ngược lại là làm thành một vòng tròn, đem giang giật bao vây, lôi đình uy thân thể chậm rãi hướng phía trước bay đi, một cái tay nắm kim dao cổ, cười lạnh nói, giang giật, cái này giống như cũng là bằng hữu của ngươi, cái này không định cứu được. Giang giác, lôi đình uy nhẹ tay tùy tiện vận dụng lực, kim dao cổ xương cốt tựu bị bóp nát, kim dao đau đến thân thể run lên, trên tay yêu lực lấp lánh chuẩn bị cùng lôi đình uy đồng quy vu tận, nhưng sau lưng một cái trưởng lão trong tay một thanh trường kiếm đột ngột đâm tới, đem kim dao yêu đan trực tiếp đâm phát nổ. Yêu đan cùng nhân loại đan điền không có khác nhau, một khi phát nổ một thân tu vi sẽ phế bỏ, rốt cuộc bất lực công kích. Kim dao, giang giật nổi giận giống to, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, liền muốn phóng thích lôi đình chi nộ. Nhưng lôi đình uy đem kim dao đột nhiên nâng lên đỉnh đầu, sau đó hí ngược nhìn qua giang giật, ý tứ rất rõ ràng, nếu dám đánh xuống lôi điện, cái thứ nhất sẽ đánh chết kim dao. Công tử, đi mau, kim dao bạo giống một tiếng, thân thể giấy lên hừng hực liệt hỏa, nó càng đem trong thân thể còn sót lại yêu lực thiêu đốt, cho dù chết cũng không muốn để lôi đình uy hiếp bách giang giật. Hừ, lôi đình uy vung tay lên đem kim dao hung hăng nện ở phía trước mặt đất, đăng thiên phong khẽ run lên, kim dao thân thể trực tiếp bị nện thành một đống thịt nát. a à, à, giang giật thống khổ kêu to, nhưng vẫn là không dám động, bởi vì lôi đình uy thân thể lóe lên đã dẫm lên tại nhai tí thú trên thân. Nhai tí thú chỉ có yêu vương thực lực, còn bị đả thương nặng, bị lôi đình uy uy áp mạnh mẽ chân áp đến nỗi ngay cả di động đều khó khăn. Nó chật vật quay đầu nhìn qua giang giật, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, truyền âm cho giang giật nói, tiểu tử, năm đó chủ nhân tàn hồn nói cho ta, đi theo người ta có khả năng đột phá yêu đế. Mặc dù không có đột phá yêu đế, nhưng đoạn đường này đi tới, bản vương cũng cảm giác đáng giá, bản vương không hối hận đi theo ngươi. Suy suy, nhai tí thú trên thân cũng giấy lên hừng hực liệt hỏa, giang giật thống khổ nhắm mắt lại, phù thần năm đó để nhai tí thú đi theo hắn, hắn lại không có thể làm cho nhai tí thú đột phá thành yêu đế, ngược lại trơ mắt nhìn xem nó chết. Hắn mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng sát khí trên người lại là càng ngày càng thịnh, trong tay hắn hỏa long kiếm bên trên lôi hỏa liên tục không ngừng tuôn ra, rất nhanh ngưng tụ ra một cái lôi hỏa hộ thuẫn, hỏa vân khải cũng phù hắn bên ngoài cơ thể, kinh khủng sóng nhiệt để ba nhà rất nhiều cường giả đều tự động lui lại. Mặc dù tất cả mọi người trước tiên mở ra thần thuẫn, nhưng khoảng cách gần như thế, vẫn còn có chút chịu không được. Lôi đình uy không có lui, thần thuẫn mở ra, ánh mắt hí ngược nhìn qua giang giật, đột nhiên truyền âm nói, giang giật, ta nếu là ngươi liền sẽ không làm loạn, nếu không ngươi không gian thần khí bên trong tất cả mọi người muốn chết, thê tử của ngươi, huynh đệ của ngươi, muội muội của ngươi đều phải chết. Ngoan ngoãn đầu hàng, trở thành của ta hồn nô, là ta lôi ra phục dịch 10 năm, ta có thể nhìn trời phát thệ, thả các ngươi tất cả mọi người rời đi. Lôi đình uy sở dĩ không có hạ lệnh động thủ, liền là muốn giang giật đầu hàng. Có hư không đáng giang giật căn bản trốn không thoát, hắn nếu không nghĩ tất cả mọi người chết, kia chỉ có đầu hàng. Giang giật giá trị rất cao, hắn nếu là có thể đem lôi đình chi nộ ngưng khắc vào thiên họa bên trong, đây tuyệt đối là vô giới chi bảo. Còn có tiền vạn quán cũng là nhân tài, coi như không thể công khai ra mặt, Âm thầm giúp lôi ra kiếm tiền cũng là tốt, gian tế phải chết, nhưng trở thành hồn nô gian tế, vậy thì không phải là gian tế. Còn có Giang Tiểu Nô, thiếu nữ này hôm nay cũng làm cho Lôi Đình Uy thay đổi cách nhìn, như thế kỳ dị đặc thù chủng tộc, nếu có thể là lôi ra sử dụng, vậy khẳng định là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Còn Nam cung gia cùng Lục gia, lôi ra nhường ra một điểm lợi ích, nhẹ nhóm có thể thỏa đàm. Giang giật hội đầu hàng sao? Đáp án là phủ định, hắn Hỏa Long kiếm bên trên lôi hỏa lấp lánh trên thân bạch quang lóe lên, liền muốn tuấn di sông vào lôi đình uy bên người, chuẩn bị dựa vào lôi hỏa liều chết cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Đáng tiếc lôi đình uy một mực đề phòng hắn, nhìn thấy giang giật muốn công kích, trong tay hắn một cái màu đỏ chuông nhỏ đột nhiên đánh ra, cái kia màu đỏ chuông nhỏ bên trên đỏ quang lưu truyền, khí tức cực nóng, phù văn lấp lánh, lớn lên theo gió trong nháy mắt biến thành phương viên trăm trượng đại, tựa như núi cao ẩm vang chụp xuống. Dầm dầm rầm phía dưới tầng không gian tầng chấn động, Giang giật lúc đầu đã trải qua rồi thuấn di, lại chỉ có thể cưỡng ép bỏ dở, khủng bố như thế không gian chấn động hắn dám thuấn di, tuyệt đối phải bị cường đại không gian vặn vẹo chi lực xoắn thành mảnh vỡ. Luyện thần chung, rất nhiều người kinh hô lên, cái chuông này quá cường đại, uy danh hiển hách, là năm đó lôi ra lão tổ tông trí bảo, cái này không chỉ là một kiện thông linh trí bảo, còn bị lôi ra lão tổ tông ra chỉ đặc thù đạo văn ở bên trong, có thể dung luyện hết thải thiên quân cường giả, coi như mấy trăm tên thiên quân đỉnh phong cũng có thể nhẹ nhõm dung luyện thành cặn bã. Đã ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Lôi đỉnh uy cười nhạo một tiếng, trong tay nguyên lực lấp lánh, đột nhiên đánh vào chuông bên trong, mỗi lần đánh ra một đạo nguyên lực, kia chuông lớn tự vang lên một đạo trầm muộn thanh âm, tiếp lấy hỏa hồng sắc trên vách chuông phù văn du tẩu, hỏa quang cũng hóa thành từng đầu hỏa xà ở phía trên vần quanh du tẩu, kinh khủng nhiệt độ cao, để trên đỉnh núi hơn phân nửa người đều lui ra phía sau vạn trường. Đông, 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 tiếng chuông không ngừng vang lên, thanh âm này mỗi lần vang lên một tiếng, toàn trường nhân trái tim cũng hơi run lên, rất nhiều thực lực thấp võ giả, lần nữa lui nhanh vạn trượt, thanh âm này quá kinh khủng, tựa hồ có thể làm cho trái tim của bọn hắn đi theo nhảy ra. Đông, 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 lôi đình uy từng đạo nguyên lực đánh ra, tiếng chuông liên miên không dứt vang lên, tựa như tử vong chuông tang, vang vọng toàn bộ thần tứ thành. chương 838, thúc hồn tiếng chuông, luyện thần chung, tư đồ nhất tiếu vừa mới bay trở về thần tứ thành liền nghe đến đăng thiên phong bên trong tiếng chuông hắn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi cái này luyện thần trung uy lực hắn biết rõ cái chuông này không chỉ có thể phong ấn không gian để cho người ta không thể trốn đi đâu được bên trong còn có hung tàn hỏa diễm kia hỏa diễm coi như mặc trên người thông linh trí bảo cũng tương tự có thể dung luyện thành cạn bã bất quá là vấn đề thời gian mà thôi còn có kinh khủng nhất là tiếng chuông thúc hồn tiếng chuông thần tứ thành rời đi đăng thiên phong có trăm dặm giờ phút này thành nội rất nhiều người nghe được tiếng chuông đều linh hồn run lên, càng có tiểu hài tử khó chịu lăn lộn trên mặt đất, có thể nghĩ tiếng chuông này kinh khủng. Giang giật như tại chuông bên trong, kia thúc hồn tiếng chuông xác định không sẽ sống sống đem hắn linh hồn chấn động phải sụp đổ. a à, Giang giật thời khắc này xác thực tại giày vò bên trong, không gian bị phong ấn, hắn không cách nào độn thiên, càng không cách nào thuấn di, tự liền dưới mặt đất không gian đều bị phong ấn, hắn không thể trốn đi đâu được. Chuông lớn trên tường sắt ấn khắc lấy các loại kỳ hình dị thú, những dị thú kia đều tựa như sống, mỗi một cái đều tại phun ra hỏa diễm, loại này hỏa diễm so tế luyện sau lôi hỏa càng bá đạo mấy phần, chuông bên trong biến thành một cái lửa thế giới. Đương nhiên, cái này hỏa diễm đối với Giang Giật vô hiệu, Hỏa Linh Châu lần nữa lập công, Giang Giật không cảm giác được nửa điểm nhiệt độ cao, cái này hỏa diễm mặc dù đem hắn lôi hỏa vòng bảo hộ cho đốt phá, để hắn thần thuẫn trong nháy mắt vỡ tan, để hắn hỏa vân khải đều chịu không được nếu không phải hắn dù cho ẩn vào thể nội, sợ là cũng sẽ hòa tan, nhưng cái này hỏa diễm không gây thương tổn được hắn một tơ một hào. Để hắn khó chịu tới cực điểm chính là kia kinh khủng tiếng chuông, thanh âm kia mỗi một lần vang lên, linh hồn hắn tự truyền đến như tê liệt thống khổ, hắn ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, đau đến không ngừng hướng trên vách chuông đánh tới, hắn cả khuôn mặt đều bóp méo, còn người lắc lư liên tục, tựa hồ đến sụp đổ cực hạn. Đông đông đông, lôi đỉnh uy nguyên lực không ngừng đánh ra, tiếng chuông liên miên không dứt vang lên, mà lại càng lúc càng nhanh, giang giật chủ linh hồn lần lượt bị chấn động, phía trên từng cái từng cái vết rách xuất hiện, sẽ sụp đổ, nếu không phải hỏa linh châu năng lượng lần lượt tràn vào linh hồn, giúp hắn chữa trị linh hồn sợ là giờ khắc này hắn đã chết. Phải chết sao? Giang giật sâu trong linh hồn hiện ra một cái ý niệm trong đầu, cái này kinh khủng tiếng chuông hắn căn bản ngăn cản không nổi, coi như có thể chống đỡ được lại như thế nào hắn có thể chạy thoát. Bên ngoài có thể có hơn một vạn thiên quân, thiên quân đỉnh phong càng có mấy trăm, hắn lôi đình chi nộ vừa rồi đã thực tiến qua, đánh chết thiên quân đỉnh phong không có vấn đề, nhưng cường đại thiên quân đỉnh phong là tuyệt đối giết không chết, giống như lôi đình uy loại này không chỉ có thực lực cường đại, còn có một thân thông linh trí bảo, hắn càng là không cách nào dung chuyển. Trốn, coi như không có cái này loại, hắn cũng vô pháp độn thiên, nhiều như vậy cường giả một vòng công kích hắn còn không có vào vết nứt không gian bên trong liền muốn thịt nát xương tan. Lui một vạn bước nói hắn có thể đi vào vết nứt không gian bên trong, lôi ra thái thượng trưởng lão khẳng định hội phóng thích hư không đáng, nhẹ nhóm có thể đem hắn theo vết nứt không gian bên trong chấn động ra, sở dĩ hôm nay hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết, hắn chưa từng e ngại, nhưng hắn chết rồi, giang tiểu nô phượng loan tiền vạn quán chiến vô song linh đang tỉ bọn người đâu. Các nàng kết cục hoặc là đi theo hắn cùng chết, hoặc là bị bắt, chăm bị. Hắn vừa rồi nhìn thoáng qua bị lôi ra trưởng lão cứu lôi kỳ viêm, trong mắt của hắn vẻ oán độc, giờ phút này đều để giang giật không rét mà run, nếu có người rơi vào lôi kỳ viêm trong tay hạ chàng khẳng định hẳn phải chết còn khó hơn hơn vạn lần không không ta không thể chết bởi vì linh hồn bên trong truyền đến như tê liệt thống khổ hắn lần lượt ôm đầu hướng chuông lớn đánh tới đầu đã đâm đến bể đầu chảy máu tiên huyết đem hắn toàn thân đều nhuộm đỏ nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý cuồng loạn bạo hống tiếng giống tại chuông bên trong tiếng vọng không ngừng chấn động đến hắn màng nhĩ đều đổ máu làm sao bây giờ làm sao bây giờ hắn ép buộc chính mình muốn quên linh hồn bên trong thống khổ, quên hết mọi thứ, nghĩ biện pháp tự cứu, hắn sẽ sụp đổ linh hồn dùng gấp trăm lần tốc độ vận chuyển lại, trong đầu mấy trăm suy nghĩ hiển hiện, nhưng từng cái bị hắn bác bỏ, lần này so trong lịch sử hắn tao ngộ nguy cơ khó khăn gấp trăm lần, gấp một vạn lần. Đông, luyện thần chung lần nữa chấn động, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, để giang giật không tự chủ được ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, thanh âm này cũng không phải là vang lên tại lỗ tai hắn bên trong, mà là trực tiếp chấn động linh hồn, đây là một loại công kích linh hồn thủ đoạn. Công kích linh hồn thủ đoạn, ngồi trên mặt đất lăn lộn giang giật đột nhiên ngây ngẩn cả người, thanh âm loại thủ đoạn công kích cái này không phải liền là thần âm thiên kỹ sao hắn không phải cũng cảm mộ một loại thần âm thiên kỹ sao. Giống như hắn có thể đem tiếng chuông này cũng cảm ngộ, tiếng chuông này còn có thể đối với hắn sinh ra nguy hại sao. Đáp án là không biết, nhưng giang giật giờ phút này hoàn toàn không cách nào, hắn chỉ có thể bắt lấy cuối cùng một gốc rơm dạc cố gắng sống sót, nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót trước. Hắn nhắm mắt lại, cũng không ngồi xếp bằng, tụ nằm trên mặt đất tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hoàn toàn không đi quản sẽ sụp đổ linh hồn, toàn lực ứng phó đến liền cảm ngộ kia tiếng chuông. Tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái về sau, cả người hắn đều dung nhập phương thiên địa này, cũng có thể dung nhập cái này chuông lớn bên trong, hắn có thể cảm ứng được chuông bên trong của pháp cùng nặng nề, có thể phát hiện chuông bên trong có vô số đại trận cấm chế, có thể cảm ứng được cấm chế bên trong đang nhanh chóng vận chuyển, từng đạo nguyên lực ở bên trong lưu truyền, thôi động cấm chế bên trong, chế tạo ra rất nhiều kinh khủng hỏa diễm, chấn động ra từng đạo kinh khủng tiếng chuông. Đông, lôi đình uy luyện hóa cái này chuông, tự nhiên có thể cảm ứng được bên trong giang giật còn chưa có chết, sở dĩ hắn không ngừng đánh vào nguyên lực, để luyện thần trung vang lên từng đạo trầm thấp thúc hồn tiếng chuông.